tiếp nối dòng sự kiện trong tập 5 của series tìm hiểu cốt truyện Warhammer 40k. Horus Heresy là sự kiện đen tối và tàn khốc nhất trong dòng lịch sử của đế chế nhân loại kể từ ngày thành lập. Nó chứng kiến anh em chống lại anh em, còn chống lại cha, để giành lấy quyền thống trị của nền văn minh nhân loại đang sắp sửa hoàn thành con đường phục hưng của mình và dẫn họ đến với một tương lai đen tối chỉ còn lại chiến tranh vì sự kiện này có vai trò vô cùng to lớn trong dòng lịch sử của vũ trụ 40k và là một trong các sự kiện cực kỳ đồ sộ và chi tiết trong lore với gần 60 tiểu thuyết đã và đang được xuất bản hàng năm cũng như là hàng ngàn mẫu truyện ngắn lớn nhỏ xoay quanh nó. Thậm chí với nhiều fan, sự kiện này đã có thể được coi là một vũ trụ riêng với tên gọi Warhammer 40k hay đơn giản là Horus Heresy. Do đó, trong video này, chúng ta sẽ chỉ có thể dừng lại ở việc tìm hiểu khái quát về sự kiện này tôi sẽ chỉ nêu lên những tình tiết, những sự kiện, những nhân vật thực sự quan trọng với cốt truyện của Horus Heresy nhằm giúp các bạn có được hiểu biết cơ bản nhất về nó. Và sau đó, chúng ta sẽ đi sâu và tìm hiểu các chi tiết trong các video tương lai. Ok, giờ tôi sẽ không mất thời gian của bạn nữa. Chúng ta cùng bắt đầu nào. chương một người con của xung đột sau hơn năm ngàn năm đám chim trong hoàng ngục đầm máu của kỷ nguyên xung đột hệ mặt trời lại một lần nữa được thống nhất dưới lá cờ của đế chế nhân loại non trẻ ngay sau đó biển linh hồn imaterium đã ngồi cơn thịnh nộ của mình và hoàng đế nhân loại cuối cùng đã có được dẫn dắt của Great Crusade nhằm thống nhất loài người của mình. Ngay năm tháng đầu tiên của cuộc tập tự chính vĩ đại, hàng đội trinh phạt hùng mạnh của ngài đã đem về liên tiếp những chiến thắng của vinh quang cũng như là ngàn thế giới cho Imperium of Man. Những khám phá từ các Rogue Trader như các hành tinh chưa được khai phá, các cua bị lãng quên của sao hỏa như Vospram, đã góp phần thúc đẩy hơn nữa quá trình mở rộng không ngừng cả về quy mô lẫn tốc độ của các cuộc trinh phạt ra mọi hướng của thiên hà cùng với đó là những khám phá như các Nightwolves hay các Sister of Silence với khả năng miễn nhiễm hoàn toàn với năng lực sai kích thông qua cuộc trinh phạt trên hành tinh Britannis đã cung cấp cho đế chế những vũ khí, những đội quân hùng mạnh để chống lại những mối nguy từ Zanos cho đến Sai cơ Điên loạn vẫn đang hành hành trên khắp các thủ địa đã mất của loài người. Đầu tư để xóa bỏ những tàn dư của Old Night, từ sự loạn lạc, ngu dốt cho đến mê tín dị đoan, hướng con dân của toàn đế chế đến với lý tưởng Imperial Truth một lý tưởng sẽ giúp loài người một lần nữa ra ngộ chân lý của khoa học, lý lẽ, tiến bộ và logic, bãi bỏ thánh thần và đang siêu thực là những thứ đã gông cùm áp bức loài người trong suốt hàng ngàn năm qua. Để rồi từ đó theo đuổi sự phục hưng thực sự của giống loài. Nhưng rồi tất cả những điều đó rồi đã phải lù mờ chưa một khám phá tại một hành tinh khai khoáng tầm thường chỉ cách hệ mặt trời khoảng vài năm ánh sáng. Và trình khám phá này, sau đó, ta thay đổi toàn bộ vận mệnh không chỉ của cuộc thập tự trinh, mà là lịch sử của cả nhân loại. Tại đây, hoàng đế đã tìm ra một người con siêu phàm đã thất lạc từ lâu của mình, một vị Primarch. Tại xa phía tây của hề mặt trời, ngự trị một hành tinh đã thuộc về nhân loại ngay từ những ngày đầu tiên của kỷ nguyên công nghệ, một thế giới có tên là Catonia, một nơi từng đầy áp những loại khoáng sản luôn cung cấp không chỉ cho cư dân của mình mà cả liên minh loài người những sản phẩm khải quáng đa dạng từ quặng nhiên liệu cho đến đá quý tinh xảo trong suốt thời kỳ hoàng kim và nhanh chóng hóa thành một hành tinh giàu có nhưng rồi cũng giống như bao thế giới khác khi mà hàng đội trinh phạt của hoàng đế chạm tới bầu khí quyển của nó bề mặt của cthonia đã chẳng khác gì một tàn tích cổ đại tràn ngập phóng xạ trên người với vô vàn những vết sẹo loang lổ trên bề mặt gây ra bởi những loại vũ khí khủng khiếp của kỷ nguyên xung đột nhưng Catania vẫn sống bên dưới bề mặt của nó là hàng hà xa xấu những hầm hào những công trình khai mỏ khổng lồ nơi mà con người không chỉ sinh tồn mà còn làm chủ trước khi có thể ra quyết định về vận mệnh của Cotonia à, một tiểu đội thuộc quân đoàn Spermarine số 5 đã được cử xuống để bí mật trinh sát thế giới này và khi họ quay về đế chế đã nhận được báo cáo về sự màn rợ không thể tưởng tượng được của hành tinh này nó chăn ngập với những kẻ màn gì công nghệ và bạo lực không ngừng nghỉ đến nỗi chỉ huy của cuộc trinh sát đã gọi Catania giống như một tổ gián độc khổng lồ mà tốt nhất nên tiêu diệt. Nhưng đối với hoàng đế và những người trung thành với lý tưởng của ngài thì điều đó hoàn toàn đi ngược lại với mục đích của cuộc viễn trinh. Đó là giải cứu nhân loại khỏi bóng đêm của âu Night chứ không phải là trừng phạt họ vì những gì đã xảy ra. Thêm nữa, những cư dân của Ketonia đã chứng minh được sự kiên cường của con người khi đã sinh tồn trước điều kiện môi trường cực đoan không tương và tự mình đẩy lùi sự đột biến và các sai cơ bị chiếm hữu bởi những thực thể cổ quáp từ lâu. Như vậy, họ hoàn toàn có đủ tư cách để được gọi là con người. Nhưng dựa trên những báo cáo về sự màn rợ của nơi này, hoàng đế nhận ra để thu phục được nó mà không cần đến đổ máu, ngài cần phải đích thân ra mặt. Và trong chuyến viếng thăm của hoàng đế đến Catania, trong chính sự bất ngờ của mình, hoàng đế đã nhận ra rằng vị lãnh đạo vĩ đại nhất của hành tinh này chính là một trong 20 người con đã bị thất lạc của mình. Primarch Horus Lupercal Horus có chiều cao gấp đôi một người trưởng thành, đầu chọc và giống như tất cả các anh em Primarch khác của mình. Ông sở hữu sức mạnh thể chất và trí tuệ siêu phàm và sức lôi cuốn khổng lồ của một nhà lãnh đạo vĩ đại. Và giống với các anh em của mình, thay vì lớn lên dưới bàn tay chỉ dạy của hoàng đế, được huấn luyện và giáo dục như Legio Custodes bởi Macador tại Terra. Horus lại trưởng thành trên một thế giới hoàn toàn xa lạ. Dưới sự nuôi dạy của hoàng đế, các Primarch như Horus sẽ được ngài giáo dục và tu luyện tất cả những phẩm chất và kỹ năng siêu phàm của mình để rồi cứu rỗi nhân loại khỏi bóng tối và đổ máu, rồi sẽ cùng hoàng đế lãnh đạo dẫn dắt họ đến với ánh sáng của tương lai hủy hoàng. Nhưng thay vào đó, bên dưới những hầm mỏ của Cthornia, Horus được nhào nặn bởi văn hóa và lối sống của một thế giới tàn khốc, một thế giới được nhào nặn bởi tận thế, bởi xung đột, được thống trị bởi vô vàn những băng đảng sát nhân và cơ bóc. Tại đây, không có luật nào ngoài luật sinh tử, không có khao nào lớn hơn sinh tồn và mỗi ngày đều mở đầu và kết thúc với bạo lực. Thay vì sử dụng trí tuệ và khả năng lãnh đạo của mình để giúp con người nơi đây đoàn kết với nhau, dù họ giữ bỏ sự ngủ muội để với ánh sáng của lý lẽ và khoa học như Hoàng đế đã định. Horus lại sử dụng chúng để đảm bảo quyền thống trị của mình đối với mọi kẻ khác. Vì Cthonia chỉ cho phép ông phụng sự chính bản thân mình. Do vậy, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ với hoàng đế, Horus thực sự đã nhận thấy sự thân tích đối với cha mình và ngay lập tức chấp nhận quỳ phục ngọn cờ của đế chế. Do vậy, ông ta vẫn sẽ luôn là đứa con của hai mái nha, Một là địa ngục trần gian của cổ hạnh và diệt chóc, một là giấc mơ huy hoàng của thống nhất và tiến bộ thuộc về một thời đại hoàng kim mà ông ta chưa bao giờ biết tới horus có thể không còn ở lại cathonia nhưng những bài học của thế giới khắc nghiệt này sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong trái tim của ông ta mặc cho đã trưởng thành cùng sự bạo lực và màn rợ sâu trong thâm tâm horus lubberkal vẫn thực sự là một người con của sự lường thiện chính trực và hàm học hỏi ngay sau khi đoàn tụ về cha mình Horus được đưa ra khỏi Catania vừa được hoàng đế nhanh chóng dạy bảo về những mục tiêu lý tưởng mà cuộc thập tự chính vĩ đại của ngài đang hướng tới. Và rằng Horus và những người anh em còn thất lạc của ông chính là một trong những chìa khóa để hoàn thành mục tiêu đó. Và như thế, ông đã đổi sự màn rợ và luật lệ của các băng đạc mà mình đã cùng lớn lên tại quê nhà Catania với sự văn minh và kiến thức khoa học, lý lẽ của lý tưởng Imperial Truth. Nhanh chóng làm quen với các luật lệ khí tài công nghệ hiện đại mà Imperium đang nắm giữ và được nhận vị trí trong hội đồng World Council và nhanh chóng tiến tới lãnh đạo học đội viễn trinh của riêng mình. Những món quà lớn nhất mà Horus nhận được từ hoàng đế chính là cuộc đoàn tụ với những người con mang mã gen của chính ông. Quân đoàn Astarte số 16 Những Space Marine được tạo ra từ chính nguồn gen Seed của Horus. Họ sẽ hữu những phẩm chất và sức mạnh từ chính Primarch của mình ngay từ những ngày đầu, mối liên kết và sự trung thành giữa họ và Horus đã là không thể xoay chuyển. Luna Wolves, cái tên mà hoàng đế đặt cho họ để vinh danh chiến thắng đầu tiên của họ trong cuộc Red Crusade tại mặt trăng Luna của Terra. Ngài gọi họ là sói vì họ luôn được tin tưởng để đối đầu với những kẻ thù bất trị nhất. Sau khi Horus nắm quyền chỉ huy và sự bổ sung quân lực từ chính những cư dân của Catonia thì sức mạnh của quân đoàn số 16 lại càng tăng thêm gấp bội. Mối liên kết giữa những quân đoàn Asate với Primark của mình cũng khăng khít giống như mối liên kết của Primark với Hoàng đế vậy. Trong hơn 3 thập kỷ tiếp theo, Horus và cha mình không chỉ chiến đấu cùng nhau, đánh bại lũ Zenos cặn bã, bão chúa khát máu và sai cơ báng bổ trên hàng trăm thế giới, mà còn liên tiếp cứu mạng lẫn nhau trong trận mạc. Dần dần, tình cảm cha con của Hoàng đế và Horus trở nên không thể tách rời. Dần dần giúp ông có được vị trí là người con thân cận nhất đối với ngài. Tại khởi đầu của cuộc Red Crusade, chỉ có một hạm đội viễn chinh dưới quyền chỉ huy trực tiếp của hoàng đế. Nhưng sau sự trở lại của Primarch Horus cao, thì chỉ sau 3 thập kỷ, hạm đội thứ hai đã được lập đầy và được hoàng đế tin tưởng đặt dưới sự chỉ huy của chính Horus. Giờ đây, ông đã có đủ năng lực lãnh đạo và sự tận tâm vì lý tưởng Imperial of Truth, có lẽ chỉ thua kém chính cha mình. Với sự hỗ trợ đặc lực từ Horus, hàng ngàn thế giới nữa đã được thu phục cho Imperium of Man. Theo thời gian, khi mà lá cờ đại bàng Aquila được dựng lên ngày càng nhiều thế giới, tin tức về những vị bán thần Primarch của hoàng đế lại được thu về càng nhiều bởi các nhà thám hiểm Rogue Trader và các hạm đội trình phạt. Dần dần, từng người trong số các Primarch đều đã lần lượt được đoàn tụ với người cha của họ và người anh em Horus của mình. Và cũng như Horus, mỗi người được nhanh chóng được giáo dục đào tạo sâu rộng bởi chính hoàng đế và được trao quyền chỉ huy đối với quân đoàn Asati mang díen của mình và ngay lập tức tham gia vào các cuộc viễn chinh vì nhân loại. Ban đầu, khi mới nghe tin về các Primarch được tìm thấy sau mình, Horus đã rất phấn khích khi biết được mình sắp được đoàn tụ với những người anh em đã thất lạc của mình. Nhưng rồi, sâu thẳm trong trái tim ông ta, đã dần lóe lên một sự sợ hãi không thể chối bỏ rằng những người anh em mới rồi sẽ đoạt lấy vị trí người còn ưu tú nhất của mình ông ta vẫn không thể quên được những bài học từ Catonia rằng bất kỳ ông ta có cứng rắn như nào, có tỏa sáng đến đâu, thời gian sẽ luôn tuột vào tay kẻ khác. Nhưng rồi, sau khi tất cả các anh em đã đoàn tụ, Horus Lupercal đã yên lòng rằng ánh sáng của ông ta sẽ không bao giờ tắt. Chương 2 Người con của Đức tin không chỉ đến từ các rogue trader hay các phái đoàn trinh sát của đế chế. Sự đoàn tụ của cha con hoàng đế còn nhờ vào khả năng tâm linh của chính ngài và các Primarch. Trong khi người con sở hữu sức mạnh sai kích mạnh mẽ nhất của ngài, Primarch Magnus Siret của quân đoàn số 15, Thousand Sons, đã giao tiếp với ngài được hàng chục năm trước khi họ thực sự đoàn tụ thông qua thần giao cách cả. Thì một vị Primarch khác là Loga Aurelian cũng đã sớm có cho mình những viễn cảnh tâm linh về cuộc hội ngộ với hoàng đế từ lâu. Được gọi là hành tinh của Đức Tin Thế giới mà phối ấp dược lửa của Primarch Loga đã đáp xuống hàng thập kỷ trước Colchis Được thống trị bởi một tôn giáo có tên là Old Faith Một tôn giáo tập trung vào việc tôn thờ bốn vị thần tối cao Được gọi là các vị Great Powers Theo The Covenant Tổ chức giáo hội của Old Faith Bốn vị thần đang sống trong một chiều không gian Được gọi là Imperial một nơi vô tận với những điều diệu kỳ được nhiều nền văn hóa coi là thiên đường và các vị thần này sẽ sẵn sàng cho cho những kẻ có đức tin vào mình tuổi thọ, niềm vui, sức mạnh và kiến thức. Nhưng không chỉ Colchis, Old Faith đã cắm rễ trên vô số thế giới cứ từ kỷ nguyên xung đột hàng ngàn năm về trước. Loga đã được nuôi dạy bởi Khor một kẻ đã từng bị đẩy ải khỏi Covenant vì thiên hướng cực đoan trong việc truyền bá đạo Old của mình. Corpharon đã nhận ra sự phi thường của vị Primarch khi Loga đã lớn từ một đứa trẻ sơ sinh thành một cậu bé chỉ trong một vài ngày. Do đó, hắn đã sát hại tất cả những người đã tìm thấy Loga đầu tiên để đoạt lấy vị Primarch trẻ tuổi cho riêng mình. Tin rằng Loga sẽ là công cụ đắc lực để hắn chiếm quyền làm chủ giả dạ hội Covenant. Nhưng dù cho bị Corvaron nuôi dạy và giáo dục một cách hà khắc theo các tín đồ của ông Faith, Loga đã sớm có cho mình được tiền riêng và không ngần ngại chia sẻ nó với người dân của Colchis. Ông bị ám ảnh bởi những viễn cảnh, những giấc mơ về một chiến binh vĩ đại với bộ giáp hoàng kim, một thực thể mà Loga tin là thần thánh, một vị thần mà ông gọi là Ziwan vị thần thực sự của nhân loại và là chủ nhân của các vị Great Powers mà các tín đồ của vậy đang thờ phụng. Một vị thần mà ông ta và mọi sinh thể phải tôn thờ. Với niềm tin này, Loga sử dụng những năng lực mà chỉ một Primark sở hữu để dẫn hướng cả thế giới mà mình sinh sống tới với đức tin vào The One. Tại Colchis, người ta nói rằng đức tin ở trong không khí, ở trong ánh nắng của mặt trời và trong hương vị của bụi. Đối với người dân của thế giới này, nhu cầu tôn giáo và tín ngưỡng và những đấng tối cao là một phần của họ cũng như nhịp đập trái tim và tiếng khóc của quần cải họ. Đối với Primark Loga cũng vậy với đức tin và đam mê mãnh liệt của một nhà truyền đạo, cùng với sức hút và khả năng truyền cảm hứng phi thường của một vị Primarch, G1 đã nhanh chóng thu hút được hàng ngàn tín đồ trên khắp cầu Chis. ban đầu tỏ ra rất bất bình và coi điều mà người con nuôi của mình đang truyền bá là bảng bộ đối với đạo of Faith. Nhưng rồi, khi mà giáo phái của G1 ngày càng lớn mạnh và bắt đầu có những hành động mang tính bạo lực đối với Old Faith, hắn đã buộc phải ngả mình về phía G1 để đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân. Và rồi, đúng như hắn đã lo sợ. Đức tin của những người đã tôn thờ vào Jiwan lại càng được củng cố khi Loga khẳng định về việc Jiwan sẽ tới Colchis trong một ngày không xa. Và rằng cả hai hành tinh này sẽ phải sẵn sàng để chào đón ngài bằng sự sùng kính tuyệt đối. Từ đây, thông qua sự khẳng định của vị Primarch, được tin vào Jiwan đã lăn nhanh như gió tới mỗi thành phố, mỗi ngã đường của Colchis đã khiến nhiều người từ bỏ of oh, Faith nhanh chóng khiến giáo hội Covenant có đây là một đe dọa nghiêm trọng tới vị trí của họ trong xã hội. Từ đây, một cuộc chiến tranh tôn giáo được gọi là Schism War đã nổ ra trên khắp Colchis giữa giáo hội Covenant và tín đồ của Zewon. Với sự lãnh đạo tài ba và không hề nhân từ của Loga, sau 6 năm đổ máu. Chiến thắng đã hoàn toàn thuộc về các tiến đồ của Ziwan Với cuộc thanh trừng đẫm máu tới gần 1 phần 3 dân số của Colchis vẫn đi theo đạo of Giờ đây, khi đã đảm bảo được tin của toàn bộ thế giới, Loga trở thành giáo hoàng của hội đồng Covenant mới với được tin hướng vào Ziwan 1 Korfaron sau đó đã thừa nhận với Loga rằng hắn vẫn một lòng tôn thờ các vị thần của Old Faith. Nhưng hắn cũng nói thêm rằng Hắn tin One chính là chủ nhân của các Great Powers. Tin lời của Core, Loga phong hắn lên làm tư tế tối cao của hội đồng Covenant. Coaches, chính thức thuộc về Loga, thuộc về One Và đúng như lời tiên tri của giáo hoàng Loga Aurelian, chỉ sau khoảng một năm kể từ kết thúc của cuộc chiến ly giáo, One hay hoàng đế nhân loại với hạm đội viễn trình khổng lồ của mình đã cành xuống Colchis và chính xác như trong viễn cảnh của Loga. Đi cùng với ngài là một người khổng lồ một mắt với nước già đỏ thẫm. Đó chính là người anh em Primarch mặc nứa của quân đoàn Asate's Thousand Sons. Không còn nghi ngờ gì nữa, Loga và toàn bộ cư dân của thành phố thủ đô của Colchis lập tức quỷ gối trước vị thần của mình. Với đức tin đã được giáo hoàng truyền bà khắp thế giới, người dân Colchis đều tỏ ra vui mừng khi biết mình sẽ trở thành một với Imperium of Man của Z1. Ngày sau trên viếng thăm của ngài, đúng như lời tiên tri của giáo hoàng Loga, những bữa tiệc mừng và hoạt động tôn giáo linh đình đã diễn ra tới hàng tháng trời trên khắp Colchis, tất cả để ca tụng sự tráng lệ của z Và hoàng đế đã cực kỳ không hài lòng với việc này. Rằng người dân Colchis đã xem ngài như một vị thần linh như trung tâm của một tôn giáo, điều mà lý tưởng Imperial Truth của ngài luôn muốn xóa bỏ. Tuy nhiên, xét vì Colchis mới chỉ được xác nhập lại về địa trí, nên sự thống nhất về mặt lý tưởng của thế giới này vẫn còn nhiều xung đột với Imperium là một điều đương nhiên. Và vì vậy, Hoàng đế đã quyết định rằng, để tránh những đồ máu không cần thiết, Colchis sẽ được hướng dẫn đến thuyết vô thần của Imperial Truth một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Điều tương tự có thể nói đối với Primarch Loga dù lập tức nhận ra được đức tin gần như đến mức cuồng tín của người con mới được đoàn tụ. Hoàng đế vẫn tin vào Loga, rằng ông ta dù sẽ giác ngộ bởi những giáo điều của Imperium và sẽ sớm trở thành một nhà truyền đạo vĩ đại cho thuyết vô thần của mình. Loga sau đó đã được ra quyền chỉ huy quân đoàn Asati mang xít của mình, quân đoàn số 17, Imperial Heroes. Cái tên này đã được đặt cho họ ngay từ lần hội quần thứ nhất, thể hiện tầm nhìn của hoàng đế với nhiệm vụ của họ đó là trở thành những sứ giả của Imperium, những người sẽ mang chính lời của hoàng đế của Imperial Truth lên các thế giới bị thống trị, bị dai vò bởi sự mê tín dị đoan. Dù bằng thương thuyết hay trình phạt quân sự, các Space Marine của quân đoàn số 17 sẽ luôn là những người đầu tiên và là cuối cùng xuất hiện trên những thánh đường, những pháo đài của các giáo hội, của những thầy tu và thần thánh bán bộ. Từ đó, nhiệm vụ của các sứ giả hoàng gia sẽ là thu phục và phá hủy trong hòa bình hoặc là tàn sát và hủy diệt cả nhằm theo đốt những lời dối trá của sự mê tín dị đoan giữa ánh sáng của sự thật hoàng gia. Họ sẽ là những người mang sự kết thúc đến với đức tin, tôn giáo, thánh thần, những điều đã vùi dập nhân loại trong Old Night và đồng thời đã không ngừng tiêu thêm sức mạnh cho kẻ thù lớn nhất của họ, thế lực hỗn mà của Warp. Do đó, họ còn được gọi bởi các quân đoàn khác với cái tên Iconoclast, những người bài thần nhưng Primarch của họ, Loga Aurelian và đức tin của ông ta sẽ không bao giờ có thể bị thay đổi bởi quân đoàn của mình và những giáo điều khô khan của Imperial. Trải lại, ngay từ những ngày đầu nắm quyền, Loga đã bí mật nhào nặn quân đoàn của mình theo sự cuồng tín của bản thân. Hiểu rõ được ý nguyện của hoàng đế, ông ta luôn giấu đi đức tin của mình trước mặt ngài và những người nghèm của mình. Ông chưa bao giờ tỏ ra ủng hộ, nhưng cũng chưa bao giờ bãi bỏ đức tin vào tình thánh thần của hoàng đế Ông ta luôn ca tụng tầm nhìn của cha mình và kế hoạch của ngài đối với nhân loại, nhưng vẫn luôn bí mật thờ phụng ngài như một vị thần linh. Nhưng không chỉ mang tính cá nhân, Loga đã sớm bí mật truyền bá đức tin vào chủ nhân loài người cho chính quân đoàn của mình. Bắt đầu từ những người thân cận như Corpharon. Hắn đã được Loga đưa về từ Colchis và may mắn sống sót qua quá trình cấy ghép Zinzit và huấn luyện khốc liệt để trở thành một Space Marine và sớm được Loga hỗ trợ lên bậc First Captain của Imperial Heroes. Cùng với Khor những vị tướng lĩnh khác của quân đoàn cũng dần được tiếp nhận được tin vào hoàng đế. Và cứ thế, từ trên xuống dưới, linh hồn của quân đoàn số 17 đã thay đổi. Nhưng không phải tự nhiên mà quân đoàn có thể nghe theo sức mê tín của Primarch Loga. Mà sự thật là giống với vị Primarch của mình, sâu trong thâm tâm của các sứ giả hoàng gia, những người bài thần của hoàng đế. Họ đều là những kẻ cuồng tín chưa được thực tỉnh. Trái tim của họ đã trông rỗng từ lúc sinh ra. Và giờ đây, vị Primarch của họ đã giúp họ lập đầy nó và được tin vào hoàng đế nhân loại. Giờ đây, đối với những người bài thần, cách sống và chiến đấu cũ là không đủ. Công hiến cho một lý tưởng là không đủ và ngay cả chiến thắng và vinh quang cũng không đủ chỉ có lý do để họ chiến đấu, ngọn lửa thúc đẩy họ từng bước trên con đường của trần lý đó mới là tất cả. nếu chiến thắng đã là chắc chắn và ai có thể nghi ngờ điều đó khi mà hàng trăm, hàng ngàn thế giới và hệ sao đã và đang không ngừng được chinh phục bởi sức mạnh không thể ngăn cản của cả hàng đội trinh phạt. họ đã nhận ra giờ đây, thước đo chiến thắng thực sự không nằm ở cái chết và máu của quần thủ, mà là thứ mà một chiến binh mang trong mình là những gì mà người ta tin tưởng và dấu ấn của nó để lại cho nhân loại mới là điều quan trọng hàng đầu. Cảm giác cuồng nhiệt tột độ này đã loan tỏa trong quân đoàn số 17 như vụ bão. Như thế, sự hiện diện đơn thuần của Loga đã nâng các sứ giả hoàng gia của ông ta lên một ánh sáng rực rỡ hơn. Ánh sáng của chủ nhân loài người. Đồng thời, với sự truyền bá từ các bậc tướng lĩnh trong quân đoàn, chính các cuộc trình phạt đã giúp Loga hướng quân đoàn của mình đến với đức tin vào hoàng đế khi những giao tranh trở nên khốc liệt Tổn thất quân số là không thể tránh khỏi Và giống với các Primark khác Loga đã bổ sung quân lực Bằng các từ quê nhà của mình Colchis Cũng như từ các thế giới khác trên đường chinh phạt của mình Theo thời gian Dòng máu của những người bài thần Dần biến mất khỏi quân đoàn Thay vào đó là những Asate Chưa từng được tới Terra Và không hề có nhận thức về nền văn hóa gốc của quân đoàn số 17 Do đó, họ được tiếp nhận những gì được dạy bởi các chaplains và primarch của mình mà không nghi hoặc. Còn những Asate từ Colchis, được tin vào thánh thần đã cảm sâu trong tim họ từ lúc chào đời. Và rồi, khi vị sứ giả hoàng gia cuối cùng đã chấp nhận được tin và những người bài thần sinh ra từ Terra cuối cùng đã chết trận. Loga, đổi tên quân đoàn số 17 Emporial Heroes của mình, trở thành World Brothers những người mang thánh chỉ. Nhưng những lời mà giờ đây họ mang trên mình sẽ không còn là lời của sự thật hoàng gia, mà giờ đây là lời dạy của tôn giáo mới, tôn thờ hoàng đế nhân loại, người trị vì và dân lối loài người. Chương 3. Thành phố hoàn hảo. Trong suốt nhiều thập kỷ, quân đoàn World Bearers đã được biết đến như là một quân đoàn của những người bài thần của hoàng đế họ lấy việc hủy diệt tôn giáo, thành thần làm niềm vui và được xem là những sứ giả đáng tin cậy nhất của lý tưởng vô thần Imperial Truth. Nhưng chỉ sau vài thập kỷ dưới quyền chỉ huy của Primarch Loga Aulerian, trong sự bí mật, họ đã trở thành một quân đoàn cuồng tín, tin tưởng một cách tuyệt đối vào sự linh thiêng của hoàng đế nhân loại. Khi các World Bearers được phép trở thành một mũi tiến công riêng biệt trong cuộc Red Crusade, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Loga ở mọi thế giới mà họ tiến hành trinh phạt. Thay vì thực hiện nhiệm vụ truyền bá Imperial Truth như các sứ giả hoàng gia đi trước, họ lại ép buộc người dân đi theo đức tin tồn từ hoàng đế của họ, thậm chí bằng cả vũ lực khi cần thiết. Trên đường đi của mình, họ đã dựng nên vô vàn ngô đền và tòa thánh cùng hướng về chủ nhân của loài người và tệ hơn, hàng triệu người từ chối chấp nhận món quà của đức tin đã bị thanh trừng một cách tàn bạo, hệt như những người đã kiên trung với lý tưởng Old Faith năm xưa của Colchis dù mất một khoảng thời gian, sau cùng thì tin tức về những hành động của Loga và quân đoàn của ông ta đã đến được với Hoàng đế kinh hãi vì những gì mà Loga và quân đoàn của ông đã làm. Hoàng đế quyết định rằng đứa con ưu ngạnh của mình sẽ phải nhận một lời khiển trách thích đáng để giúp ông ta trở lại con đường đúng đắn của một vị Primarch. Nhưng ngài lại không thể ngờ rằng chính quyết định này của ngài sẽ là khởi đầu cho một thảm kịch không thể chữa lành đối với cả nhân loại. Nhưng đó không phải là một quyết định mà ngài có thể lựa chọn. Vì những hành động của quân đoàn số 17 đã gây ra cái chết cho hàng triệu người dân vô tội của đế chỉ nhân loại. thì vào đó, Primarch Loga đã truyền bá, đã thực thi những sự đàn áp và mê tín mà đáng lẽ phải bị xóa bỏ cùng Âu này. Để ngăn chặn điều này và dạy cho đứa con lạc lối của mình một bài học mà hoàng đế cảm thấy thích đáng. Ngài đã ra lệnh cho một lực lượng quân sự khổng lồ, bao gồm gần như toàn bộ quân đoàn số 13, Ultramarines, dẫn đầu bởi Primark của họ là Robert Guillermo. Cùng với đó là các Legio Custodes, The Sigilite và Đích Thân Hoàng Đế tới săn phẳng thủ đô của hành tinh Khờ. Một thế giới thân thuộc với những người mang thành trì. Họ coi thủ đô của Kerr, Monachia, là thành phố hoàn hảo vì sự sung kính đến tuyệt đối và mãnh liệt của người dân nơi đây vì không có nơi nào trong thiên hà lại có nhiều đền thờ và thánh đường dành cho chủ nhân loài người đến vậy. Không có thành phố nào mà tiếng ca tụng chúa đế lại được người dân ca vang như nơi đây. Khi đến nơi, hoàng đế lập tức ra lệnh di tản thành phố trong vòng 6 ngày đêm và sau đó ra lệnh cho quân đoàn Ultramarines sàn phẳng toàn bộ thành phố. Và sau khi Monachia đã bị hủy diệt hoàn toàn và người dân chỉ còn biết rơi lệ cho cát bụi của thành phố hoàn hảo. Toàn bộ quân đoàn World Paris với hơn 100.000 Space Marine đã được tập hợp trên bề mặt của khờ. Đứng trên tàn tích của Monachia, bằng sức mạnh sai kích vô biên của mình, hoàng đế đã buộc toàn bộ quân đoàn số 17, kể cả Primarch Loga của họ, phải quỳ gối trước ngài. Chủ nhân của loài người đã xỉ nhục và khiển trách dữ dội những người mang thánh chỉ rằng trong toàn bộ những quân đoàn Space Marine và anh em Primarch của mình, chỉ có Loga Aulerian và quân đoàn số 17 của ông ta khiến ngài thất vọng. Và để nhấn mạnh hơn nữa bài học của mình, Hoàng đế đã chọn ra vị Primarch của quân đoàn số 13 làm ví dụ cho con đường đúng đắn với mục đích của cuộc Red Crusade. Giống như Loga, Primarch Robert T. của quân đoàn Ultramarines đã thề trung thành với Hoàng đế ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng không giống như hầu hết các anh em Primark khác của mình, được nuôi lớn bởi sự màn rợ và bạo tàn. Nhân cách của vị chủ nhân Ultramar lại được hình thành bởi sự theo đuổi tiến bộ kiến thức của mình. Ngay cả trước khi gặp mặt cha mình, Gilliman đã kiên định với mục tiêu đúng đắn đó là giúp đỡ loài người ra khỏi cái bóng tam tối của All Night. Lý tưởng của ông không được hình thành bởi những điểm báo, bởi viễn cảnh hay lời tiên tri mà là từ những nhu cầu của chính ông đã thấy quanh mình trên thế giới quê hương của ông, McCrack. Khi hoàng đế đáp xuống hành tinh này, Makrak đã làm một thế giới thịnh vượng và tiến bộ. Xã hội của nó đã được định hình bởi sự tồn kính đối với khoa học, lý lẽ, trật tự và tinh hoa của cá nhân mà hoàng đế đang muốn cuộc Great Crusade lan tỏa ra khắp thiên hà. Tất cả đạt được tại đây đều nhờ vào tài năng quản lý bậc thay và tư tưởng tiến bộ của nhà lãnh đạo Gilliman. Trong tất cả các Primark, Roboute Gilliman chính là tấm gương sáng nhất cho mục tiêu mà hoàng đế muốn cuộc thập tư chính vĩ đại của mình sẽ đạt được với ví dụ này. Hoàng đế hy vọng sẽ cải hóa được Loga và tư tưởng mê tín lầm lạc của ông ta. Lý tưởng Imperial Truth mà Loga đã thề sẽ tuân theo sau khi được đoàn tụ đã nêu rõ sự cấm kỵ đối với mê tín dị đoan, bác bỏ mọi đức tin và bậc thành thần. Nghĩa vụ của Loga cũng giống như Robert J. đó là giúp đỡ thúc đẩy tiến bộ của nhân loại thông qua việc xây dựng và bảo vệ một nền móng vững chắc của một xã hội dựa trên lý lẽ tự nhiên và khoa học, chứ không phải là tạo ra một vương chiều mới của được tin lầm lạc, kể cả khi nó có hướng vào hoàng đế. Nhưng không may. Bài học này của hoàng đế vẫn không đủ để thay đổi người con sủng đạo của mình. Loga Aulerian thực sự mang trong mình lòng nhiệt thành đối với đức tin không thua kém gì Kilimen đối với lý lẽ khoa học. Ông ta choáng váng trước sự tranh móc của cha mình và không thể chấp nhận được bài học quá nghiêm khắc mà hoàng đế đưa ra. Vị Primarch của những người mang thánh trì chỉ mong muốn được trở thành một với đấng thần linh đang cai quản vũ trụ. Và lý lẽ khoa học và lý lẽ khoa học chưa bao giờ là đủ để lấp đầy sự trống rỗng này trong linh hồn của ông ta. Rơi vào tình trạng uất sâu sắc, tuy Loga và các word Bearers đã cúi đầu quỳ phục lời khiển trách của cha mình, nhưng thứ duy nhất mà ông ta và quân đoàn số 17 nhận được trong bài học này có lẽ chỉ là lòng đồ kỵ và thù hận sâu sắc đối với Robert T. và đối với chính Hoàng đế. Cuối cùng, ông ta đã quyết định rằng Hoàng đế không xứng đáng có được sự thờ phụng của mình. Nhưng trái tim cuồng tín của ông ta lại một lần nữa trồng rộng. Chương 4 Cái phản chắc đầu tiên sau sự hủy diệt của thành phố hoàn hảo. Trong cơn phận uất của mình, Loga đã tìm đến Magnus Siret, vị Primarch một mặt khổng lồ đã xuất hiện bên cạnh hoàng đế trong các điểm báo của ông ta tại Colchis với mong muốn tìm kiếm sự thật đằng sau bài học của cha mình. Ông muốn hiểu sự thật của vũ trụ và vị trí của hoàng đế bên trong nó. Nhưng Magnus hiểu rõ được sự nguy hiểm khi nói về sự phức tạp của Warp trong một tâm trí chưa được chuẩn bị như Loga đã từ chối đưa ra câu trả lời. Thất vọng Loga trở lại chiến hãm của mình trên quỹ đạo của Kerr và thu mình tại đài chỉ huy trong suốt một tháng trời Ông từ chối giao tiếp với bất kỳ ai khác ngoại trừ những cố vấn thân cận nhất của mình Đó là First Captain Carl Faron và First Chaplain Erebus Hai kẻ mà sau này được ghi nhớ bởi lịch sử để chế là hai con rắn độc đã gieo những hạt giống đầu tiên của sự phản trắc mà hoàng đế từ lâu đã lo sợ Chúng đã đề xuất với Loga rằng nếu ông muốn biết về trần lý của vũ trụ thì hãy tham gia vào một cuộc hành hương theo như đức tin của ẩu Faith mà cả Corpharon lẫn Erebus vẫn luôn bí mất thờ phụng sau lưng lồ ga. Theo giáo điều ẩu Faith, cuộc hành hương là một hành trình tâm linh của một kẻ khao khát sự thật tới một nơi mà thánh thân và người phàm có thể gặp gỡ. Chẳng cần tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời của mình và tin rằng một đức tin có mặt trên vô số hành tinh của thiên hà như All Faith khó lòng là dối trá Loga đã đồng ý thực hiện cuộc hành hương của mình. Loga tin rằng hoàng đế đã sai khi đã lên án và muốn xóa bỏ bản năng hướng về đấng thánh thần của nhân loại. Và mặc dù đã không còn tình thân hay là lòng trung thành với hoàng đế, ông ta và quân đoàn số 17 của mình vẫn quay trở lại tiến hành các cuộc trinh phạt theo ý muốn của hoàng đế. Nhưng chỉ làm vậy để nỗ lực chuộc tội của mình có thể phục vụ như một tấm bình phong cho việc theo đuổi của hành hương của Loga. Sau cùng, cùng với chapter Serrated Sons của quân đoàn số 17. Primarch Loga Aulerian đã hướng hạm đội viện trinh số 1301 của mình tới hành tinh Kadia, một thế giới nằm ngay trên rìu của vệ quạp vĩnh viễn lớn nhất trong thiên hà, The Eye of Terror. Loga nói với các cố vấn của mình rằng ông ta đã nghe thấy những giọng nói mời gọi ông ta từ phía bên kia của vệ quạp khổng lồ khi Loga và các Asatid của chapter Seretus Suns đặt chân đến Cadia. Họ đã gặp một người bản địa mặt tím của nơi đây, một nữ tu của đạo Old Faith tên là Ingerthel. Cô nói với họ rằng, sự thật, cô là sứ giả của các vị thần của Imperium, rằng cô được chọn để dân lối Loga trên cuộc hành hương của mình. Sau đó, thông qua một nghi lễ hiến tế mười mạng người, Ingerthel liền hóa thành một thực thể quả dị, một con quỷ một người dẫn đường xứng đáng với cuộc hành hương của Loga. theo, dù được gọi là The Ascended hay người thăng thiên, đã cho Loga biết về một thứ mà cô gọi là Primordial Truth, chân lý nguyên thủy. Vị Primarch học được rằng thiên đường Imperial của giáo điều of Faith thực chất chính là Warp, nơi mà mọi cảm xúc của sinh linh quả thực tập hợp lại và tạo nên những dòng năng lượng xài kích thuần khiết biến nó trở thành một nơi của những khả năng vô tận và điều huyền diệu. Và bốn vị thần Great Powers của Old Faith không ai khác chính là bốn vị cổ thần hộn mà. Nhưng đối với Loga Aulerian, mỗi vị thần này đơn giản là đại diện cho một khía cạnh của một thứ sướng mạnh toàn năng. Cuối cùng thì ông ta đã tìm thấy vị thần thực sự và duy nhất của mình. Ông ta đã tìm thấy hộn mà. Dĩa Sen được cảnh báo Loga rằng hoàng đế đã biết về sự tồn tại của hồn màng từ lâu và muốn chia cắt loài người khỏi chân lý nguyên thủy và món quà tâm linh mà nó chứa đựng. Và do đó, hoàng đế mới chính là kẻ thù thực sự. Hay như các cổ thần gọi là Anathema. Nhưng hoàng đế không phải là người đầu tiên đã cố gắng thay đổi số mệnh của loài mình. Điều tương tự đã xảy ra với một giống loài cổ đại mang tên Eldari. Ingetel đưa các Asate của Chapter Serrated Sons vào sâu bên trong The Eye of Terror để có thể miêu tả rõ ràng hơn về thứ mà cô gọi là sự thật về sự sụp đổ của loài Eldari. Cô cho các thành viên của Serrated Sons thấy một viễn cảnh về cái chết của đế chế Eldari vĩ đại. Cô giải thích rằng, ngay vào thời khắc mà giống loài ích kỷ này sắp sửa chạm tới một hình thức cao hơn của sự tồn tại, chúng đã chối bỏ chân lý nguyên thủy. Chúng sinh ra vị thần của sự khoái lạc nhưng lại không biết đón nhận nó với niềm hạnh phúc, chỉ có kinh hãi và ghê sợ. Chúng đã khước từ số mệnh phúc tùng vị thần của mình và do đó nền văn minh của chúng đã bị trừng phạt bằng sự hủy diệt. Trên hành trình này, lần lượt các thành viên của Shredita Sun đã bị chiếm hữu bởi những thức thể của Warp và cơ thể họ bị biến đổi bởi những tội biến kinh dị. Ban đầu là kinh hãi, nhưng rồi khi mà cả tâm trí của họ cũng đã bị chiếm hữu. Kasate này đã chào đón những biến đổi và tự coi bản thân mình là những ví dụ sống về điều mà nhân loại có thể trở thành khi gia nhập với hộn mà Tiếp đó, The Ascended đã giật lối Loga trên hành trình riêng của mình sâu thẳm trong Immaterial. Trên hành trình đó, cô cho Loga thấy tàn tích nhốm màu chết chóc của những thế giới từng thuộc về đế chế Elda. Qua đó, cảnh báo rằng loài người rồi sẽ có kết cục tương tự nếu như khước từ chân lý nguyên thủy của các vị thần hộn mà sau đó, theo cho Loga thấy một viễn cảnh về tương lai của nhân loại 10.000 năm sau. Một kỳ nguyên đen tối đến ghen ngã ngập trong khổ hạnh và chiến tranh. Một tương lai mà hoàng đế đang tạo nền cho nhân loại. Sự kinh hoàng chứa đựng trong viễn cảnh này đã làm cho vị Primarch tin rằng sự tồn vong của nhân loại chỉ có thể được đảm bảo thông qua việc phục tùng hộn mà. Để khẳng định thêm điều này, theo liền đưa Loga vào sâu hơn trong The Eye of Terror và tại đó nơi mà thực tại và mờ tưởng là một tinh theo và loga lần lượt đi qua các tàn tích cổ đại của đế chế elda từ cho tàn của các hành tinh mẹ đến những crop khổng lồ đã không kịp tháo chạy qua cơn khát của vị thần khoái lạc sau đó lần lượt cho loga thấy được những viễn cảnh tàm tối khác của tương lai gần của số mệnh không để sai chuyển thuộc về các anh em primark của ông ta của quân đoàn số 17 của hoàng đế và của chính ông ta với những viễn cảnh cuối cùng này, quyết tâm quy phục hỗn mang của vị primarch đã là không thể xoay chuyển và chỉ như vậy, Loga mới có thể đối mặt với thử thách tối thượng của các Great Powers với những tài nghệ phi thường của một primarch thông qua giao chiến trực diện, Loga đã thành công trong việc chứng tỏ giá trị của mình khi tiêu diệt được Androth the Unbound, Greater Demon hùng mạnh nhất của vị thần máu Khorne. Như vậy không còn nghi ngờ nào nữa rằng Loga Aulerian xứng đáng phục vụ hộn ma với tư cách là nhà vô địch phàm trần đầu tiên của các vị cổ thần. Cuối cùng, Loga đã gặp sứ giả thực sự của các Great Powers, là một Greater Demon hai đầu của ác thần Zinch, kẻ diệt số mệnh Kairos, nhà tiên tri vĩ đại nhất của Imaterial. Nhưng với lời nguyền của mình, một đầu của hắn luôn nói ra sự thật, còn đầu kia là giả dối. Kairos nói với Loga rằng hắn sẽ cho Loga thực hiện lựa chọn cuối cùng của mình. Ông ta sẽ phải chọn giữa danh dự cá nhân và chiến thắng vĩ đại. Ông ta có thể xóa bỏ nỗi nhục nhã trong sự hủy diệt của thành phố hỏa nào bằng việc giết chết Robert T. Gilliman trong tương lai. Nhưng nếu làm vậy, sẽ mãi mãi làm tan biến cơ hội đoàn kết với hỗn mang của nhân loại. Hoặc ông ta có thể gạt bỏ ham muốn cá nhân và để cho Gilliman sống. Như vậy, cơ hội để loài người chạm tới hào quang của chân lý nguyên thủy sẽ lớn hơn. Kairos chỉ rõ rằng quyết định này quan trọng đến nhường nào khi tiết lộ. Chỉ lần này mà thôi, cả hai đầu của hắn đã nói ra sự thật. Để chắc chắn với lựa chọn của mình, Loga hỏi Kairos có bao nhiêu phần trong những viễn cảnh mà ông ta thấy là thật. Kairos đáp lại, tất cả hoặc không cái nào, hoặc một phần. Tới nước này, Loga yêu cầu Ingerthel cho ông ta thấy về tương lai của nhân loại nếu như hỗn mang thất bại trong việc lật đổ hoàng đế. Ingerthel đồng ý, và viễn cảnh bí ẩn đó đã vĩnh viễn thay đổi vị Primarch của Quân đoàn Asate số 17 và sự lựa chọn đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi Loga Oblerion ra khỏi The Eye of Terror và trở về với các World Bearers của mình trên bề mặt của KDA, những nghi hoặc và dò dự đã bị xóa bỏ. Hoàng đế đã đúng ngài không phải là một vị thần xứng đáng nhận được sự tôn thờ của hắn ta sự thật hoàng gia là giả dối một bức màn tự tạo ra nhằm che mắt nhân loại khỏi mỗi hiện thực được tạo nên bởi cõi siêu thực nhưng loga đã đi qua tấm màn đó và ông ta đã biết được chân lý thực sự một chân lý nguyên thủy mà cả nhân loại phải đón nhận để chạm tới một hiện thực vĩ đại hơn hoặc chỉ đơn ra là để tránh khỏi một tương lai đèn tối đến nghiền ngã chỉ còn lại chiến tranh Loga Aularion yêu thương loài của mình cũng như cha của hắn vậy. Và hắn ta sẽ không bao giờ chấp nhận đứng nhìn nhân loại và chịu sự khổ hạnh mà hoàng đế đang tạo ra. Do đó từ đây, Primarch của quân đoàn số 17 sẽ dùng cả trái tim và ý chí của mình để phụng sự hỗn mà. Bằng bất kỳ giá nào, hắn ta sẽ phải chứng kiến nhân loại trở thành một với chân lý nguyên thủy. Nhưng Loga không hề có một mình. Bên cạnh hắn, còn có người cha nuôi Corfaron, First Chaplain Erebus và những người con Asate của Chapter Seretus Sons. Họ cũng biết rõ sự thật như hắn ta vậy. Họ sẽ đứng cùng hắn, quay lưng lại với Hoàng đế và sự lừa lọc của ngài và cùng đón nhận hộn mà. Họ sẽ hỗ trợ hắn trong việc đồng hóa phần còn lại của quân đoàn số 17 và cùng phụng sự các Great Powers. Và rồi sẽ cùng hắn tìm ra phương cách để đưa các anh em Primarch của hắn đến với chân lý nguyên thủy. Nhưng các vị thần hỗn mang Rất biết kiển nhẫn Và lúc này Hẳn cũng vậy Trường năm Chiến thắng Ulano Đó là năm thứ 999 Của thế niên kỷ thứ 30 Đã gần 200 năm trôi qua Kể từ ngày bắt đầu của cuộc tập tự trình vĩ đại cả hạm đội của hoàng đế Đang lớn mạnh hơn bao giờ hết Và Imperium of Man Đã thu phục được gần như mọi thế giới thuộc địa Mà khi xưa đã định hình thời kỳ hoàng kim của nhân loại đó là một triệu thế giới đã mất. Cùng với đó là hàng trăm ngàn hành tinh mới đã, đang được khám phá và trình phạt ngay cả ở những góc xa nhất của giải ngân hà. Và khi năm cuối cùng của thiên niên kỷ từ 30 đã sắp sửa kẹp lại, thì cũng chỉ còn một vật cản duy nhất ngăn cách nhân loại đến với sự thống trị toàn thiên hà. Đó là đế chế Orc hùng mạnh nhất một loài người từng chạm trán. Một vương triều hùng vĩ của giống loài Genos ra sành hiếu chiến và bạo tàn đe dọa trực tiếp tới tất cả những gì mà Imperium đã đạt được. Đế chế Orc của Overlord Ulak Orc thống trị gần như toàn bộ vùng không gian của Sector Ulano. Sector Ulano của vương quốc Orc này bao gồm 12 hành tinh. Ban đầu là nơi sinh sống của con người, nhưng trong kỷ nguyên xung đột đã bị loài Orc đánh chiếm và nổ dịch. Với Ulano Prime là hành tinh đầu não. Việc làm ngơ đế chế Orc này là bất khả thi vì chúng nằm rất gần các hệ sao quan trọng đối với Imperium và những cuộc chạm trán với các hạm đội tàu hải tặc Orc xuất phát từ Ulanor đang tăng lên không ngừng, làm gián đoạn và thiệt hại tới các hạm đội trừng phạt của đế chế. Do đó, đế chế Orc tại Ulanor bắt buộc phải bị thành trừng. Nhưng để đối phó với một đế chế Orc với kích thước lớn như vậy là một điều vô cùng nan giải, vì nếu không chắc chắn được chiến thắng tuyệt đối một cách nhanh chóng, thì với xã hội sinh ra cho chiến tranh của lũ Orc, sức mạnh số lượng của chúng sẽ chỉ càng lớn lên theo thời gian mà xung đột diễn ra. Do đó, để đảm bảo chiến thắng cho một chiến dịch lớn và quan trọng như vậy. Hoàng đế không để tìm ra người nào phù hợp hơn cho vị trí chỉ huy ngoài người con trai ưu tú nhất của mình, Primarch Horus Lupercal. Primarch của quân đoàn Luna Wolf là một thiên tài chiến lược ngay cả trong mắt các em Primarch của mình. Với kinh nghiệm chiến đấu nhiều thập kỷ với chủng loài Xenos da xanh, đã có cho mình hiểu biết sâu sắc về bản tình hiếu chiến của loài Orc và sự nguy hiểm của dòng năng lượng War mà chúng tạo ra. Do đó, với sự tính toán kỹ lưỡng của mình, ông đã quyết định sử dụng chiến thuật Spare Tip lỗi lạc của mình để tiêu diệt đế chế Orc tại sạch tờ Ulanor. Ông sẽ dẫn đầu lực lượng viễn trình của Imperium đánh đòn áp đảo và duy nhất vào thủ phủ của Ulak Uruk tại Ulanor Prime nhằm chặt tức hệ thống đầu não của chúng với một trận đánh duy nhất và Horus sẽ là mùi rào. Để thực hiện được điều đó, Horus đã cho tổng hợp một lực lượng quân sự Imperium lớn chưa từng thấy bao gồm 100.000 Space Marine thuộc quân đoàn White Scars, Ultramarines và Lunar Wolf. Được hỗ trợ bởi 8 triệu người lính của lực lượng quân sự đế chế Imperial Army, 600 tàu chiến của hạm đội hải quân không gian Imperial Navy và 100 cỗ Titan từ Legio Mortis của Mechanicum kích thước khổng lồ đến gần như phô trương của đội quân này nhằm khiến cho lũ ốc trở nên phân khích và rơi vào trạng thái hiệu chiến đến mất kiểm soát và thu hút phần lực lượng của chúng ra khỏi Ulanor Prime tạo điều kiện trong cuộc tấn công trực tiếp và overload và rồi khi sự chuẩn bị lực lượng đã hoàn tất và năm cuối cùng của thế kỷ thứ 30 cuộc chinh phạt Ulanor bắt đầu đúng như kế hoạch Horus đã lệnh cho phần lớn hạm đội tàu chiến Castatis của quân đoàn White Scars Ultramarines và các cỗ máy chiến tranh thái thần hùng mạnh tấn công vào các hành tinh vùng rìa của sector Ulano nhằm làm mồi nhử để thu hút lũ Orc ra khỏi Ulano Prime. Đúng với kỳ vọng, ngay khi chứng kiến quy mô khủng khiếp của hạm đội Imperium, phần lớn lực lượng Orc đã lập tức đổ dồn ra rìa xa của sector Ulano với tràn đầy sự hào hức khi biết rằng chúng sẽ được tham gia vào trận chiến lớn nhất cuộc đời của mình. Điều này đã tạo ra một lỗ hồng phòng thủ lớn tại đầu não Ulano Prime Ta điều kiện thuận lợi cho một cuộc tấn công trực diện. Đúng như kế hoạch, Horus dẫn đầu mũi giáo xuyên qua lớp phòng thủ thừa thớt của Ulanor với chỉ duy nhất một cuộc giao tranh thực sự. Horus đã đưa toàn bộ quân đoàn Lunar Wolf của mình xuống Ulanor Prime bằng những cơn mưa drop pod giá thẳng xuống các thành trì của Ulak Urk. Các phi thuyền vận tải đưa các phương tiện chiến tranh mạnh mẽ như Land Raider, xe tăng Predator, các Dreadnoughts, vân vân để hỗ trợ các Space Marine tấn công vào các căn cứ điểm quanh cung điện của Overlord. Trong khi đó, đi thân hoàng đế dẫn đầu hơn 2 triệu người lính vệ binh hoàng gia và các Titans từ Legio Mortis để giải phóng những nô lệ con người trong các trại lao động khổ sai của lũ Orc. Hàng trăm ngàn con nó còn có mặt trên Ulano đã điên cuồng lao vào giao tranh với lực lượng của Imperial trên khắp căn cứ điểm của Overlord. Nhưng Horus đã cùng với các Terminator Astartes tình nguyện nhất của mình sử dụng công nghệ Warp để dịch chuyển trực tiếp từ quỹ đạo tới chân pháo đài chỉ huy. Sau chỉ vài giờ giao tranh, Horus với sự hỗ trợ của First Captain Ezekiel Abaddon của Luna Wolf đã tự mình chạm trán với Overlord Ulak Mặc cho kích thước khổng lồ của mình, Ulak đơn giản là không thể sánh bằng với sức mạnh và kỹ năng phi thường của một người con của hoàng đế. Horus đã đánh tên vua ốc đến tàn phế trước khi kết liêu hắn bằng cách quảng thân hình gãy nát không ngừng gào thét của hắn xuống bên dưới bề mặt sâu hàng trăm mét. Chính thức chấm dứt vương triều tàn bạo của lên Warlord da xanh bằng một củ rời tàn xưởng nát thịt. Cảnh tượng sống động và đột ngột về cái chết của tên Overlord mà lũ Orc tin là bất bại đã tạo nên một làn sóng hoảng loạn lên lũ Orc dưới chân pháo đài và nhanh chóng khiến chúng rơi vào một cuộc tàn sát không nhân nhượng của các Terminators và Astartes. Từ phía trên pháo đài, Horus và First Captain Ezekiel Abaddon đứng trên những mảnh xác dập nát của lũ Orc. Horus nở nụ cười kiêu hãnh về phía người còn mang gen của mình và không để kìm lại sự hạnh phúc kỳ nghĩ rằng ông và Ezekiel đã sắt cánh chiến đấu cùng nhau, cũng như là ông đã làm với cha mình năm xưa vậy. Với cái chết của thủ lĩnh, ý chí chiến đấu của lũ orc trên khắp Ulano Sector nhanh chóng sụp đổ. Vương triều của chúng bị chia rẽ khi mỗi tên orc chỉ huy dưới trướng của Overlord đều cố gắng chiếm quyền lãnh đạo, và rồi chúng đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Như vậy, chỉ trong vòng một năm sau đó, Imperium đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với toàn bộ Sector. Chỉ với một trận đánh, Primarch Horus đã làm nên chiến thắng vĩ đại nhất của cuộc Great Crusade. Ông đã giải phóng cùng lúc 12 hành tinh khỏi sự thống trị của bè lũ Orc và đảm bảo sự an toàn cho nhiều sector xung quanh. Trên hết, Horus đã hoàn thành chiến dịch với tổn thất rất nhỏ, kể cả tài nguyên lẫn nhân lực của Imperium, và giải thoát được hàng triệu nô lệ con người khỏi gồng cùm của lũ Orc. Để tán tưởng cho chiến thắng phi thường và đánh dấu cao trào của hơn hai thế kỷ chinh phạt, Hoàng đế đã hạ lệnh tổ chức một buổi tiệc mừng ngay trên bề mặt của hành tinh Ulano Prime. Nhưng không chỉ ăn mừng cho chiến thắng Ulano, hoàng đế muốn buổi lễ này còn là đại diện cho tất thảy những viên qua mà loài người đã đạt được kể từ những ngày đầu của cuộc Great Crusade. Trong gần hai thế kỷ, hoàng đế và các Primarch của mình đã lãnh đạo những cuộc viễn trình trên khắp thiên hà, đem sự thống nhất và tiến bộ tới các thuộc địa đã mất của nhân loại và xóa bỏ thành công những tàn dư của Old Night. Kết quả của những nỗ lực đó đã vượt xa kỳ vọng của ngài. Và Imperium of Man đã đứng trên ngưỡng cửa của việc thống trị toàn thiên hà. Do đó, nó cần phải là một buổi lễ xứng tầm. Hoàng đế yêu cầu bề mặt Ulanor Prime phải được nhào nặn cho buổi lễ sắp tới. Hội đồng Mechanicum đã sử dụng các cổ máy thay đổi địa hình khổng lồ và hàng triệu servitor nô lệ để san phẳng toàn bộ lục địa. Dù họ cho xây một con đường trải đá granite nhẵn như gương, khổng lồ rộng 5 km, trải dài 500 km, đóng vai trò là con đường diễu hành cho buổi lễ được trang trí dọc hai bên toàn bộ con đường là đầu lâu của những tên orc đã bị giết trong cuộc chinh phạt Ulanor. Ở cuối con đường, một tòa thành tráng lễ được xây dựng trên đỉnh núi cao nhất của Ulanor Prime phục vụ như điểm quan sát của buổi lễ. Trên đó, Hoàng đế Makador, chín vị Primarch, Captain General của Adeptus Custodes, nhiều thành viên của hội đồng chiến tranh War Council và giới quý tộc hoàng gia của Imperium đều sẽ góp mặt. Trong buổi lễ khải hoàn, hơn 8 triệu binh sĩ và hàng nghìn phương tiện cơ giới của Imperial Army đã diễu hành dọc theo con đường này trong đội hình duyệt binh. Sau họ là hàng trăm Titan từ Collegia Titanica và 14 quân đoàn Space Marine kiều hãnh cùng hành quân bên dưới bầu trời bị che lấp bởi hàng ngàn phi thuyền khổng lồ của hạm đội Imperial Armada. Tất cả cùng diễu hành dưới sự chiêm ngưỡng của hoàng đế, các Primarch và hàng chục triệu khán giả dọc hai bên con đường đến cao trào của buổi lễ Horus được hoàng đế giới thiệu cho các khán giả như là tác giả của chiến thắng vĩ đại trên Ulano Nhưng rồi, hoàng đế đã đưa ra một thông báo gây sốc cho tất cả những người có mặt kể cả Horus Ngài đã công bố rằng Primarch Horus Lupercal sẽ được nhận tương hiệu Imperial War Master đảm nhận vị trí chỉ huy tối cao của cuộc tập tự trình vĩ đại và quân đoàn Lunar Wolf của ông giờ đây sẽ được biết đến với cái tên Sons of Horus. Chưa dừng lại ở đó, hoàng đế cũng tuyên bố rút lui khỏi vị trí lãnh đạo của cuộc Great Crusade và trở lại Terra. Và toàn bộ các lực lượng viễn trình của đế chế từ đó sẽ tuân theo mệnh lệnh của War Master Horus như thể họ đã tuân theo lệnh của ngài. Horus và các Primarch cũng xứng sơ trước thông báo của hoàng đế không kém gì các khán giả của buổi lễ. Hoàng đế triệu gọi Horus và giải thích với ông rằng ngài sẽ cần phải quay trở lại Terra và bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch dành cho tương lai của nhân loại. Một phần của kế hoạch này bao gồm việc thành lập một tổ chức chính phủ mới, gọi là Hội đồng Terra. Mọi hoạt động quân sự của Imperium vẫn sẽ được đảm nhận bởi Hội đồng Chiến tranh với Horus sẽ là người lãnh đạo. Nhưng Hội đồng Terra mới bao gồm Macador the Sicilite, giới quý tộc và quan chức tại Terra sẽ cùng nhau điều hành các công việc hành chính xã hội của Imperium. Hoàng đế cũng cảnh báo Horus rằng, các anh em Primarch của ông, đều là những con người có ý chí mạnh mẽ, cho nên cố gắng sai chuyển họ, mãi sử dụng những tài năng của họ một cách sáng suốt. Nhưng quyết định của Hoàng đế lại khiến cho Horus không khỏi cảm thấy sự nghi hoặc. Ông không khỏi thắc mắc, tại sao trong vị trí hội đồng Terra, những người cai trị thực sự của Imperium, lại không hề có tên một vị Primarch hay người đại diện nào từ các quân đoàn Astartes. Hai thế kỷ qua, họ mới là những người đã phò trợ hoàng đế trong cuộc thập tự trình vĩ đại của ngài. Những người đã giúp ngài ra quyết định đúng đắn trong thời khắc quan trọng nhất là bây giờ. Horus cảm thấy bối rối trước quyết định này. Ông không thể hiểu tại sao vai trò của các Primarch lại bỗng dưng bị hạ thấp khi mà họ tiêu đất thể hiện được khả năng của mình, thậm chí còn hơn cả sự xứng đáng. Nhưng Horus đã giữ những hoài nghi này cho riêng mình. Ông nở nụ cười rạng rỡ nhất khi chấp nhận ý chí của hoàng đế và cảm tạ ngài về niềm vinh dự vĩ vi đại khi nhận danh hiệu War Master. Nhưng quyết định trở lại Terra và trao cho Horus danh hiệu War Master của Hoàng đế cũng không khỏi tạo ra những câu hỏi trong lòng các Primarch khác. Mối quan hệ của họ và Horus cũng dần lạnh nhạt sau những quyết định này. Tiêu biểu có Primarch Angron của quân đoàn Waiters, Perturabo của quân đoàn Iron Warriors và Conrad Curse của Nylords họ đều cảm thấy bản thân xứng đáng hơn với danh hiệu của Master hoặc đơn giản là cảm thấy bị hạ thấp khi phải nhận lệnh từ một Primarch khác. Trong khi đó, Lehman Russ của Spy Wolf và Lion L. Johnson của Dark Angels công khai thể hiện rằng mình ủng hộ quyết định của cha mình nhưng lại không khỏi cay đắng trong lòng với suy nghĩ rằng bản thân họ xứng đáng hơn Horus. Robert T. Gilliman của Ultramarines, Jakarta Khan của White Scars và Ferris Miner's của quân đoàn Iron Hands lại hoàn toàn ủng hộ Horus nhưng chỉ làm vậy vì đó là mong muốn của hoàng đế. Còn Primarch Motarion của Dead God, Fulgrim của Emperor's Children, Frogadon của Imperial Fists, Sanguinius của Blood Angels và Loga Ablerion của Word Bearer đều chấp nhận sự lựa chọn của hoàng đế mà không hoài nghi vì họ thực sự tin rằng Horus chính là người xứng đáng để dẫn dắt họ. Vì sự ủng hộ của họ Horus cuối cùng cũng dần có mối liên hệ bền chặt hơn với hầu hết các Primarch này. Riêng đối với Primarch Loga Aurelian, kẻ đã che giấu mưu đồ phản chắc của mình trong gần 4 thập kỷ kể từ cuộc hành hương của hắn tại Giai of Terror. Quyết định trở về Terra của Hoàng đế chẳng khác nào một cơ hội ngàn vàng đối với hắn. Vì hắn đã chọn phung sự Chaos theo ý nguyện của chính mình, nên Hoàng đế đã không được phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự vấy bẩn từ Warp. Nhưng hắn và các World bearer vẫn luôn phải dựa vào sự nhẫn nại và hành động cẩn trọng dưới sự soi mói liên tục từ hoàng đế do sự thất bại trong việc truyền bá Imperial Truth trong quá khứ của hắn. Giờ đây, với quyết định quay trở lại Terra của hoàng đế, Loga Olerion cuối cùng đã có lại sự tự do để thực hiện kế hoạch của hồn ma. Hắn đã thấy được sự nghi hoặc về quyết định của hoàng đế bên trong vị War Master và hắn sẽ làm mọi cách để ông xóa bỏ sự nghi hoặc đó với chân lý nguyên thủy của các Great Powers khi hoàng đế trở lại Terra tin rằng mình đã giao lại cuộc Red cho những người xứng đáng Ngài biết vẫn còn một nhiệm vụ lớn phía trước Trong vòng hai thế kỷ qua biển linh hồn Immaterium lại một lần nữa ngày càng trở nên hùng tợn và mỗi ngày trôi qua trên Terra Ngài lại buộc phải dồn thêm một phần nhỏ sức mạnh nữa để giữ vững ánh sáng cho ngọn Astronomicon Mỗi ngày trôi qua cánh cửa dần tới giấc mơ giải thoát nhân loại khỏi nanh vuốt của hồn ma lại hẹp dần đã đến lúc để chủ nhân của loài người tập trung vào bước tiếp theo trong kế hoạch vĩ đại vì nhân loại của mình. Chương 6 Trở lại Terra Sau hơn 200 năm trực tiếp dẫn đầu cuộc tập tự trình vĩ đại trên khắp giải ngân hà, hoàng đế nhân loại cuối cùng đã trở lại đất mẹ Terra. Nhưng ai không quay về một mình. Bên cạnh ngài còn có Primarch Rogadon và quân đoàn Space Marine số 7 của ông, Imperial Fists hoàng đế đã phong đôn làm pháp quan của Terra. Ông sẽ là người bảo vệ và là chủ nhân của hệ thống phòng thủ của nó. Trong khi Horus và các Primarch khác lo liệu cho cuộc Great Crusade, Ngài Cần Dawn trở thành cánh tay phải của mình trong khi Ngài hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại của mình tại Terra. Đây là một quyết định không hề tránh khỏi được sự chú ý của các Primarch khác, kể cả War Master. Bản thân Primarch Rogadon cũng đã từng là một hoàng đế. Ông chỉ vì một đế chế bao gồm toàn bộ cụm sáo Inuit nằm ở phía cực nam của thiên hà inuit hành tinh thủ đô là một thế giới thuộc về sự chết chóc và băng giá bị khóa kín trong vòng vây của mặt trời cổ đại sắp sửa lụi tàn bề mặt của inuit luôn tràn gặp những con quái thú hung tợn cả về trên lẫn phía dưới mặt biển đồng bằng của nó còn về trên tầng mây là những xác phi thuyền và chạm tàu không gian cổ đại được lưu giữ bởi trọng lực của hành tinh vì ngôi sao trung tâm đã sắp sửa lụi tàn một nửa bán cầu của inuit luôn phải hứng chịu ánh mắt khắc nghiệt của mặt trời đỏ, còn nửa kia lại luôn chìm trong bóng đêm vĩnh hằng. Và tại nơi mà ánh sáng không bao giờ tắt, con người đã chọn gây dựng nên mái nhà của mình. Họ sống trong các tổ hợp đường hầm khổng lồ, từ đào sâu dưới lớp băng lạnh lẽo. Vì điều kiện khắc nghiệt của môi trường, các cư dân của Inuit đều là những bậc thầy sinh tồn. Mái nhà Inuit đã dạy họ rằng cái giá của sự yếu đuối là cái chết. Tại Inuit. Cái chết ẩn nấp dưới nhiều hình dạng Từ những cơn bão có thể đóng băng một người chỉ trong vài giây Cho đến những loài dã thú Luôn rình rập từ mặt tối của hành tinh Ngay cả chỉ một sụt lún đơn giản Trong hệ thống sửa ấm của các khu định cư Cũng có thể dẫn tới một thảm kịch chết chóc Tại Inuit Những người lựa chọn sự cô độc Sẽ không trụ được lâu Hiện thực này đã tạo nên cho Inuit Những con người khắc kỷ và nghiêm nghị Họ cùng chung tay vào mục tiêu chung Là sự sinh tồn cho tất cả chứ không chỉ dành cho bản thân cá nhân. Đối với họ, sự đoàn kết chính là câu trả lời cho mọi thử thách. Và chính với sự đoàn kết mà hàng thế kỷ trước cả kỳ cuộc viễn trình của hoàng đế bắt đầu, người dân của Inuit đã tự mình xóa bỏ bóng đêm của Old Night, làm chủ quê nhà của mình với trật tự và sự đoàn kết, và rồi vươn ra các vì sao bên ngoài, dần dần gây dựng nên một đế chế vững chắc với Inuit là trái tim. Đây chính là vương triều đã hình thành nên nhân cách của người con trai thứ bảy của chủ nhân loài người khi buông ấp lực lượng của vị Primarch hạ xuống inuit ông đã được nhận nuôi và trở thành dưới sự nuôi dưỡng của gia tộc don ông được đặt cho cái tên roga roga được dạy dỗ bởi trưởng gia tộc don người ông nuôi của ông và khi trưởng thành mọi khía cạnh của con người roga don từ đạo đức lối sống lý tưởng đều hoàn toàn trùng khớp với văn hóa của con người inuit và ông đã làm chủ mọi kiến thức mà ông được chỉ dạy bởi người ông nuôi của mình, từ quân sự cho đến ngoại giao. Theo thời gian, giống như tất cả các Primarch khác, với năng lực phẩm chất phi thường của mình, Ruga đã được người dân chọn làm người trị vì của họ, hoàng đế của đế chế cụm sao Inuit. Với tài năng lãnh đạo của mình, Ruga đã giúp cho lãnh thổ, tài nguyên của đế chế Inuit vượt xa hơn bất kỳ vị hoàng đế nào trước đó của nó. Nhưng không chỉ tài năng lãnh đạo, Ông còn là bậc thầy của nghệ thuật chiến tranh phòng thủ và vây hãm Và có lẽ trong tất cả các Primarch Ông mới là người sở hữu bộ óc quân sự quyền bạc nhất Nhiều thế giới của cụm sao Inuit Đã được ông cho xây dựng quanh quy đạo Như hệ thống phòng thủ hùng mạnh Như các trạm không gian khổng lồ Được gọi là các pháo đài sao Hùng mạnh nhất trong số chúng Là pháo đài Phalanx Phalanx là một pháo đài kiềm trạm không gian hùng vĩ Với kích thước của một tiểu hành tinh bốn mặt biển của nó có thể làm nơi neo đậu cho hàng chục tàu chiến khổng lồ và hệ thống hỏa lực hùng vĩ của nó có thể sánh ngang với một hạm đội trinh phạt hoàng gia chiếc phalanx Từ chế tạo từ kỳ nguyên công nghệ được don tìm thấy khi đang trôi dạt vô định trong không gian ông đã cho sửa chữa và sử dụng nó như là sói hãm của riêng mình và bốn thập kỷ sau khởi đầu của cuộc Red Crusade Ngay chính trên bong tàu của Phalanx Don đã gặp người cha thực sự của mình Hoàng đế nhân loại không như phần lớn các anh em Prima khác của mình. Cuộc hội ngộ của Don với hoàng đế không hề phải trải qua những trận sò so tài lấy chiến thắng đôi lòng trung thành. Và Don cũng không hề bị ám ảnh bởi những điểm báo về cha mình. Ông cũng không cần phải thể hiện những tài năng hay phô diễn những thành tựu mình có được từ vị trí lãnh đạo của mình. Thay vào đó, Rogadon đã biết về cuộc thập tự trình vĩ đại từ lâu và nó hoàn toàn tương đồng với những điều mà chính Don cũng đang cố gắng thực hiện trong quá trình mở rộng đế chế Inuit của mình đó là thống nhất lại loài người khỏi bóng đêm của kỷ nguyên xung đột và giúp họ gây dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn cho cả giống loài. Bởi lẽ đó, ngay khi biết được hạm đội của hoàng đế đang tiến vào lãnh thổ của cụm sao Inuit, Roga đã chào đón và thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với hoàng đế bằng một món quà. Đó chính là chiếc phalanx nhằm hỗ trợ hoàng đế trong hành trình cứu rỗi nhân loại của ngài. Không khỏi ấn tượng trước hành động của người con, hoàng đế liền trả lại phalanx cho ông và chào đón Don tới hành trình thống nhất nhân loại của mình với tư cách là người con trai Primark đã thất lạc từ lâu. Bản thân Don đã có sự trung thành mãnh liệt với hoàng đế ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau trên Phalanx nên đã rất vui mừng khi biết chính ngài là cha mình. Mục tiêu của hoàng đế và lý tưởng Imperial Truth của ngài trung khớp hoàn toàn với niềm tin của Ruga. Do đó, ông đã không hề ngần ngại thề trung thành với Imperium. Ngay sau đó, Don được giao quyền chỉ huy quân đoàn Astarte số 7, Imperial Faces, và đã sử dụng chiếc phalanx như là tổng hành dinh của quân đoàn. Trong mắt ông, các Astarte của quân đoàn số 7 chỉ là những hình mẫu hoàn hảo cho mọi thứ mà ông từng mong để trí in sẽ đạt được. Họ là những chiến binh mạnh mẽ với sức trung thành, kiên định và lòng quả cảm trong một lý tưởng vĩ đại về nhân loại. Không như phần lớn các Primarch, Roga hiểu rõ sức mạnh của mình và quân đoàn số 7 khi phục vụ mục tiêu của cục Red Crusade. Họ là một lực lượng quân sự, với nhiệm vụ tiền quyết đó là tiêu diệt kẻ thù của nhân loại, chứ không phải là cai trị họ. Và dưới sự chỉ huy của ông, Imperial đã trở thành một trong những quân đoàn được hoàng đế tín nhiệm nhất và cũng là quân đoàn được gọi tên nhiều nhất để sát cánh bên cạnh ngài trong những cuộc trình phạt. Mỗi khi hoàng đế muốn đảm bảo cho các chiến dịch diễn ra đúng như trong kế hoạch của mình, hoàng đế sẽ chọn Rugadon và quân đoàn Imperial Fists. Họ được tin tưởng để củng cố các chiến dịch lỏng lẻo, chấn giữ các mặt trận nguy cấp và phá vỡ các cuộc vây hãm bế tắc. Chỉ với sức mạnh của chiếc Phalanx, quân đoàn số 7 đã đầy bẹp hàng tá loài Xenos và săn phẳng nhiều thế giới thu địch của Imperium. Nó phục vụ như là pháo đài không để xoay chuyển và là trung tâm điều hành của quân đoàn Imperial Fists mãi cho đến tận ngày nay. Khi hoàng đế quyết định quay trở lại Terra để thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch vĩ đại của mình. Ngài cần chắc chắn rằng công việc của mình sẽ không bị gián đoạn, do đó Terra sẽ phải được an toàn. Rogadon và quân đoàn số 7 của ông đã được hoàng đế lựa chọn để cùng ngài quay về đất mẹ. Vì trong tất cả những người còn của mình, chỉ có Don là người mà ngài tin tưởng giao phó hệ thống phòng thủ của cung điện hoàng gia. Đã có Don là cánh tay phải, nhưng vẫn còn nhiều công việc mà hoàng đế cần phải tự hoàn thành trước khi có thể bắt đầu mục tiêu thực sự của mình. Khi đã tới Terra, hoàng đế triệu gọi Macro, người đứng đầu bộ máy hành chính Administratum và Cable H, vị Fabricator General của Mechanicum. Thay vì tiếp tục cống hiến tài năng cho cuộc Great Crusade, giờ đây họ sẽ hỗ trợ ngài trong việc theo đuổi một nhiệm vụ mới. Đó chính là xóa bỏ hoàn toàn sự lệ thuộc của con người và Warp để du hành và liên lạc. Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó mà tránh được sự phá hoại từ các ác thần hỗn mang, những kẻ luôn thèm các linh hồn của tất tải nhân loại thì kế hoạch của hoàng đế cần phải tuyệt mật ngay cả đối với các Primark và ngài sẽ cần phải tập trung toàn bộ trí lực của mình và tạm thời để lại vị trí lãnh đạo cho những người đáng tin cậy và với bước đầu tiên trong nhiệm vụ đó hoàng đế đã cho thành lập hội đồng Terra một hệ thống chính phủ mới cho toàn thể Imperium không giống như hội đồng chiến tranh mà War Master Horus sẽ tiếp quản hội đồng mới này cai quản và điều hành tất cả những vấn đề xoay quanh mặt đời sống của Imperium, từ xã hội cho đến kinh tế, giáo dục, vân vân. Macro nhận danh hiệu First Lord of Terra, đứng đầu hội đồng và sẽ là người trị vì của Imperium trong khi hoàng đế vắng mặt. Ông sẽ được hỗ trợ bởi vị Fabricator General của Mechanicum, Captain General của Stories các gia tộc Navis Nobility, các Masters của Adeptus Astronomica và thành viên của Ministrorum. Hoàng đế thành lập hội đồng trải ra vì ngài cần phải chỉ cho loài người cách lãnh đạo chính họ thêm một lần nữa. Kỷ nguyên vàng của nhân loại không hề đạt được dưới sự cai trị của một vị nhân duy nhất, mà là từ bàn tay của chính những người đàn ông và phụ nữ bình thường. Tài năng và sự kiên cường của họ đã là quá đủ để đưa loài người tới các vì sao. Hội đồng Terra sẽ chỉ được giao phó cho những người thực sự hiểu được tầm nhìn của hoàng đế và có đủ khả năng và lòng nhiệt thành để thực hiện nó. Cũng vì lý do đó, các Primarch không hề có tên trong hội đồng chính phủ này. Họ đều đã trôi giạt ra nhìn thế giới xa cách đất mẹ. Họ đã không nhận được sự giáo dục từ bé bởi hoàng đế và Macador như Legio Custodes và cũng không thể thực sự hiểu được mục tiêu của hoàng đế như những người đã chiến đấu cùng ngài trong những trận chiến với sự thống nhất của Terra năm xưa. Thay vào đó, họ lại trưởng thành từ những nền văn hóa xa lạ và bạo ngược, sinh ra từ màn đêm của kỳ nguyên xung đột. Họ không có chung một lý tưởng với cha mình vì sự tốt đẹp cho toàn nhân loại. Thay vào đó, họ lại là những đứa con tinh danh, luôn tranh đấu lẫn nhau để tranh giành vị trí sáng giá nhất trong mắt người cha của mình. Khi hiện thực này khiến họ không phù hợp để dẫn dắt nhân loại. Kỳ sự chuẩn bị cho sự vắng mặt sắp tới của mình đã hoàn tất. Hoàng đế đã đi sâu xuống những tầng lớp mê cung khổng lồ bên dưới tổ hợp cung điện hoàng gia. Tại đó, nơi mà những tầng lớp hầm ngục trải dài đến vô tận. Kế hoạch vĩ đại của ngài cuối cùng đã có thể bắt đầu. Chương 7. Một ngàn đứa con Ngay sau khi trở lại Terra, Hoàng đế đã nhanh chóng tập trung toàn lực của mình cho bước tiếp theo của mục tiêu phục hưng nhân loại. Nhưng rồi, chỉ khoảng một năm sau khi bắt đầu, một vấn đề mới đã nảy sinh làm ngăn cản đáng kể bước tiến của cuộc Great Crusade. Một vấn đề mà ngay cả World Master Horus cũng không thể tự mình giải quyết. Được nhớ tới là cuộc khủng hoảng Liberian. Ngày càng thường xuyên hơn trong quá trình chinh phục thiên hà của Imperium, các hạm đội của đế chế và các quân đoàn Space Marine tặt chân tới những thế giới mới chỉ để phát hiện ra rằng dân chúng đang say mê những sức mạnh bí ẩn, những điều thần bí phi tự nhiên và những kẻ được gọi là phù thủy. Những kẻ này về cơ bản là thành viên của các giáo phái tôn thờ hỗn mang chúng chống lại lực lượng của hoàng đế với sức mạnh tâm linh báng bổ được ban phát bởi các thực thể đen tối của Wap. Nhưng, những sức mạnh này lại rất giống với những sức mạnh được sử dụng bởi quân đoàn Space Marine số 15, Thousand Suns Group Primark, Magnus Siret. Thousand Suns từ lâu đã là một quân đoàn đáng lo ngại trong mắt các quân đoàn khác, bởi lẽ họ là một quân đoàn đặc biệt. Khi hoàng đế tạo ra các Space Marine trong những cuộc chiến thống nhất tại Terra, việc tạo ra quân đoàn số 15 lại khác biệt hơn cả Họ được tuyển chọn từ nguồn dân số của Terra, thuộc về các vùng lãnh địa tiền tiền nhất cả về công nghệ lẫn văn hóa, và nhiều người trong số họ đã được lựa chọn bởi chính hoàng đế, một vinh dự mà không quân đoàn nào khác có được. Vào những ngày cuối cùng của những cuộc chiến thống nhất tại đất mẹ Terra, đúng 1.000 Astartes đầu tiên của quân đoàn số 15 đã quỳ xuống và thề trung thành vĩnh viễn với hoàng đế, và ngài đã yêu cầu 1.000 người con của mình đứng dậy để họ có thể bắt đầu phục vụ nhân loại. Và họ ta đã bị đến với cái tiền đó mãi mãi về sau. Nhưng điều đặc biệt nhất về quân đoàn Thousand Suns đó là họ là quân đoàn duy nhất có khả năng sử dụng sức mạnh xài kích. Các start của Thousand Suns đã được hoàng đế tạo ra với mục đích đặc biệt đó là lấy độc trị độc. Cũng như các Sisters of Silence, họ sẽ phục vụ như là vũ khí mạnh mẽ để chống lại những kẻ thù sở hữu sức mạnh xài kích của Warp. Nhưng không giống như các sai cơ điên loạn và phù thủy tàn ác của Old Night Asate trong quân đoàn số 15 đều là những chiến binh với ý chí mạnh mẽ, với khả năng kiểm soát thiên bẩm đối với sức mạnh của mình. Họ có thể giải phóng những luồng điện trên người, những cơn gió hung tợn với lực có thể đập tàn giáp trụ. Nhưng vết thương trên cơ thể của họ sẽ lành chỉ trong vài giây, và họ có thể nhìn thấy con đường dẫn đến chiến thắng khi mà thất bại tưởng chừng đã là chắc chắn. Không chỉ thế, họ còn là những con người của lý lẽ, của sự văn minh tiến bộ thuộc về lý tưởng Imperial Truth những người sẽ giúp Imperium bài trừ kẻ thù của nhân loại. Tuy không có nhiều chiến tích nổi bật trong cuộc Great Crusade, họ vẫn luôn chứng minh được khả năng của mình khi đối đầu với những kẻ thù mạnh mẽ và thường xuyên được sát cánh cùng hoàng đế trong các chiến dịch quan trọng. Nhưng mặc cho những sức mạnh mà họ nắm giữ, chỉ sau chưa đến một thập kỷ sau khi cuộc trình phạt vĩ đại bắt đầu, niềm vinh dự và những món quà tâm linh của họ đã trở thành một lời nguyền kinh hoàng khi một lỗi không xác định trong gìn xít của họ đã gây ra một loàn sóng đột biến khủng khiếp bắt đầu ảnh hưởng đến phần lớn quân số của cả quân đoàn số 15. Một căn bệnh được gọi là Flash Change. Nó có thể biến một Thousand Sun Astartes kiêu hãnh trở thành một tạo vật kinh khủng của xác thịt mèo mó mà không báo trước. Ngay cả nỗ lực của Hàng đế cũng không thể tìm ra phương cách chữa trị cho căn bệnh này. Một cái nhanh chóng, quân số của Thousand Suns thu hẹp và họ đối mặt với sự tuyệt chủng. Như một giải pháp tạm thời, phần lớn những Astartes bắt đầu có dấu hiệu ban đầu của Flash Change ta được các huynh đệ của mình đưa vào trạng thái ngủ sâu với hy vọng một ngày nào đó trong tương lai sẽ có thể tìm ra phương pháp chữa trị để đảo ngược sự khởi phát của những đột biến kinh khủng này may mắn thay sau cùng thì cuộc thập tự trình của hoàng đế đã chạm tới thế giới biệt lập prospero và tại đó các thousand sons đã được đoàn tụ với vị primarch sở hữu nguồn gen seed của họ primarch magnus Zired. Lúc đó, căn bệnh Flatchain đã trở thành một đại dịch vượt qua tâm kiểm soát khiến cho số lượng Astartes còn thức chỉ bằng chưa tới một phần tư so với những người đang phải ngủ sâu. Sau cuộc hội ngộ với những đứa con kém may mắn của mình, Primarch Magnus đã lập tức tìm mọi phương cách để cứu lấy quân đoàn số 15. Ông đã tự nhốt mình bên trong những kho tàng kiến thức vĩ đại của Tisca, thành phố thủ đô của hành tinh Prospero, đã bới mẫu mảnh kiến thức và công nghệ mà những thư viện khổng lồ của nó nắm giữ về sức mạnh sai kích và warp không ai biết điều gì đã xảy ra trong đó hay điều mà Magnus đã học được là gì. Nhưng khi ông quay trở lại, con mắt bên phải của ông đã biến mất mà không có bất kỳ lời giải thích nào từ phía ông. Nhưng ông đã tìm ra câu trả lời, một phương cách để cứu lấy quân đoàn của mình. Và khi nó được áp dụng, căn bệnh flat đã không còn nữa. Nhưng cái giá cho sự cứu rỗi này là rất lớn. Sau cùng, chỉ còn duy nhất một ngàn Asate sống sót và sau khi nguồn Jinzit đã ổn định trở lại, quân số đang bị suy kiệt nghiêm trọng của Thousand Suns đã được bổ sung từ chính những cư dân tiềm năng từ Prospero. Và Magnus cùng quân đoàn Thousand Suns cuối cùng đã có thể quay trở lại và góp sức mình vào cuộc trinh phạt thiên hà của hoàng đế. Vị vua đỏ tin rằng mục đích của cuộc Red Crusade không chỉ đơn thuần là trinh phạt thiên hà mà là giúp cả dòng loài tiến tới một tương lai mới và tốt đẹp hơn. Ông hy vọng có thể gây dựng nên một kỷ nguyên vàng nơi mà cả sức mạnh tâm linh lẫn tri thức sẽ song hành cùng nhân loại ngay cả khi có phải đoạt lấy nó qua sự tàn nhẫn của chiến tranh vì lý do này tại bất cứ nơi nào mà các Thousand dân phạt họ đều kiếm tìm những kiến thức mới để góp phần vào mục tiêu này đây cũng chính là lý do mà Magnus luôn tích cực ủng hộ cho dự án Liberius. Dự án này chính là nơi đã tạo ra các Liberian, phục vụ trong hàng ngũ của các Astartes. Họ là các Psyker Astartes, Đủ huấn luyện đặc biệt tại Prospero để có phần nâng cao sức mạnh của các quân đoàn chống lại các mối nguy mang sức mạnh tâm linh. Tuy nhiên, phần lớn trong số các Primarch và chính cả bản thân các Astartes trong các quân đoàn, ngay cả những người cuối cùng đã chấp thuận sự có mặt của các phòng ban Liberian trong hàng ngũ của mình, đều nhớ về căn bệnh Flight Change. Tai họa trong quá khứ của quân đoàn Thousand Suns khiến họ luôn có thái độ hoài nghi với những điều liên quan đến sức mạnh từ quả nói chung và các Thousand Suns nói riêng. Thậm chí, ngay trước cả căn cả bệnh Flat Chain quân đoàn số 15 đã luôn bị các quân đoàn khác chỉ trích vì việc sử dụng năng lực sai kích của mình. Họ cho rằng những sức mạnh mà các Thousand Suns sở hữu là tà đạo và nên bị xóa bỏ cùng những tàn dư khác của Old Night Tuy nhiên, đích tên hoàng đế đã chấp thuận điều này và các Liberian đã nhanh chóng được bổ sung cho gần như tất cả các quân đoàn Asates. Và trong một khoảng thời gian, Magnus và quân đoàn Thousand Sons có vẻ đã nhận được một mức độ nào đó của sự chấp thuận từ các quân đoàn khác. Nhưng rồi, khi mà cuộc thập tự trình vĩ đại, tao lại bỏ được vật cản lớn nhất của mình là đế Chế Orc tại Ulanor thì các Primarch lại bắt đầu một lần nữa bị chia rẽ bởi ý kiến của riêng mình về vị trí của các Librarian trong quân đoàn của mình nói riêng và các sai cơ nói chung đối với toàn Imperium. Đây là một khúc mắc mà Warmaster Master Horus không thể tự tháo gỡ. Chỉ có đích thân quyết định của hoàng đế mới có thể giải đáp câu hỏi về sai cơ trong các quân đoàn của họ cũng như là đối với toàn Imperium. Chương 8 Sắc lệnh Nikia chỉ khoảng một năm sau khi trở lại Terra Để giải quyết cuộc khủng hoảng Liberian Hoàng đế đã buộc phải rời khỏi Terra Và cho tổ chức một cuộc họp Với các thành viên của hội đồng chiến tranh Các Primark và những thành viên cấp cao khác của Imperium Như Makaro Họ sẽ cùng gặp gỡ tại Nikia Một hành tinh tương đối trẻ Vẫn đang liên tục chuyển mình một cách dữ dội Trong những cuộc kiến tạo địa chất của chính nó Hoàng đế đã hạ lệnh cho Mechanicum kiến tạo địa hình cho cả hành tinh này làm cho bề mặt của nó có thể sinh sống được trong một khoảng thời gian ngắn chỉ để phục vụ cho cuộc họp lần này. Lần gặp gỡ này sẽ cho phép những người tham dự thảo luận và tranh cãi. Từng người trong số họ sẽ nói ra ý kiến của mình trước khi hoàng đế đưa ra phản quyết cuối cùng. Người được phát biểu đầu tiên sẽ là những người phản đối việc sử dụng sai cơ và sau đó là những người ủng hộ sẽ đứng lên bảo vệ ý kiến của mình. Không khỏi kể nhiều người bất ngờ, người đầu tiên đứng lên tại cuộc họp lại là Arthur Wilmake, một Psyker Astartes của quân đoàn Space Wolves. Một cách không nào núng, ông cáo buộc Primarch Magnus và quân đoàn Thousand Sun là những kẻ lừa lọc và phù thủy, dựa trên những gì mà ông đã chứng kiến trong trận Strike. Strike là tên gọi mà Emperor đặt cho thủ phủ của Phoenix, một tổ chức phản động tương đối mạnh mẽ đã chống lại việc gia nhập Imperium mặc cho nỗ lực đàm phán của quân đoàn Woodbearer và Speywolf trong gần 2 năm Strike sẽ là phòng tuyến cuối cùng mà Imperium cần phải phá vỡ để tiêu diệt Phoenix Và để đánh thắng được trận Strike Primarch Russ của quân đoàn Speywolf đã kêu gọi sự hỗ trợ từ Magnus Red và các Thousand Sun của ông Nhưng Magnus lại cảm thấy bị xúc phạm vì dòng điệu yêu cầu ngạo mạn của Russ đã cố tình làm chậm sự chỉ viện. Khi Magnus và quân tiếp viện của Thousand Sun tới nơi, họ đã một lần nữa chứng tỏ được sức mạnh của mình khi nhanh chóng đánh bại lực lượng phản động của Phoenix tại Strike. Nhưng rồi, căng thẳng cuối cùng đã nảy ra giữa hai quân đoàn Space Wolf và Thousand Sons trong trận đánh giành lấy Phoenix Crack, thành phố thủ đô của Strike. Trong trận đánh này, Magnus đã cảm thấy dư ghê tởm trước sự tàn phá trắng trợn của các Space Wolf và tội ác gần như diệt chủng người dân nơi đây của họ trong nỗ lực bảo tồn tri thức của mình, Magnus đã thiết lập lực lượng của mình để bảo vệ tòa đại thư viện của Phoenix Crack. Và kết quả là một cuộc đối đầu căng thẳng với Leman Russ và các Speywolf đã xảy ra. Russ tuyên bố mình có quyền định đoạt số phận của Strike rồi ra lệnh cho lực lượng của mình tấn công vào các Thousand Sun. Trong trận hôn chiến, Thousand Suns đã xuống tại giết chết một số sói cưỡi Ferrisan của quân đoàn số 6 và sử dụng khả năng sai kích của họ để vô hiệu hóa cơ thể của các nhưng rồi, thảm họa đã xảy ra với quân đoàn của Magnus khi Hasta, một trong những Astates của Thousand Sons, bất ngờ biến đổi ngay trước mặt họ. Cả cơ thể của ông ta, từ da thịt đến nội tạng, đã chảy ra như sáp và rồi lại dính liền lại với bộ da Power Armor, tạo thành một hình thù dị dạng đến ghê tử. Ông ta đã trở thành nạn nhân tiếp theo của sự đột biến kinh khủng mà từ chừng đã bị quân đoàn Thousand Sons xóa bỏ từ lâu, căn bệnh Flatche. Sự hoảng loạn lập tức lan rộng trong hàng ngũ Thousand Sun cho đến khi Russ tiến tới và ra tay giết chết Hasta như một hành động nhân từ. Nhưng Magnus lại vô cùng phẫn nộ. Ông cho rằng Russ đã ra tay giết hại một người con của mình. Liền lao tới phía Rus trong cơn tức giận và một cuộc chiến tổng lực khác dường như đã là không thể tránh khỏi giữa hai quân đoàn. Tuy nhiên rất may, Primarch Loga Aulerian của quân đoàn Woodbearer đã kịp thời can thiệp và làm dịu tình hình giữa hai bên nhưng Russ đã thề rằng một ngày nào đó ông sẽ cho Magnus một cơ hội trả thù máu. Ngay sau khi vị sai cơ của Spacewolf trình bày trong câu chuyện của trận Strike, Primark, Motarion của quân đoàn Dead God đã tiến lên đài phát biểu. Motarion lặp lại lời buộc tội của Spacewolf rằng Magnus là một phù thủy cần phải bị ngăn chặn. Ông khẳng định ý kiến của mình thông qua lời trần thuật về những trải nghiệm cá nhân của chính ông. Rằng ông đã thấy vô số những thế giới bị hủy hoại bởi những cá nhân chót nhìn quá lâu vào những nơi tăm tối. Ông nhắc nhở tất cả rằng sai cơ là một trong những nguyên nhân chính đã gây ra kỷ nguyên xung đột. Một kỷ nguyên đen tối đến mức đã gần như đẩy cả giống loài đến sự diệt vong. Tiếp đến, ông chỉ ra sự tồn tại của các sister of Silence, tổ chức đặc biệt của Emporium có nhiệm vụ không chỉ là bảo vệ chống lại các mối nguy từ sai cơ, mà còn săn lùng chúng. Như cả nhân loại đã thấy, ký ức kinh hoàng về những thứ sức mạnh tâm linh và những đau thương mà chúng đã gây ra. Và việc cho phép sự tồn tại của những phù thủy như vậy sẽ không chỉ ngăn cản bước tiến mà còn là mối đe dọa trực tiếp tới sự phồn thịnh của từng loài loài người. Motaron kết thúc bài phát biểu của mình bằng việc nói rằng ông không tin rằng Magnus là một con người độc ác như những sai cư ông đã thấy trong quá khứ của mình. Nhưng Motaron cũng cảnh báo Magnus rằng dường như ông đang đi trên cùng một con đường với những kẻ đỏ Motarion nhấn mạnh rằng ông lên án Magnus không phải vì hận thù hay ác cảm mà chỉ vì tình yêu và sự quan tâm giữa những người anh em với nhau để Magnus có thể tỉnh ngộ và dừng lại trước khi quá muộn. Theo chân Motarion và Wimek, trong gần 3 giờ đồng hồ tiếp theo, các diễn giả được chọn các bước lên bục, nơi họ đưa ra quan điểm chống lại các Liberian nói riêng và Psyker nói chung. Và khi tất cả đã nói xong lời của mình, Magnus và những người ủng hộ của ông cuối cùng mới có thể đứng lên để bảo vệ chính mình cũng như là các sai cử nói chung. Magnus kể lại nhiều hành động vĩ đại của các Librarian xuyên suốt cuộc Great Crusade và chỉ ra rằng sai chính là yếu tố cần thiết cho việc vận hành Imperium, ám chỉ về các Astropath và các đại gia tộc Navis Nobility để minh họa cho quan điểm của ông. Ông cho rằng sợ hãi những điều chỉ được thấu hiểu là dấu hiệu của sự ngu dốt và vô học mê tín lố bịch và rằng những người không có can đảm đối mặt với những ý tưởng mới sẽ tự hù dọa chính họ bằng những nỗi sợ vô căn cứ. Ông chỉ ra rằng, đối với những người ở các giai đoạn lịch sử trước đây, thì mọi thứ công nghệ mà họ đang thấy tại Nikia đều sẽ bị coi là ma thuật. Nhưng quan niệm như vậy rồi đã được chứng minh là sai khi con người có thêm hiểu biết về bản thân của vũ trụ. Ví dụ, sau cùng thì mặt trời đâu có quay quanh Trái ra. Magnus gạt sang một bên lời phát biểu của Motarion, tuyên bố rằng hàn muốn sâu sắc nhất sẽ chỉ đen đến sự căm ghét và dối trá chứ không phải là tình yêu và sự quan tâm giữa những người nghe như Motarion đã nói. Sau đó, vị Pramak của quân đoàn số 15 đã nói về tương lai, kể về những viễn cảnh vĩ đại mà sai có thể giúp cả giống loài đạt được và mức độ phê phán mà cuộc họp này tại Nikia sẽ nhận được từ các công dân tương lai của đế chỉ rằng họ sẽ coi đây như một sự kiện do những kẻ ngu dốt giản dựng. Ông bác bỏ những tuyên bố chống lại quân đoàn của mình, chỉ ra rằng Thousand Sons luôn chiến đấu đi đầu trong cuộc thập tự trình vĩ đại. Họ khiến kẻ thù phải run sợ bằng ánh sáng của Imperial Truth và mở rộng kiến thức của toàn đế chế bằng cách cưu lấy tri thức khỏi sự tàn phá của chiến tranh. Sau đó, ông kể một câu chuyện ngụ ngôn về những người đàn ông ngồi quanh đống lửa trong bóng tối của một hàng động dưới lòng đất. Một trong số họ đã phát hiện ra ánh sáng bên ngoài nhưng những người bạn của anh ta lại không muốn tin anh ta Bằng lòng với ánh sáng từng ngọn lửa của họ Và với mong muốn soi sáng cho các bạn hữu của mình Anh ta đã làm việc chăm chỉ Đào một đơn hầm lớn và trần của hàng động Và mang lại ánh sáng cho tất cả bạn hữu của mình Anh ta biết rằng mình phải cho bạn bè của mình thấy được sự thật Và đã cố gắng làm như vậy Bất chấp sự từ chối và không tin tưởng của họ Magnus tuyên bố rằng Trong trường hợp này Ánh sáng chính là kiến thức về năng lực sai kích nói riêng Và về Immaterium nói chung Ông nói, nếu ta thực sự có tội thì đó đơn giản là vì sự nghiệp theo đuổi trí thực. Magnus đã nói một cách say mê với sức truyền cảm và thuyết phục to lớn và cuộc họp tại Nikia là ngày càng trở nên chia rẽ hơn. Nhưng trước khi buổi họp kết thúc, Makaro đã đứng dậy và hỏi liệu còn ai muốn phát biểu trước khi phán quyết cuối cùng được hoàng đế đưa ra hay không. Và từ trong khán đài, một nhóm các librarian đứng dậy và tiến tới bục phát biểu. Makaro đáp lại bằng một cái gật đầu và tất cả đều im lặng sau đó một tân librarian của quân đoàn White Scars đã lên tiếng ông tuyên bố rằng không có gì xấu xa về một librarian một cycle astartes cũng giống như một kẻ vô thần vậy một cá nhân có năng khiếu phải được huấn luyện và đào tạo để đạt được kết quả cao nhất cũng giống như một khẩu súng bầu can hoặc một cỗ lăn raider vậy các librarian là một loại vũ khí cần phải được đào tạo và sử dụng với sự chuẩn mực và tôn trọng vậy librarian cho rằng cái tốt nhất để hướng về phía trước sẽ là củng cố tổ chức lại việc đào tạo các sai cơ con người trên khắp thiên hà và điều này nên được coi là ưu tiên của imperium chứ không phải tìm cách diệt trừ họ vì đó sẽ là một sự phí phạm to lớn và với các sai cơ mạnh mẽ trung thành với hoàng đế thiên hà có thể được thu phục một cách dễ dàng ông cũng tuyên bố rằng mọi nghiên cứu về tả thuật như tương tác với những sức mạnh suy đồi và giao kết với những tư thể đen tối của Warp tất nhiên và bị cấm triệt để. Đây được xem như là một cách thứ ba để xử lý cuộc khủng hoảng Liberian ngoài việc xóa bỏ hoàn toàn sai cơ hoặc là cho phép một cách bừa bãi. Một số phiên bản của câu chuyện về cuộc họp tại Nikia đã chỉ ra rằng hoàng đế đã ngay lập tức đồng ý với đề xuất này. Như thể ngài đang chờ đợi nó được nêu ra vậy. Cuối cùng, chủ nhân của loài người đã đứng lên và đưa ra quyết định của mình. Sau này được nhớ tới là sắc lệnh Nikia. Trong đó quyết định các quân đoàn astartes ngoài việc sử dụng navigators và astropath để du hành và liên lạc sẽ không còn thu nhận psyker dưới các hình thức khác nữa họ sẽ phải giải tán tất cả các phòng ban librarian của mình và các librarian hiện tại sẽ được tái triển khai đến các đại đội chiến đấu tuyến đầu cuối cùng hoàng đế nhắm trực tiếp vào magnus của thousand Sons rằng ông và tất cả các Primarch khác sẽ bị cấm sử dụng bất kỳ sức mạnh tâm linh nào mà họ sở hữu vì mối liên hệ của Magnus và tà thuật vẫn chưa được chứng minh. sự thật là hoàng đế đã rất tức giận với cá nhân Magnus, trong khi ngài quyết định từ chối tuyên bố trước cuộc họp rằng Magnus là một phù thủy. Hoàng đế tin rằng Magnus ít nhất đã biết về hạc thuật. xem đây là một sự phản bội cá nhân. vì từ nhiều năm trước đó, hoàng đế đã chọn tiết lộ nhiều bí mật của Wap cho Magnus và chỉ mình Magnus mà thôi. và ngài đã liên tiếp đưa ra lời cảnh báo cho ông về những mối họa mà nó có thể đem lại. Người ta nói rằng khuôn mặt của Magnus như thể hóa đá khi nghe thấy xác lệnh được đưa ra. Một tảng đá gần như sắp nứt toác ra với nỗi oan khuất. Tuy nhiên, ông vẫn quỳ gối trước cha mình và cam kết sẽ vâng lời. Một cam kết mà ông sẽ không giữ. Cuộc họp tại Nikia thực sự là một phiên xử đối với Magnus Siret. Ấy à vậy, mặc cho lời phán quyết nhắm trực tiếp vào mình. Ngay sau khi trở về Prospero, vị vua đỏ và các thao đơn săn của ông lại lập tức lao vào việc nghiên cứu về Ima Trận chiến tại Strike đã cho thấy, những người con của ông vẫn chưa thoát khỏi căn bệnh Flat chain đáng nguyền rủa, mặc cho điều cấm kỵ mà ông đã làm hàng thập kỷ trước với cái giá là mắt phải của mình để xóa bỏ Flat chain. Lần này, ông quyết tâm sẽ đào sâu hơn nữa để vén bức màn về Warp và cứu lấy các Asates của mình. Và một khi ông đã thành công, thì ngay cả hoàng đế cũng sẽ phải công nhận tầm quan trọng của WAP đối với nhân loại. Còn về phần hoàng đế, nhiều ngày trôi qua sau khi đưa ra sắc lệnh Nikia, nhiều người vẫn không khỏi tự hỏi tại sao hoàng đế phải hà khắc như vậy với Magnus. Những điều được kể tại cuộc họp có thể nói là lời cảnh báo đối với chính hoàng đế. Ngài đã biết được rằng căn bệnh Fletching vẫn chưa bị xóa bỏ khỏi các Thousand Sun. Điều này đã tạo ra hai khả năng mà đối với ngài đều là tài họa. Hoặc là Magnus vẫn chưa giải quyết được căn bệnh này và đã cố tình giấu ngài, hoặc là Warp đã lại một lần nữa trở nên quá nhiêu loạn đến mức phương cách chữa trị của Magnus đã mất đi tác dụng. Nhưng dù là thế nào thì sức mạnh sai kích vẫn sẽ luôn là mối lo ngại lớn đối với các quân đoàn psymerin. Do đó, việc đào tạo và sử dụng các Liberian cần phải được ngừng lại. Tệ hơn nữa, câu chuyện về trận chiến tại Strike đã cho thấy Magnus sẵn sàng quay sang chống trả anh em của mình chỉ để bảo tồn những tri thức vô định. Trong trường hợp này là Lehman Rush và những gì bên trong đại thư viện của Phoenix Crack. Đây chính là lý do chính khiến hoàng đế mất đi niềm tin của mình vào Magnus, người con sở hữu năng lực sai kích mạnh mẽ nhất của ngài. Tất cả những điều này chỉ càng khiến ngài nóng lòng muốn trở lại Terra hơn để tiếp tục kế hoạch con giang dở của mình. Vì một khi sự lệ thuộc của con người vào WAP bị xóa bỏ, những lo ngại này cũng sẽ không còn nữa. Chương 9 Dự án vĩ đại Một lần nữa khi đã trở lại Terra Hoàng đế lại ẩn mình sau bên dưới cung điện Hoàng gia Dồn toàn lực của mình cho bước cuối cùng Trên hành trình phục hưng giống loài Giúp cả nhân loại cùng trong tới một kỷ nguyên vàng mới Nơi mà họ sẽ là bá chủ thiên hà Và việc quan trọng nhất Mà ngang cần phải làm để nhân loại Có được hy vọng chạm tới đỉnh cao đó Chính là loại bỏ triệt để Và vinh viên mối liên kết giữa loài người Và Imaterium Sự lệ thuộc của con người vào Warp Ta bắt đầu ngay từ những năm tháng đầu tiên của quá trình khai phá thiên hà của mình. Với sự phát kiến của động cơ warp, warp drive, những chuyến tàu thám hiểm của loài người đã có thể đi nhanh hơn và xa hơn tất thảy những gì mà họ từng đạt tới trước đây. Warp chính là chìa khóa đã giúp họ xây dựng một liên minh nhân loại hùng vĩ với hàng triệu hành tinh trải dài khắp thiên hà và những kỳ quan công nghệ tưởng chừng như huyền hoặc và cùng với Warp, như hạm đội trinh phạt hùng mạnh của hoàng đế mới có thể băng qua khoảng không vô định của vũ trụ một cách nhanh chóng và thống nhất lại nhân loại ngay trước khi sự hủy diệt bổ về tất cả. Nhưng giờ đây, khi mà cuộc Red Crusade của ngài đang đứng trên ngưỡng cửa của sự kết thúc vĩ đại và vị trí bá chủ thiên hà dường như đã được loài người nắm chắc, thì mối liên kết giữa họ và Warp cũng đã đến lúc phải bị xóa bỏ. Vì chớ chiêu thay, Warp không chỉ là chìa khóa dẫn tới kỷ nguyên vàng trong quá khứ, mà nó còn là tác nhân chính đã gây ra Năm ngàn năm đen tối nhất trong lịch sử tồn tại của họ. Được nhớ tới mãi mãi bởi các thế hệ đi sau là kỷ nguyên sùng đột hay Old Night. Nhưng không chỉ đối với loài người, ảnh hưởng của WAP và những thứ mà nó chứa đựng đã gây ra bá thảm kịch cho vô số nền văn minh khác của thiên hà. Tiêu biểu chính là giống loài Eldari. Từng là giống loài nắm vị trí thống trị không để trôi cãi đối với toàn thiên hà nhưng vì những tội lỗi suy đồi của mình, họ đã phải nhận lấy trái đắng từ Immaterium. Chiều không gian mà họ thậm chí còn chẳng thèm nhớ tới trong suốt hàng triệu năm hoàn lạc của mình. Do đó, bằng mọi giá trước khi kết cục tương tự đến với giống loài, hoàng đế sẽ cần phải giúp cho nhân loại thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Warp. Để làm được điều đó, chủ nhân của loài người đã trở lại Terra ra và sau bên dưới những tổ hợp kiến trúc hùng vĩ của cung điện hoàng gia, hoàng đế cùng với những bề tôi lão luyện nhất của mình đã cùng nhau góp sức vào một dự án vĩ đại một dự án tuyệt mật mà sau này được biết đến là dự án Webway được tạo ra trước đó hàng trăm triệu năm bởi một giống loài cổ đại tên là dị Âu One Webway được mô tả là một hệ thống đường hầm ma thuật khổng lồ nằm giữa Imaterium và thực tại được dị Âu One sau đó là loài Eldari sử dụng như là con đường di chuyển chính giữa các vì sao của thiên hà sau sự tuyệt chủng của dị Âu One và sự sụp đổ của đế chế Eldar phần lớn hệ thống Webway vẫn còn nguyên vẹn và rơi vào tình trạng vô chủ hiểu được tính hiệu quả của nó, hoàng đế đã bắt tay vào thực hiện một dự án Webway của riêng mình. Với mục đích thay thế toàn bộ vị trí của động cơ Warp Drive trong việc du hành vũ trụ của loài người. Webway sẽ cung cấp một cách thức du hành liên lạc nhanh, hiệu quả và an toàn gấp nhiều lần so với du hành qua Warp. Quan trọng nhất, những mê cung đường hầm vô tận của Webway được bao phủ hoàn toàn bởi một chất liệu phản xài kích sẽ bảo vệ những gì bên trong nó khỏi sự thù địch của Imaterium lẫn sự vô định về mặt không thời gian của nó và sức mạnh của các ác thần hôn mang sẽ không thể làm ảnh hưởng đến các sinh linh nằm trong Warpway Khi hoàn thành, Hoàng đế sẽ kết nối mọi thế giới của Imperium lại với nhau thông qua Warpway. Như vậy, loài người sẽ hoàn toàn được cách ly khỏi Warp và sẽ không còn nhu cầu phải sử dụng đến các sai cơ và năng lực tâm linh nguy hiểm của họ nữa. Trên tất cả, hôn ma sẽ rơi vào đói khát vì thiếu đi nguồn năng lượng sai kích khổng lồ của loài người và sau cùng, như Hoàng đế hy vọng là sẽ tự tàn biến loài người sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cám dỗ của các vị ác thần và chỉ khi đó con dân của hoàng đế mới có thể thực sự làm chủ số phận của họ mà không bao giờ phải lo sợ về một kỷ nguyên sùng đột nào nữa vì mục tiêu này hoàng đế buộc phải rời khỏi vị trí chỉ huy trình phạt và trở lại terra và công việc đầu tiên sẽ là xây dựng một tuyến nước hầm webway nối từ terra và rồi sẽ kết nối nó với hệ thống chính săn có được xây dựng bởi Zero One nằm giữa Warp và thực tại sử dụng một thiết bị khổng lồ được gọi là Golden Throne có chức năng như một trung tâm khuếch tăng năng lượng sai kích để phục vụ cho quá trình xây dựng một cánh cổng warp bên dưới cung điện hoàng gia. Và với nguồn năng lượng sai kích của mình, hoàng đế đã tạo ra một đường dẫn từ cổng warp đó trực tiếp đến hệ thống warpway có sẵn và sử dụng hàng trăm ngàn adept và giáo sĩ công nghệ của Mechanicum bắt đầu xây dựng các tuyến đường hầm mới nối ngược về Terra. Nhưng không may, các đường hầm mới này lại không có sẵn các bức tường được tạo nên từ cùng dạng năng lượng phản xài kích của hệ thống Wave có sẵn, mà thay vào đó, hoàng đế buộc phải sử dụng chính nguồn sức mạnh của mình thông qua Golden Throne để tạo ra một lớp màn bảo vệ tuyến đường hầm trong khi Mechanicum hoàn thiện nó. Ngài biết mình cần phải hoàn thành nó thật nhanh, vì mỗi ngày trôi qua trên Terra, dòng chảy của Warp lại càng trở nên khó lường và mỗi ngày trôi qua, ngài lại buộc phải dồn thêm một phần nhỏ sức mạnh nữa để giữ vững ánh sáng cho ngọn Astronomicon tệ hơn nữa những điểm g đang liên tục xuất hiện như số lượng các sai cơ dường như lại một lần nữa bùng nổ trên Cap imperium hay sự trở lại của căn bệnh flash đối với quân đoàn thousand Sons của primarch magnus bản thân thời gian đang dần trở thành kẻ thù lớn nhất của nhân loại chương 10 david khi trở về terra Hoàng đế hoàn toàn an tâm giao phó của Great Crusade cho các Primarch của mình. Đứng đầu là người còn được tín nhiệm nhất Warmaster Master Horus. Nhưng điều mà ngài đã không lường trước được, đó là một trong những người con của ngài đã trở mặt với Imperium từ lâu. Primarch Loga Oblerion là một kẻ biệt kiên nhận. Trong suốt hơn 4 thập kỷ kể từ cuộc hành hương trong Imperium của mình, hắn vẫn luôn hành động vô cùng cẩn trọng, cùng với các vuốt bearer giấu đi mưu đồ phản chắc của mình một cách tuyệt đối, bằng cách thể hiện sự công hiến cho cuộc Great Crusade, không hề từ chối bất kỳ mệnh lệnh hay yêu cầu nào từ Imperium. Tuy nhiên, ngay cả bản thân Loga cũng biết rõ rằng hắn không phải nhà vô địch thực sự của hồn ma. Người phù hợp nhất có thể giúp các Great Powers lật đổ hoàng đế chỉ có Horus Lubercow. Với tư hiệu Imperial War Master, ông nằm trong tay gần như toàn bộ hệ thống quân sự của Imperium, bao gồm các quân đoàn Space Marine. Vị War Master còn sở hữu cho mình tài năng quân sự và chính trị thiên tài, hoàn toàn có đủ khả năng để tạo ra các đồng minh mạnh mẽ để cùng chống lại hoàng đế nhưng có rất ít người có sự trung thành với hoàng đế sâu sắc được như Horus. Nếu Loga muốn xoay chuyển sự trung thành đó về phía Hồn Mang, hắn sẽ cần đưa Horus đến với Cụ hành hương và Imaterium mà hắn đã thực hiện hơn bốn thập kỷ trước. Chỉ khi Horus từng gặp gỡ các cổ thần và nhận ra được món quà mà họ sẽ dành cho nhân loại, chỉ khi đó Horus mới có thể giác ngộ được chân lý nguyên thủy và sẵn sàng chống lại trà mình và logo Aulerian đã biết chính xác nơi mà vị War Master cần phải tới để ông bắt đầu sự mặc khải của mình. Đó là một hành tinh tên là Davin. Davin và mặt trăng của nó là một thế giới được phát hiện vào năm thứ 143 của cuộc Great Crusade. Đó là thế giới thứ 8 bị chinh phục bởi hạm đội viễn trình số 63 của chính Horus. Và vì vậy, trong một khoảng thời gian, Davin có tên gọi chính thức của hoàng gia là 638. Đó là một thế giới khắc nhiệt nhưng đẹp đẽ phủ khắp bề mặt là những dãy núi hùng vĩ và các cao nguyên rộng lớn đầy sức sống. Khắp bề mặt của Davin vẫn có thể tìm thấy các dấu vết của nền văn minh cổ đại tần tiền. Nhưng khi hàn bộ trình phạt của World Master tới nơi, cư dân của Davin lại chỉ là những kẻ màn gì lạc hậu. Phân hóa thành hai bộ phận chính, một sống trong các làng mạc, còn một bên lại chọn sống theo các bộ lạc du mục. Cả hai đều bị thống trị bởi tầng lớp cao nhất, đó là các chiến binh bản địa Tavinite, những người luôn không ngừng gây chiến lẫn nhau vì lãnh thổ và danh dự. Các chiến binh Devonite bản địa này lúc đầu đã cố gắng chống lại lực lượng trình phạt của War Master. Nhưng với sự áp đảo hoàn toàn về mặt quân sự của Imperium, họ đã phải nhanh chóng đầu hàng và chấp nhận quỷ phục. Mặc dù phần lớn cư dân của David đã phải hứng chịu những đột biến sai lệch về mặt di chuyển so với con người, đến mức có thể được coi là dị nhân hoặc là bán nhân, là bộ phận mà đế chế luôn cố gắng xóa bỏ nhằm duy trì sự thuần khiết cho nói giống của nhân loại Tuy nhiên sau khi đã đầu hàng, họ vẫn được phép giữ lấy nền văn minh của mình. Bởi lẽ, họ đã gây ấn tượng mạnh với chính Horus thông qua lòng quả cảm trên chiến trường, cũng như đức tính sẵn sàng học hỏi, thích nghi và lược sống mới của đế chế. Thực tế là, chiến dịch quân sự tại đây đã diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, và quân đoàn Luna Wolf, giờ đây là Sons of Horus, cũng đã nhanh chóng rời đi không lâu sau khi các chiến binh Devonai đầu hàng. Nhưng quân đoàn số 16 đã đem theo một thứ từ đây một lối sống ấn tượng với lòng quả cảm của các chiến binh devernai trước khi họ đầu hàng. Castesculonaguf đã thu nhận từ họ lối sống của các hội chiến binh. Mỗi hội chiến binh được xem như là một xã hội thu nhỏ bên trong quân đoàn, nơi mà những Astartes có chung lý tưởng được tin sẽ cùng tự do chia sẻ suy nghĩ của mình, không mang tới cấp bậc hay đơn vị. Dù gắn kết tình cảm huynh đệ giữa họ với nhau. Nhưng các Astartes sinh ra từ terra của Lunaguf lại kiên quyết chống lại lối tổ chức này. Họ cho rằng nếu cho phép các tổ chức xã hội kín bên trong quân đoàn sẽ dễ tạo ra sự chia rẽ, mất đoàn kết giữa những người anh em nằm trong và nằm ngoài các hội. Mặc dù vậy, với sự tôn trọng dành cho các chế binh Tây Vân Ai cũng không kém các Asates của mình và sự hòa niệm về quá khứ trong các băng đảng tại Catonia đã khiến cho World Master Horus cho phép các hội chiến binh được phép tổ chức và hoạt động trong quân đoàn của mình và nó đã nhanh chóng lan rộng không chỉ bên trong quân đoàn số 16 mà sau đó đã dần được hầu hết các quân đoàn khác thu nhận. Những hoạt động của các hội luôn được Primarch Loga Aulerian tích cực ủng hộ và thúc đẩy ngày kỳ của cơ hội. Hắn ta nhận thấy rằng các hội chiến binh sẽ là phương tiện hữu hiệu để loan tỏa được tin vào thế lực hỗn mang ngay bên trong các quân đoàn. Đồng thời, giúp hắn phân loại những Asatis có khả năng giác ngộ chân lý nguyên thủy và những Asatis trung thành với lời dối trá của hoàng đế. Thường sẽ là những người không nằm trong các hội kín này. Tuy hạm đội của World Master đã rời khỏi Davin để đến với những cuộc trình phạt tiếp theo, một nhánh của quân đoàn Woodbearer dẫn đầu bởi First Captain Corfaron đã ở lại. Như tại bao thế giới trước đó, nhiệm vụ của những người mang thánh chỉ sẽ là giáo dục lại cư dân của hành tinh vừa được trình phạt theo các giáo điều của lý tưởng Imperial Truth và chức vị thống chế hành tinh của Davin đã được đích thân World Master trao cho Eugen Temba một vị tướng lỗi lạc trong hạm đội viễn trình số 63 và là một trong những người bạn thân thiết đối với chính Horus tuy các chiến binh của Davin đã bằng lòng quỳ phục Imperium, nhưng mặt trăng của Davin lại là một câu chuyện khác. Các chiến binh của nó đã nổi dậy, kiên quyết chống lại Imperium và không chịu từ bỏ các đấng thần linh của mình. Do đó, thống chế Eugen Temba đã đích thân dẫn đầu lực lượng Imperial Army trên chiến hạm Gloria of Terra tiến thẳng tới mặt trăng của Davin với quyết tâm sẽ thu phục nó bằng mọi giá. Tại Davin, nổi bật lên một công trình vĩ đại được biết đến là ngôi đền của hội mạng sa. Hội Mãng Sa là một bộ lạc chiến binh người Davin, chính là những người đã nổi dậy chống lại cuộc trình phạt của Imperium trên mặt trăng của Davin. Ngôi đền của Hội Mãng Sa hay Defos nằm trên Tây Vin, là một công trình kiến trúc hình bát giác bằng đá sừng sững nằm giữa một miếng núi lửa khổng lồ có đường kính hàng nghìn mét. Không chỉ Hội Mãng Sa, đa số những cư dân của Davin tin rằng những người có bệnh tật hay bị thương được đưa vào bên trong ngôi đền này Điều sẽ được các đấng thần linh chăm sóc và chữa trị. Nếu ai xứng đáng, họ sẽ được chữa lành. Nhưng nếu điều đó không xảy ra sau 9 ngày đêm, thì hai cốt của họ sẽ được mang ra và hỏa thiêu, rồi cho của họ sẽ được giải vào một hồ lớn trước mặt của ngôi đền. Tại trung tâm của ngôi đền là một căn phòng linh thiêng, là nơi để cống nạp lễ vật cho thần linh, từ tiền bạc cho đến mạng người, và cũng chính là nơi mà các tín đồ sẽ được giao tiếp với các vị thần của mình. Không ai khác, chính là các vị thần hỗn mang của Imaterium. Vậy là Loga Ablerian đã tìm ra một nơi hoàn hảo để Horus thực hiện cuộc hành hương của mình. Nhưng để đưa được người con thân tín nhất với hoàng đế và vị trí sẵn lòng giao tiếp với các vị thần hỗn mang tại David không hề là chuyện dễ dàng. Và hàng thập kỷ đã nhanh chóng trôi qua trong khi Loga phải vật lộn để tìm ra phương cách để thúc đẩy kế hoạch của mình. Và rồi, cuối cùng tin tốt đã đến với hắn ta, một cơ hội ngàn vàng để biến giấc mơ của hắn thành hiện thực. Sau hơn 6 thập kỷ kể từ khi các Luna Wolf và World Bearer hoàn tất nghĩa vụ và rời khỏi Tây Vin. The Great Crusade đã mang về thêm cho nhân loại hàng trăm hệ sao và nhiều nền văn minh con người cho Imperium, trong đó có đế chế Interrex hùng mạnh. Với nền công nghệ, kỹ thuật thậm chí còn có phần vượt trội hơn Imperium of Man, được phát hiện bởi hàng đội viện trình số 63. Horus cảm thấy việc gây chiến với một nền văn minh tiến bộ như vậy là không khôn ngoan. Thay vào đó, ông chọn đàm phán nhằm đưa Interrex về dưới ngọn cờ đế chế trong hòa bình bằng cách đích thân đến thăm hành tinh Zenobia, thủ đô của đế chế Interax. Người Interax đã chào đón chuyến viếng thăm của Horus với sự cảnh giác cao độ, vì từ lâu họ đã biết về sự tồn tại của thế lực hỗn mang trong Imaterium và cho rằng Imperium đã bị vấy bẩn bởi nó. Và điều càng khiến họ nghi kỵ chính là một trong những người đã đi cùng Horus trong chuyến viếng thăm này. Đó là First Chaplain Erebus của quân đoàn Woodbearer. Erebus là người được Loga chọn làm đại diện cho quân đoàn Woodbearer trên hạm đội của World Master Và cũng giống Primark của mình, Erebus đã ra ngộ chân lý nguyên thủy của hồn màng từ lâu, và Loga đã chọn án làm người dẫn đường cho cuộc hành hương của vị World Master. Trong chuyến thăm, trong lúc Horus và các tướng lĩnh của mình tập trung vào việc đàm phán với người Interax, Erebus đã lẻn ra ngoài và đột nhập vào viện bảo tàng của Zenobia, nơi mà người Interax cất giữ và trình bày những cổ vật và vũ khí từ khắp nơi trong giải ngân hà hắn đã khiến cho viện bảo tàng phát nổ và lấy đi một thanh gươm có tên là Anathem. Sự hủy diệt đột ngột của viện bảo tàng tráng lệ đã khiến người Interrex lập tức chấm dứt buổi đàm phán và chiến sự đã nổ ra giữa hai bên, buộc Horus phải di tản qua hành tinh. Trong cơn phấn uất của mình, Horus buộc phải hạ lệnh tấn công tổng lực lên Interrex, cuối cùng là hủy diệt gần như hoàn toàn nền văn minh này. Anathem, thanh gươm mà người Interrex tin là có trí tuệ, là một thứ vũ khí mạnh mẽ thuộc về thế lực hỗn có khả năng nhận ra mục tiêu của mình qua tên gọi và khi đánh trúng mục tiêu đó nó sẽ tạo ra một vết thương trí tử Anathem, có mối liên kết mạnh mẽ về Materium có khả năng cắt đứt bước màn của thực tại từ đó mở đường cho dòng năng lượng đen tối của Warp tràn vào vết thường. với thanh Anathem trong tay Erebus đã lập công lớn vì mang được cho Primarch Loga thứ mà hắn cần để giúp Horus đến với các vị thần hộn mà không lâu sau sự hủy diệt của Zenobia Erebus đã bí mật quay trở lại mặt trăng của David Tại đó, hắn đã gặp Eugen Temba Người đã bị suy đuổi bởi hôn ma Không lâu sau khi thiện tấn công quân phiến loạn Tại mặt trăng của Davin Erebus đã được thanh Anathem cho Temba Và truyền lại cho tiên thống chế phản bội Những gì hắn cần nói về thanh gươm Khi tới thời điểm thích hợp Chỉ có hai từ Horus chương mười 11 Bạn cũ Sau khi nỗ lực thu phục đề chế Interrex thất bại vì World Master lại phải nhận thêm một tin dữ nữa. Thông qua một tín hiệu khẩn cấp xuất phát từ 638, Horus biết rằng thống chế Eugen Temba đã phản bội lại đế chế và đang cầm đầu một lực lượng phản loạn trên mặt trăng của David. Vì Temba là người mà ông đã tin tưởng để ra phó nhiệm vụ cải quản hành tinh, nên sự phản bội này không khác nào như một sự xúc phạm trực tiếp đến Horus. Ngập trong sự phẫn nộ, ông liền cho hạm đội của mình chuyển hướng tấp tốc về David và lập tức cho tổ chức cuộc tấn công vào vị trí cuối cùng được ghi nhận của Temba với quyết tâm đích thân xử tội người bạn cũ đã phản bội lòng tin của mình. Khi hạm đội 63 đến nơi, họ đã nhận ra rằng mặt trăng của David đã bị biến đổi hoàn toàn so với những gì mà họ đã gặp 6 thấp kỷ trước. Các rừng cây bạt ngàn và giàu sức sống đã trở thành những đồng lầy nhảy nhụa khổng lồ, bầu khí quyển của nó nồng nặc mùi khí ga độc và sạc thối rữa ba phủ lên lên đất ẩm thấp và mục nát. Tại đó, War Master Horus và các Astartes của Sons of Horus đã phát hiện ra những nấm mồ thuộc về những người lính từng dưới chiếng của Eugen Temba. Cùng lúc đó, họ phát hiện ra tín hiệu của chiếc chiến hạm mà Eugen từng chỉ huy, chiếc Gloria of Terra. Cái xác khổng lồ của nó là điểm nhấn duy nhất giữa những đầm lầy vô tận. Nhưng chính nó cũng là một tàn tích đáng mục rửa. Sau khi khảo sát, họ nhận ra tín hiệu của con tàu đã luôn trong trạng thái mở được gần 60 năm, dẫn tới kết luận rằng chân và những người lính theo chân hắn đã chết không lâu sau khi đặt chân đến nơi này. Mặc dù đúng là mặt trăng của David đang chết dần, nhưng sự sống vẫn chưa biến mất. Sau khi lực lượng của War Master tiến gần vào trong xác tàu, những liệt sĩ của Temba đã sống dậy. Cơ thể mục nát của họ trôi dậy từ những ấm mồ nhợp nháp và bắt đầu tấn công lực lượng của War Master, cố gắng xé xác họ hoặc kéo họ xuống những bãi lầy chết người. Với mong muốn tìm ra ngọn nguồn của những điều phí tự nhiên này, Horus đã dẫn một đội Space Marine lao thẳng vào bên trong thân của chiếc Loreal Terra. Nhưng rồi vì sự mùng nát nghiêm trọng của con tàu đã sớm khiến cho Horus bị tách ra khỏi những người con Astartes của mình. Ông buộc phải tự mình luồn lách qua những lối đi chăn ngập sắc sống hào đói. Nhưng ông là một Primarch, dù có bao nhiêu sắc sống đi chẳng nữa cũng chẳng thể cản bước ông. Horus phá tan vòng vây của lũ sắc sống một cách dễ dàng và tiến dần tới đai chỉ huy của con tàu. Và tại đó, Horus đã tìm thấy Eugene Temba, nhưng hắn đã không còn là người bạn cũ năm xưa của ông nữa Giống với như xác sống ngoài kia Temba cũng chẳng khác nào một cái xác biết cử động Cơ thể bốc mùi của hắn trương phình mèo mó Với những tảng thịt thổi rữa đầy giỏi bọ Và toàn thân hắn được vây quanh bởi những đàn ruồi dày đặc Vẫn mặc trên người những mảnh còn lại Của bộ đồng phục khi xưa Temba cầm trên tay một thanh gươm với chui bằng vàng Và lưỡi gươm kỳ lạ giống như các công cụ Thời đồ đá nguyên thủy. Đó chính là thanh Anathem Mà Erebus đã đoạt lấy từ Zenobia Temba cất giọng nói méo mó của mình và chào đón War Master đến với con tàu của hắn. Nhưng Horus chỉ cảm thấy sự kinh hãi trước sự biến dạng của người bạn cũ. Giọng của Temba bỗng trở nên buồn bã, thể hiện sự cay đắng của mình khi bị Horus bỏ lại phía sau, tại nơi lạnh lẽo và chết chóc này. Nhưng rồi tên thống chế liền nổi giọng hào hứng, kể về chỗ dựa mới của mình, và rằng War Master cũng sẽ nhận được những sức mạnh phi thường như hắn nếu ông chấp nhận quỳ phục. Khi Horus cước từ lời mời của Temba, hắn liền lao tới tấn công ông với thanh gươm của mình mặc cho kích thước và sự thối rữa của cơ thể tim ba lại thể hiện rằng hắn không hề cảm nhận được sự đau đớn hay bất kỳ thương tổn trên cơ thể nào với sự nhanh nhẹn đến bất ngờ với sức mạnh có được từ thanh anathem tim ba chiến đấu như thể một tay kiếm lão luyện khiến cho horus không khỏi bất ngờ giữa trận chiến cơ thể biến dạng của tem bỗng lay chuyển trong thoáng chốc để lộ ra người bạn cũ của Warmaster master đang gào thét trong sự thống khổ nhưng ngay cả với sức mạnh của Thành Anathim, hắn cũng chẳng thể nào bị kịp với một người con của hoàng đế. Ngay sau khi Horus vừa bị Temba đâm một nhát gươm vào vai, hắn đã lập tức bị ông đánh cho một đòn chí tử. Vào những giây phút cuối cùng của mình, hình hài không bị biến dạng của Temba lại hiện ra. Hắn thể hiện sự hối tiếc vì đã chấp nhận lời dụ dỗ của hồn ma. Eugen Temba nói lời xin lỗi vì tất cả những gì mình đã gây ra và cảnh báo Horus rằng hãy biết sợ hãi những gì đang ẩn mình trong Warp. Với hơi thở cuối cùng, hắn nói với Master rằng ông chính là người duy nhất có thể thay đổi được một tương lai đen tối đến nghiệt ngã khi mà hoàng đế chỉ còn là một cái xác mục rửa và cả thiên hà chìm trong chiến tranh và rồi hắn ta chết với người bạn Primarch bên cạnh mình ngay sau cái chết của Temba, bẻ lũ xác sống bắt đầu trở nên yếu dần và ngã gục trở lại trạng thái chết ngay trước khi chúng kịp áp đảo các sàn Horus trong đồng lầy. Sau đó, Cassates cuối cùng cũng tìm được Horus tại đài chỉ huy của con tàu. Nhưng trước sự bàng hoàng của tất cả, Horus đang yếu đi vì vết thương trên vai mình, gây ra bởi thành Anathem. Họ cùng rìu Primark của mình ra bên ngoài, nhưng rồi Horus đã cục xuống và mất dần ý thức. Kinh sợ rằng Primark của mình sẽ chết, họ liền túc tức đưa Horus trở lại tàu của mình và tìm cách chữa trị cho vết thương của ông. Ông đã được chuyển tới sự chăm sóc tốt nhất của các Apothecary thu hàm đội số 63. Nhưng ngay cả với những kỹ năng và công nghệ hiện đại của họ, cũng không thể khiến ông tỉnh lại, trong khi vết thương của ông đang ngày càng nghiêm trọng. Họ có thể tạm thời giữ mạng sống cho vị Primarch, nhưng không có phương cách để ngăn chặn dòng sưng mạnh từ Warp đang chảy trong máu của ông. Cái chết sẽ là chắc chắn đối với Horus Lupercal nếu như không tìm ra cách chữa trị. Đây chính là thời khắc mà First Chaplain Erebus đã chờ đợi. Hắn liền thuyết phục các tướng lĩnh của Sons of Horus tin tưởng giao việc cứu lấy Primarch của họ cho các tu sĩ của ngôi đền mạng xa tại Devin rằng các giáo sĩ của ngôi đền có thể sẽ có những phương cách chữa trị cho vết thương của Horus mà khoa học của Imperium chưa thể làm được. Các của quân đoàn số 16 hiểu rõ rằng điều này hoàn toàn đi ngược lại với những quy tắc của Imperium. Nhưng trong cơn tuyệt vọng của mình, họ đã ra phó vị Master cho các tu sĩ của ngôi đền mạng xa. Và tại đó, các cổ thần đã đợi sẵn. Trường 12 Cuộc hành hương Đúng như kế hoạch của Loga Aulerian, Horus đã được đưa tới trung tâm của ngôi đền Deforce. Tại đó, các tu sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện một nghi lễ sẽ đưa tâm thức của War Master vào trong Immaterium. Và chỉ khi đó, hành trình đi tìm chân lý của ông mới chính thức bắt đầu. Erebus cũng sẽ có mặt, hắn sẽ đóng vai trò là người dẫn đường của Horus, cũng như The Ascended đã làm với Loga tại The Eye of Terror. Cổ họng của Erebus sẽ bị cắt để hắn ta có thể cùng Horus đi vào trong Warp. Và khi đã ở trong thiên đường Imperian, Erebus khoác lên mình diện mạo của Haster Chazanus, một thành viên đã tử trận của Luna Wolf, người mà vị War Master yêu thương như con ruột của mình. Horus vẫn rất đau buồn về cái chết của Haster, và Erebus muốn lợi dụng điều này để dễ bề thuyết phục Horus về về hồn ma. Khi những tu sĩ của Ngôi đền bắt đầu đọc thần chú và máu của Erebus bắt đầu chảy, Horus đã tỉnh dậy bên trong Imaterium. Ông thấy mình nằm trong một cánh đồng sạc sỡ và ngay lập tức tin rằng mình đã chết. Khi ông bắt đầu dò xét xung quanh, ông đã liên tiếp bị quấy nhiễu bởi những ảo ảnh về một vùng đất chết dường như đang tồn tại ngay bên dưới khu vườn địa đàng mà ông đang đứng. Rồi ông tìm thấy Erebus đang cài trang làm Haster Cygnus trôi nổi trên một dòng sông và đã nhanh chóng tự đánh thức hắn. Horus vui mừng khôn xiết khi được đoàn tụ với người bạn mà ông tin là đã ra đi mãi mãi ngay lúc đó, cả hai đã đối mặt với một bầy sói dữ với biểu tượng đại bàng của Imperium hàn trên lông của mình. Haster liền thúc giục Horus thoái lui trước khi chúng tấn công. Khi đã thoát khỏi bầy sói, Haster, hay đúng hơn là Erebus, đã nói với Horus rằng hắn là sứ giả của các vị thần tối cao của Warp, giải thích rằng những thực thể này rất hòa đồng và không hề có hứng thú với những gì ở thực tại. Tuy nhiên, họ đã bị tấn công bởi hoàng đế nhân loại, người đã cướp lấy sức mạnh của họ cho riêng mình. Haster liền cho Horus thấy được một góc của tương lai xa Nơi mà cả hành tinh đã hóa thành đền thờ của hoàng đế Như một vị chúa trời duy nhất Và chín vị Primarch như các vị thánh Đứng giữa đám đông bất tận của những người hành hương Horus tức tối phát hiện ra rằng Trong chín vị Primarch đó không hề có mình Với giọng nói của Hasta Erebus nói dối Horus Rằng hoàng đế đã bỏ mặc của Great Crusade Để đoạt lấy vị trí thánh thần cho riêng mình Những người còn chống lại đều sẽ bị tiêu diệt còn những người vẫn trung thành sẽ được tôn làm thánh thần bởi những thế hệ đi sau. Chính lúc này, khi mà lòng đố kỵ nổi lên trong tim Horus, Erebus đã ngỏ lời của các ác thần rằng họ muốn có được sự hỗ trợ từ Horus như một nhà lãnh đạo trong cuộc nổi dậy tại thực tại chống lại hoàng đế. Vương triều của chủ nhân loài người sẽ bị lật đổ và tương lai đen tối mà khả năng tạo ra sẽ mãi mãi được loại trừ. Viễn cảnh mà hôn mang đưa ra đã chọc thẳng vào tầm càn của vị War Master. Vì ngay từ những ngày còn ở Catonia, trong tim Horus luôn có một nỗi sợ rằng vị trí lãnh đạo của ông rồi sẽ bị cướp mất và ông sẽ bị người khác chối bỏ sự vĩ đại của mình. Cùng lúc đó, sức mạnh của thành Anathem lại càng ngấm sâu hơn vào cơ thể của Horus làm yếu đi khả năng chống chịu cả việc thể chất lẫn tinh thần của ông trước sức mạnh từ Warp. Đã 9 ngày trôi qua kể từ ngày ông dính vết thương từ thành Anathem, nó đã từ từ nuốt chửng cơ thể ông. Càng ở lâu trong Warp, tâm trí của ông lại càng trở nên nhiễu loạn và mơ hồ. Trong khung cảnh mộng mị ấy, Horus và Erebus bất ngờ bị tấn công bởi một nhóm các cận vệ Custodian của hoàng đế. Vị War Master liền lao vào cuộc thảm sát tàn bạo các Custodian trước khi bị hút vào một vòng xoáy lớn đại diện cho sức mạnh của hồn mang trong Warp. Khi cuối cùng cũng thoát khỏi sức hút của nó, Horus lại bị săn đuổi thêm một lần nữa bởi đàn sói mang biểu tượng đại bàng Acula trên lưng. Con sói lớn nhất là về phía Erebus và ngay khi nó chạm vào được cơ thể của hắn, một sự khuấy động tâm linh đã xảy ra với nghi lễ duy trì vỏ bọc bên ngoài của Erebus, làm lộ ra thân phận thật của hắn với Horus. Tuy vị Primarch đã không còn đủ sự tỉnh táo, sự xuất hiện của Erebus đã khiến ông ngộ ra rằng mọi thứ mà ông vừa thấy đều có thể là giả tạo. Chính vào giây phút lớn nhất của sự nghi hoặc này, con sói lớn nhất bỗng chuyển mình và hóa thành một trong các anh em Primarch của ông, Primarch Magnus Red vị Primarch của quân đoàn Thousand Suns đã sử dụng sức mạnh tâm linh để đi vào Warp với nỗ lực cảnh báo Horus rằng ông đang bị thao túng bởi hộn ma nhằm khiến ông phản bội lại Hoàng đế và Imperium. Thực tế thì, War Master Horus đã được cảnh báo tới 3 lần về những thức thể trong Warp. Đầu tiên là từ người bạn cũ Eugen Temba đã cảnh báo ông về hơi thở cuối cùng của mình về một tương lai đen tối mà chỉ có thể được tránh khỏi nếu như ông không đi theo cám dỗ của hồn ma. Tiếp theo là bộ mặt thật của Erebus dưới vào bọc của người còn quá cố đã cho thấy sự nham hiểm của Warp. Còn bây giờ là Magnus, người đã giải thích rõ ràng rằng tất cả những gì mà ông vừa nghe và thấy trong Immaterium đều là giả tạo. Nhưng Horus đã không còn dám tắt niềm tin vào bất kỳ điều gì nữa, nhất là Magnus, vì sự xuất hiện bất ngờ của Magnus trong Immaterium đồng nghĩa với việc ông đã làm trái với sắc lệnh Nakia và một lần nữa sử dụng thứ sức mạnh cấm kỵ của phù thủy bị vây quanh bởi những lời dối trá và sự thật nửa vời. Horus có thể cảm thấy thời gian của mình đang cạn dần. Ông biết mình phải lựa chọn thật nhanh trước khi mạng sống của mình kết thúc. Khác với những viễn cảnh mơ hồ đang bùa vây Horus, sự lựa chọn lại vô cùng rõ ràng. Ông có thể chấp nhận lời mời của Wap phản bội hoàng đế và tất cả những gì mà ông từng cố gắng bảo vệ, để rồi tự tay gây dựng nên một tương lai mới cho nhân loại hoặc ông có thể giữ lòng trung thành của mình với hoàng đế và chết như một liệt sĩ tại đầy vin một con chó trung thành tới phút cuối cùng nhưng ông ta là Horace Lupercal, Imperial War Master và là người vĩ đại nhất trong số các Primarch, là người đã có được cả sector chỉ với một trận đánh. Nỗi cảm phận và cái tôi bị tổn thương lại nổi lên với quyết định bỏ mặc cuộc Red Crusade, bỏ mặc các con mình của hoàng đế, và sự vắng bóng hoàn toàn vị trí dành cho các Primarch trong hội đồng Terra mặc cho những công hiến của họ đã khiến cho một phần trong Horus tin rằng hoàng đế thực sự muốn có được vị trí thánh thân và sẵn sàng phản bội các con của mình. Và điều này là một lần nữa thức tỉnh nỗi sợ lớn nhất trong lòng vị của Master. Một nỗi sợ ta luôn ám ảnh ông ngay từ những ngày còn ở Gatornia. Nỗi sợ rằng Horus Lupercal sẽ bị thay thế. Rằng tất cả những gì mà ông đã chịu đựng, tất cả những gì ông đã đạt được, điều sẽ trở thành vô nghĩa Và điều này không thể được chấp nhận Tương lai sẽ luôn phải do ông ta nhào nặn Đúng 9 ngày sau khi được đưa vào ngôi đền của hội mang xa Horus Lupercal đã trở lại trước sự ân hoan của các Sons of Horus khi họ nhận ra Primarch của mình đã được chữa lành hoàn toàn. War Master Horus mỉm cười với các Astartes của mình, một nụ cười lạnh nhạt. Cuối cùng thì, sự lựa chọn đã được đưa ra và thiên hà sẽ cháy rụi. Trường 13 Những kẻ phản chắc Sau cuộc hành hương 9 ngày trong Warp, War Master Horus Lupercal đã hoàn toàn lành lặn và trở lại với Castates của mình. Và hắn đã lựa chọn từ bỏ lời thầy trung thành của mình với Hoàng đế, trở thành nhà vô địch của thế lực hồn ma sức mạnh của cả bốn vị cổ thần và lời thi thầm của chúng chảy trong huyết quản của hắn trao cho hắn kiến thức của chúng làm tăng thêm cấp bội những sức mạnh tài năng vốn đã phi thường của War Master First Chaplain Erebus với vết sẹo hắn trên cổ hắn đã đảm bảo với War Master rằng Primarch Loga và quân đoàn World Bearer của hắn đã đi theo ý nguyện của hỗn màng từ lâu Nhưng để có thể nổi dậy thành công chống lại chủ nhân loài người Horus cần phải lôi kéo thêm đồng minh Đầu tiên sẽ là từ các anh em Primark khác của hắn bắt đầu từ những người đã có sẵn mối quan hệ thân thiết với War Master. Primark đầu tiên mà Horus chọn là thiên thần đỏ Andron của quân đoàn số 12, Goethers. Trường thành tại thế giới loài người mang tên Nuceria, ông ta rơi xuống vùng núi băng giá của hành tinh và không may đã bị bắt làm nô lệ bởi những tên bạo chúa máu lạnh của nơi đây. Kể từ đó, tuổi thơ của Andron bị phủ kín bởi bạo lực. Bao quanh vị Primark trẻ tuổi là cảnh chém giết không ngơi nghỉ của các đấu trường giác đấu tàn khốc. Ông bị buộc phải tham gia các đấu trường ngay từ lúc nhỏ và bị gắn vào hộp sọ của mình, một thiết bị được gọi là cái đinh của đồ tể, The Butcher's Nail. Nó sẽ làm tăng đáng kể sự hung hăng và khả năng chiến đấu của người mang với hiệu ứng phụ là những cơn khát máu điên loạn mất kiểm soát. Một cách nhanh chóng, vị Primark lớn nhanh như thôi đã chiếm được lòng mến mộ của các khán giả tại các đấu trường với thành tích bất khả chiến bại và sự tàn bạo của mình. Tuy tận hưởng sự chém giết của mình, Angron không hề cam chịu làm nô lệ. Ông ta đã nhiều lần cố gắng lãnh đạo các đấu sĩ khác nổi dậy, nhưng lần nào cũng thất bại trước sự áp đảo về lực lượng của các tiến chủ nô. Tuy nhiên cuối cùng, ông đã thành công và thoát được khỏi thành phố của chủ nô. Angron đã dẫn đầu đội quân nô lệ của mình vào sâu trong vùng núi của Serea, nơi họ đã ẩn nấp trong vài năm trước khi bị phát hiện và bị tấn công dồn dập bởi các chủ nô. Nhưng hết lần này qua lần khác, Angron và các hình đệ của ông đã tàn sát tất cả. Tuy nhiên, sau cùng thì vận mệnh đã xoay chuyển. Đội quân của ông đã nhanh chóng cạn thực ăn vì luôn bị vây hãm tại vùng núi cằn cỗi và đã kiệt quệ vì luôn phải chiến đấu liên tục. Số phận của Andron và các chiến binh đói khát của ông dường như đã sắp sửa kết thúc khi bảy đạo quân được trang bị vũ khí mạnh mẽ đã đồng loạt tấn công. Nhưng ngay khi trận chiến cuối cùng sắp sửa bắt đầu, hạm đội của hoàng đế nhân loại đã chạm tới quỹ đạo của Nuseria và đích thân ngài đã di chuyển thẳng đến vị trí của Andron cùng với các cận vệ crusades của mình. Sau khi cho Angron biết về thân phận thật của mình, hoàng đế đã hứa với ông về một quân đoàn Astartes hùng mạnh được xây dựng từ chính con người của ông, cùng những tài lộc và quãng đời bất tận để ông tu luyện tài nghệ chiến trận của mình và phục vụ nhân loại. Tất cả những gì mà ông phải làm là bỏ lại Noceria lại phía sau mà thôi. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cha mình, Angron đã từ chối lời đề nghị. Thay vào đó, ông đã chọn cái chết cùng với các bạn hữu của mình Họ mới là gia đình thực sự đối với ông Và ông sẽ cùng với họ Chết trong trận quyết tử chống lại những kẻ áp bức mình Bất đặc dĩ Hoàng đế phải trở lại xoài hạm bên trên Tuy nhiên ngay khi trận chiến vừa bắt đầu Hoàng đế đã bất ngờ dịch chuyển Angron Lên tàu chống lại ý muốn của ông Bất lực Angron chỉ có thể đau khổ nhìn đồng đội của mình Bị tàn sát tới người cuối cùng Tuy rằng sau đó Angron đã chấp nhận quỷ phục Và chiến đấu cho cha mình nhưng nỗi oán hận năm xưa Vẫn chưa bao giờ nguôi ngoài trong lòng của thiên thần đỏ Đối với Anron Hoàng đế đã phản bội hắn ngay từ kỳ mới bắt đầu Vì lẽ đó Không cần thêm bất kỳ nỗ lực thuyết phục hay cám dỗ nào nữa Hắn đã nhanh chóng hứa rằng Khi thời cơ đến Hắn và quân đoàn Waiters của mình Sẽ đứng cùng War Master Horus Và cùng lật đổ Hoàng đế Người tiếp theo mà Horus tìm tới là Primarch Fulgrim của quân đoàn số 3, Ambrose Children. Tùy là quân đoàn với quân số kiêm tốn nhất, mỗi Asathes của Ambrose Children được xem như là hình mẫu hoàn hảo dành cho nhân loại bởi Primarch của họ, Fulgrim, Lành Lợi và Kiều hãnh. Còn được biết tới là Phượng Hoàng, Phonesian, là một trong các Primarch có sẵn lý tưởng dành cho một tương lai văn minh tiến bộ và sẵn sàng làm mọi thứ để đưa cả nhân loại trong tới ước mơ của mình. Tuy nhiên, với khát khao trong tới sự hoàn hảo này, Fulgrim đã sớm trở thành mục tiêu cám dỗ của vị ác thần dục vọng, Slanes, thậm chí trước cả sự mặc khải của Horus. Trong một cuộc trình phạt của mình tại hành tinh mang số hiệu 2023, Fulgrim đã tìm được một món bảo vật được biết tới là lưỡi gươm bạc của le và đã chọn nó làm vũ khí cá nhân của mình mà không ai biết rằng đó chính là cái bẫy của thần Slanes. Cũng như thanh Anathem đã đả thương Horus tại đầy lưỡi gươm bạc này chứa đựng sự liên kết mạnh mẽ với Warp cho phép sức mạnh của hồn màng từ từ len lỏi vào tâm trí của ông á à, quỷ bên trong thanh gươm bắt đầu thì thầm vào trong tâm trí của Fulgrim từng ngày làm tha hóa linh hồn của ông theo ý nguyện của Starnes. Theo thời gian, ông bị thuyết phục rằng những lời thì thầm trong tâm trí chỉ là tiềm thức của chính mình và bắt đầu lắng nghe và làm theo những gì mà nó truyền đạt. Tâm trí đã khiến cho ông sử dụng thanh gươm quỷ này nhiều hơn so với vũ khí chính trước đó của mình là thanh gươm Fireblade được rèn tại Terra bởi chính Primarch thân thiết nhất với ông là Ferus Manus của quân đoàn số 10 Iron Hands. Hai vị Primark này đã có sự gắn kết ngay từ những ngày đầu của sự đoàn tụ với lý tưởng chung về sự hoàn mỹ. Đối với Ferris Manus là quyết tâm loại bỏ tất cả những thứ mà ông coi là mềm yếu ra khỏi nhân loại. Theo thời gian, hai người đã quyết định sẽ kết tinh mục tiêu của mình thông qua việc rèn ra một thứ vũ khí. Fulgrim đã rèn ra một cây búa mạnh mẽ mang tên Fort Breaker, còn Ferrus Manus là thanh gươm Fireblade. Cả hai đều tự nhìn nhận vũ khí của mình là tốt hơn, nên như một nghĩa cử của tình bạn, họ đã trao vũ khí của mình cho nhau. Fulgrim lấy thanh Fireblade, còn Ferus Marus lấy Fallbreaker. Tuy nhiên, giờ đây với cam dỗ từ thanh gươm quỷ, Fulgrim đã hiếm khi sử dụng đến thanh Fireblade, khiến cho việc thuyết phục ông phản bội hoàng đế trở nên tương đối dễ dàng đối với tài năng thao túng thiên bẩm của War Master. Sau những lời thuyết phục của Horus, Primarch của quân đoàn số 3 với sự tôn trọng mạnh mẽ dành cho Horus, người đã luôn sắt cánh cùng ông và quân đoàn của mình khi quân số của họ còn quá mỏng để tự mình chinh phạt. Cùng với đó là sự suy yếu về mặt trí lực đến từ thành gươm quỷ đã khiến ông tin rằng hoàng đế mới thực sự là vật cản trên con đường tiến đến sự hoàn mỹ của nhân loại và nhanh chóng tán thành với kế hoạch phản bội hoàng đế của World Master. Giờ đây với quyết định phản bội của Phượng Hoàng Horus hy vọng có thể chiếm được lòng trung thành của Ferus Manus thông qua tình cảm bền chặt giữa ông và Fulgrim. Sau Fulgrim, Primarch mà Horus chọn làm đồng minh trong cuộc phản loạn của mình là Motarion của quân đoàn số 14, Dead God, người mang trong mình hận thù sâu sắc với những phù thủy. Với tài thuyết phục của mình, hắn đã khiến cho Motarion vị Primarch với quá khứ gian khổ tại hành tinh quê nhà Barbarus, nơi mà mọi sai cơ mà ông biết đều là những kẻ tàn ác luôn sử dụng sức mạnh của mình để phá hoại và áp bức. Cuối cùng, đã phải chấp nhận một sự thật rằng, hoàng đế cũng chẳng khác nào như tên sai cơ bạo chúa tàn bạo, luôn luôn một thống trị nhân loại, mà ông đã luôn cố gắng diệt trừ. Motarion đã nhất trí với Warmaster rằng, sự hủy diệt của hoàng đế mới là cách tốt nhất để giải phóng nhân loại khỏi những áp bức trong tương lai. Và như vậy, với Loga của World Bearer, Angron của Waiters, Fulgrim của Emperor Children, và Motarion của Dead God Vị Warmaster Cuối cùng cũng có thể tạm thời yên tâm Về sức mạnh của cuộc nổi dậy sắp tới Nhưng đồng thời Hắn cũng không khỏi lo ngại Vì người anh em Magnus của mình Vì vị vua đỏ của Thousand Suns Đã thấy được quyết định phản bội hoàng đế Trong cuộc hành hương của hắn tại Davin. Nhưng rồi Thông qua mối liên kết ngày càng sâu Với các ác thần Hắn đã nhận ra Mình không việc gì phải lo lắng Vì Magnus Đã sớm phục tùng hỗn màng từ lâu Chỉ là chính ông cũng không nhận ra điều đó mà thôi. Và tất cả những gì mà War Master cần để Magnus chấp nhận số phận của mình là một mệnh lệnh từ chính Hoàng đế. Chương 14 Sự dài dột của Magnus Trong cuộc họp tại Nikia, Primarch Magnus đã thề với cha mình rằng ông sẽ chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng năng lực sải kích của mình và việc nghiên cứu về Immaterium. Nhưng ngay khi trở lại quê nhà Prospero ông và các thao tướng của mình đã ngay lập tức tiếp tục việc nghiên cứu về sức mạnh sai kích của Wap. Hoàn toàn nhận thức được điều này, xâm phạm nghiêm trọng tới sắc lệnh Nikia, nhưng với sự trở lại của căn bệnh Flatcheng, ông không thể can tâm đứng nhìn các con của mình bị nó nuốt chừng. Thay vào đó, lần này ông sẽ đào sâu hơn nữa vào Wap với quyết tâm tìm ra lời giải thực sự cho căn bệnh Flatcheng và đồng thời để chứng minh về hoàng đế rằng năng lực sai kích có thể được sử dụng cho cái tốt. Nhưng rồi, trong một lần du ngoạn trong Imaterium, Magnus đã gặp phải một bất ngờ. Ông đã phát hiện ra linh hồn của người anh em Horus của mình đang cùng ở trong Warp và đang giao tiếp với thế lực hồn ma và sắp sửa rơi vào sự cám dỗ của chúng. Để ngăn chặn điều này, Magnus đã khoác lên mình hình dạng của một đàn sói với bờ tương đại bàng Acula của đế chế ăn trên lồng của mình và rồi can thiệp trực tiếp vào cuộc hành hương của Warmaster, nỗ lực vạch trần mưu đồ của hồn ma trước khi chúng có thể thuyết phục Horus phản bội hoàng đế. Dù đã thành công trong việc phá vỡ vào bọc của Erebus, kẻ đang thao túng cảm xúc của Horus dưới vỏ bọc của người con quá cố Hasta Sejanus và cảnh báo trực tiếp người anh em của mình về sự dối trá của hồn ma. Nhưng không may, khả năng kháng cự lại sự suy đồi từ Warp của War Master đã quá yếu và Magnus chỉ không biết đứng nhìn trong vô vọng. Khi Horus dần bị xâm chiếm bởi lòng đồ kỵ, nỗi sợ và ham muốn cá nhân. Cuối cùng thì, Vua Master đã chối bỏ sự thật hoàng gia để đón nhận chân lý nguyên thủy của các vị thần hỗn mà và cùng với chúng, hắn sẽ là đổ chủ nhân loài người. Nhưng đó không chỉ là điều khiến cho Magnus kiếp sợ. Trong chiều không gian ảo mộng của Warp, Magnus đã lần lượt chứng kiến những viễn cảnh kinh hoàng về cuộc phản loạn của Vua Master sắp tới. Khi hắn ta đã kéo một nửa đế chế nhân loại về phía mình để phản bội hoàng đế. Cuộc nội chiến này sẽ phá hoại tất cả những gì mà họ đã cùng nhau gây dựng trong cuộc Great Crusade và đưa loài người vào một kỷ nguyên mới ngập trong máu và chiến tranh. Tùy Magnus đã nhìn thấy số phận của gần như tất cả các quân đoàn Space Marine cùng với các Primarch của họ. Những ai sẽ phản bội và những ai sẽ trùng kiên. Nhưng Warp lại không hề cho ông thấy số phận của chính mình và các Thousand Sun của ông. Khi Immaterium cuối cùng đã trục xuất tâm trí của Magnus về lại cơ thể của ông tại Prospero, ông đã tỉnh lại trong sự bàng hoàng nhận thức được rằng mình phải cảnh báo hoàng đế thật nhanh trước khi quá muộn rằng người con thân tin nhất của ngài horus đã quay lưng lại với imperium và đang chuẩn bị gây ra một cuộc phản loạn kinh hoàng chống lại ngài cái thứ nhanh nhất để thực hiện điều đó là magnus liên lạc trực tiếp với hoàng đế thông qua warp cũng như những gì mà họ đã từng làm trong hàng thập kỷ trước khi được hội ngộ thực sự tuy nhiên giờ đây việc liên lạc trực tiếp bằng sức mạnh sai kích với hoàng đế sẽ đồng nghĩa với việc vi phạm công khai sắc lệnh Nikia mà chính ông đã thề với ngài. Nhưng với tình thế nguy cấp hiện tại, điều đó đã không còn quan trọng đối với ông nữa. Tuy nhiên, mặc cho bao cố gắng của mình, cũng như sự hỗ trợ về mặt tâm linh của các Soulens mạnh mẽ nhất trong quân đoàn của ông, ông vẫn không thể tài nào liên lạc được với hoàng đế thông qua các kênh tâm linh cũ mà hai người đã từng sử dụng để giao tiếp trước đây. Ông vẫn có thể nhìn rõ ánh sáng của ngọn Astronomicon như thường lệ, nhưng lại thiếu vắng hoàn toàn tín hiệu tâm linh của cha ông. Giữa tình cảnh đó, một cơn bão xài kích đã bất ngờ nổ lên trong Warp, chặn đứng tất cả những nguồn thông tin liên lạc gửi về Terra bằng các astropath tại Prospero. Không quan trọng, có bao nhiêu sự hỗ trợ từ các sai cơ của Thousand Suns, Magnus vẫn không tài nào đưa được lời nhắn của mình qua sự nhiễu loạn đó. Nhưng vẫn còn một cách, thông qua một nghi lễ tâm linh, các sai cơ của Thousand Suns có thể đưa linh hồn của Magnus vào Warp để ông tự tìm đường tới Terra. Và rồi ông sẽ xuất hiện dưới dạng linh hồn tại chính cung điện hoàng gia và trực tiếp cảnh báo hoàng đế. Khi các pháp sư của Thousand Sun hoàn tất nghi lễ, linh hồn của vị vua đỏ lập tức phóng vào warp hướng về Terra. Nhưng ngay cả khi đang trong Immaterium, đường đi vẫn còn rất xa xôi và đầy áp cạm bầy khó lường. Cho đến khi Magnus chạm chán trên đường đi của mình, một tuyến đường hầm warpway của loài Eldar cổ đại dẫn tới Terra ông đã quyết định sử dụng nó như một đường tắt. Magnus liền cố gắng đi vào tuyến đường nhưng lại liên tiếp thất bại trước một màn chắn xài kịch vô cùng mạnh mẽ và bọc quanh nó. Đến mức, ngay cả Magnus, người con sở hữu sức mạnh xài kịch mạnh mẽ nhất của chủ nhân loài người, cũng không thể phá vỡ. Nhưng, chính vào giây phút của sự tuyệt vọng và ức chế này, một giọng nói bí ẩn đã cất lên từ khoảng không vô định của Warp, đưa ra lời đề nghị giúp đỡ Magnus mất bình tĩnh và luôn quá tự tin vì hiểu biết của mình về Imaterial. Magnus đã chấp nhận sự giúp đỡ của giọng nói đó mà không hoài nghi. Ngay lập tức, một luồng năng lượng sai kích khổng lồ đã được truyền vào cơ thể ông, trao cho ông sức mạnh để phá hủy màn chắn này. Không chần chừ, Magnus đã công phá thành công lớp màn bảo vệ và đi vào bên trong hệ thống warpway tiến về Terra. Linh hồn của Magnus đã phóng qua nó với tốc độ khổng tử và lập tức xuất hiện tại cánh cổng Warp bên dưới cung điện Hoàng gia. Nhưng ngay khi ông vừa kịp cảm nhận được sự hiện diện tâm linh của hoàng đế, ông đã nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của ngài trước khi bị ngài cắt đứt mọi mối liên kết tâm linh và Magnus đã bị trục xuất ra khỏi Warp trước khi có thể đưa ra lời nhắn của mình. Tâm thức của Magnus đã bị kéo về cơ thể tại Prospero và trong lúc hồi phục từ hành trình của mình, Magnus không khỏi cảm thấy sự bất an. Không phải vì ông đã thất bại trong việc cảnh báo hoàng đế với mưu đồ phản trắc của War Master, mà vì câu hỏi vì ý nghĩa của những hành động mà mình vừa làm. Ông tự hỏi tại sao cha mình lại tạo ra một màn chắn mạnh mẽ đến vậy xung quanh hệ thống web quê của loài Elda và sự phá hủy của nó sẽ có tác động gì. Rồi ông tự hỏi về nguồn gốc của sức mạnh mà mình đã nhận được để đi vào đường hầm đỏ và dần cảm thấy một sự hoài nghi đáng sợ rằng ông đã trở thành con rối trong kế hoạch của thế lực hỗn mà. Không có câu trả lời nào cho các câu hỏi của mình. Magnus quyết định sẽ yên vị tại Prospero và chờ đợi sự trừng phạt của hoàng đế mà ông biết chắc chắn sẽ đến với mình sự thật là Magnus đã chạm vào bí mật lớn nhất của hoàng đế hệ thống webway hoàng gia dự án vĩ đại sẽ vĩnh viễn giải thoát loài người khỏi sự lệ thuộc vào imaterium nỗ lực cảnh báo cha mình của Magnus đã gây ra một chuỗi phản ứng sai kịch tàn khốc phá hủy gần như hoàn toàn man chắn của hệ thống webway hoàng gia ngay khi sự bảo hộ của hoàng đế sụp đổ những vết nứt quáp lớn nhỏ đã đồng thời xuất hiện xuyên suốt hệ thống và từ chúng những làn sóng vô tận của quỷ dữ đã tràn vào trong hệ thống và tàn sát toàn bộ các adept của mechanicum đang thực hiện công việc xây dựng bên trong tuyến đường không bị xâm chiếm bởi warp này dù đã được nhớ đến với cái tên dại dột của magnus không dừng lại ở đó hành động của magnus đã biến golden throne thiết bị trung tâm của hệ thống warpway trở thành một nhà tù dành cho hoàng đế ngài buộc phải giữ nguyên vị trí của mình trên nó để giữ vững cho phần còn lại của màn chắn Warpway, ngăn lũ quỷ tràn ra qua cánh cổng Warp và phá hủy trình cung điện hoàng gia. Cùng lúc đó, ngài buộc phải cho các cận vệ hoàng gia của mình, Legio Custodes và các nữ chiến binh chống sai cơ của lực lượng Sister of Silence để kim chân lũ quỷ bên trong lòng Warpway. Và Mechanicum sẽ phải dồn toàn lực để gia cố lại hệ thống Warpway. Tệ hơn nữa, sự dại dột của Magnus đã cho phép Warp xâm chiếm chính bề mặt Terra trong một khoảng thời gian ngắn. Hàng triệu Astropath, Navigator và Psyker của Terra đã chết gần như ngay lập tức do sự quá tải của sức mạnh tâm linh hoặc bị quỷ dữ xé xác từ bên trong. Những cơn bão Warp lớn nhỏ xuất hiện và săn phẳng nhiều công trình, thành phố trên khắp địa cầu. Nhưng tổ thất nghiêm trọng này đã khiến ánh sáng của ngọn Astronomicon yếu đi, làm gián đoạn gần như toàn bộ hệ thống giao thương liên lạc, vận chuyển và các công tác quản lý của Imperium. Để ngay lập tức giải quyết vấn đề này, người chỉ vì của Terra, Macro, đã cố vấn với hoàng đế, người đang dần kiệt quệ do phải liên tục duy trì đồng thời màn trắng của Gapway và ánh sáng của ngọn Astronomicon, một giải pháp về việc hy sinh hàng chục ngàn sai cơ từ đưa về từ các chuyến tàu Black Ship để thực hiện sâu đình. để tiếp thêm năng lượng cho Astronomicon và cho phép hoàng đế dồn toàn lực của mình để sửa chữa hệ thống Warboy Tuy không muốn tán thành, nhưng ngài biết đã không còn nhiều lựa chọn. Và như vậy, hàng chục ngàn sai cơ đã được lựa chọn cho sự hy sinh này. Nguồn sức mạnh cũng như sự sống của họ sẽ bị hút vào ngọn Astromicon. Hàng ngàn người đã chết chỉ trong vài giờ. Còn những người sở hữu năng lực sai kích mạnh mẽ đã hứng chịu nỗi đau đớn tột cùng của sự hy sinh này trong hàng tháng trời. Với nguồn năng lượng từ các cycle, Ngọn Astronomicon đã tạm thời được khôi phục và Terra có thể liên lạc lại với các Primarch và đảm bảo hệ thống giao thương liên lạc trên toàn Imperium một lần nữa. Nhưng vẫn còn một vấn đề khác cần được giải quyết. Magnus. Mặc dù Hoàng đế biết rõ rằng Magnus đang cố gắng đưa ra cho mình một lời nhắn và đã vô ý phá hủy hệ thống quê. Nhưng hành động này của ông đã vi phạm nghiêm trọng sắc lệnh Nikia mà ông đã thề sẽ tuân thủ với ngài. Và do đó Magnus sẽ cần phải bị trừng phạt Bên cạnh đó Magnus cũng là một giải cờ mạnh mẽ Và hoàng đế muốn ông giúp sửa chữa lại những thiệt hại Mà ông đã gây ra cho hệ thống và quầy hoàng gia Như thường lệ Quân đoàn Spaywolf sẽ là những người thi hành quyết định của hoàng đế Ngài ra lệnh cho Primarch Leman Russ Đưa quân đoàn của mình tới Prospero Để áp giải Magnus về Terra Tuy nhiên Trước khi mệnh lệnh đó đến được với Leman Russ nó đã rơi vào tay của War Master Horus. Không hề hay biết về mưu đồ phản trắc của Horus, Leman Russ đã không mảy may nghi ngờ khi nhận được lời nhắn của hoàng đế, hay đúng hơn là của Horus thông qua một trung đội của quân đoàn Sons of Horus. Không ai rõ nội dung của lời nhắn ấy là gì, nhưng nó đã làm trầm trọng thêm sự ác cảm của Leman Russ đối với Magnus. Ông đã biết được việc Magnus đã vi phạm sắc lệnh Nicae, gây ra tổn thất lớn cho Terra, dẫn tới cái chết của hàng triệu người đối với Rush, Đây đều là những tội chết. Ngay sau đó, một cơn bão warp lại bất ngờ nổi lên, cắt đứt hoàn toàn mọi thông tin liên lạc giữa Leman và Terra. Không để chờ đợi thêm nữa, ông đã quyết định sẽ tự mình giải quyết vấn đề này. Quân đoàn Space Wolf của ông sẽ không tới Prospero như là cai tù, mà sẽ là đào phủ của Magnus. Chương 15. Những kẻ trùng thành. World Master Horus Lupercal đã lôi kéo được bốn người anh em Primark của mình gia nhập vào cuộc phản loạn chống lại chủ nhân loài người. Nhưng mặc cho những thành công này, hắn biết vẫn còn quá nhiều Primark sẽ không bao giờ phản bội trà của họ. Và chỉ duy nhất một quần đoàn Asate trung thành cũng là đại diện cho một kẻ thù đáng gươm. Cùng nhau, các Primark trung thành có thể dập tắt cuộc phản loạn của hắn trước cả khi nó thực sự bắt đầu. Có những người đã vượt quá tâm với của Horus từ lâu tiêu biểu như Primarch Rogadon, người đang trên đường trở về Terra để nhận vị trí pháp quan một hoàng đế giao phó. Nhưng những người khác chưa nhận ra bộ mặt thật của Horus có thể dễ dàng bị điều khiển dưới mệnh lệnh của War Master, nơi mà họ sẽ bị hắn đẩy vào những vị trí kiểm độc nhằm kìm chân sự hỗ trợ của họ cho Terra khi cuộc phản loạn bắt đầu, thậm chí là tiêu diệt trong bí mật. Và cuộc Red Crusade sẽ là vào bọc hoàn hảo cho kế hoạch này của Horus. Trong số các Primarch Horus dám chắc sẽ không bao giờ phản bội Hoàng đế, có ba người làm hắn thực sự lo ngại Đó là Robert T. Gilliman của quân đoàn Ultramarines Lionel Johnson của Dark Angels và Zanguinus của Blood Angels Gilliman là một thiên tài trong việc quản lý đã tạo nên một bộ máy quân sự và hành chính cực kỳ mạnh mẽ và hiệu quả dựa trên quê nhà của ông tại hệ sao Ultramar Hành tinh mẹ Makrak cùng 500 thế giới của hệ sao này đã cung cấp cho quân đoàn số 13 một dòng chảy mạnh mẽ của tài nguyên và nhân lực. Sự hiệu quả của bộ máy này cộng với tài đấu binh khiển tướng của Gilliman đã giúp cho Ultramarines trở thành quân đoàn Space Marine lớn mạnh nhất với quân số lên tới hàng trăm ngàn Astartes. Khi Horus được bổ nhiệm làm War Master, Gilliman đã ủng hộ quyết định này của cha mình với niềm tin rằng Horus có đủ phẩm chất của một Primarch lãnh đạo. Nhưng Gilliman chưa bao giờ thực sự thân thiết với Horus. Phẩm chất chính trực tôn trọng lý lẽ trật tự của ông khiến cho việc phản bội hoàng đế là một điều gần như không tưởng đối với Primarch của quân đoàn Ultramarines. Nhưng cũng chính những phẩm chất này mà Horus có thể giảm chắc rằng Gilliman sẽ không bao giờ thắc mắc về mệnh lệnh của hắn đưa ra. Và như vậy, Horus đã ra lệnh cho quân đoàn Ultramarines và Woodbearer hội quân tại Calf, một thế giới đạp đẽ nằm tại vùng viễn đông của thiên hà với mục tiêu trong mệnh lệnh của Horus là tiêu diệt mối đe dọa từ loài Orc tại đây Kiliman tưởng rằng đây đơn thuần chỉ là một nước đi chính trị nhằm chứng tỏ uy quyền của World Master đối với quân đoàn Asate lớn nhất, đồng thời nhằm cho các World Bearer luôn bị đánh giá thấp có cơ hội để lập thêm công trạng cho Imperium. Hoàn toàn không biết đến sự phản bội của Horus, Kiliman đã dẫn 20 trong tổng số 22 chapter của quân đoàn Ultramarines tới gặp Primarch Loga và quân đoàn World Bearer tại Carth Vì khoảng cách xa xôi, khi hai quân đoàn tới được điểm tập trung, cuộc phản loạn của Horus đã sắp sửa được phát động ở phía kia của thiên hà. Ngay khi Woodbearer vừa tới nơi, chúng đã lập tức phát động một cuộc tấn công bất ngờ và hàm đội của Ultramarine trên quỹ đạo cũng như lực lượng của họ đã đổ bộ trên bề mặt của Chaos. Cuối cùng, sau hơn một thế kỷ, cả Woodbearer đã có cơ hội để phục thù cho ngày tàn của thành phố hoàn hảo. Bị động bất ngờ, quân đoàn của Primark Element đã phải hứng chịu những tổn thất to lớn Cùng lúc đó, Woodbearer còn được hỗ trợ bởi hỗn mang thông qua những kẻ sùng bái và quỷ dữ được chúng triệu hồi tại Carth. Tệ hơn nữa, First Chaplain Erebus của quân đoàn Woodbearer đã giải phóng thành công một cơn bão warp khổng lồ với hành tinh Carth là mặt bão. Tôi nhớ tới là cơn bão Ruinstorm và nó đã không ngừng lớn mạnh theo thời gian và đã gần như chia cắt Imperium ra làm đôi. Cơn bão này đã ngăn cản hoàn toàn việc du hành warp và thông tin liên lạc giữa hai nửa của thiên hà với nhau. Sự phản chắc tại Karth là mũi tên chung hai đích. Nó đã giáng một đòn nặng nề lên quân đoàn Ultramarines và chia cắt Terra tới tất cả các Primarch nằm ở phía đông của thiên hà. Đây mới thực sự là mục tiêu chính của chiến dịch tại Karth. Tuy nhiên, chiến sự tại Karth không hoàn toàn nghiêng về phía những kẻ phản loạn. Nhờ vào sự chỉ huy của Primarch Robert J các Ultramarines đã nhanh chóng tiến hành trả đũa quân phản bội với việc tái khởi động thành công hệ thống phòng thủ hành tinh của Kalf. Các Ultramarines đã tạo ra những thiết hại nặng nề cho hạm đội của World Bearer và buộc chúng phải tháo chạy khỏi quỹ đạo của Kalf. Nhưng dưới bề mặt, chiến sự khốc liệt vẫn tiếp diễn tới hàng năm trời cho đến khi kẻ phản đồ cuối cùng đã bị tiêu diệt. Nhưng sau hơn 7 năm chiến đấu tại Kalf, gần một nửa quân số của quân đoàn số 13 đã hy sinh và với cơn bão Rainstorm, cơ hội để Gilliman ngăn cản bước tiến của World Master tới Tyra đã không còn. Kỳ nguyên bóng tối chính thức bắt đầu. Người tiếp theo mà Horus sợ rằng sẽ phá hoại cuộc phản loạn của mình là Primark Lionel Johnson của quân đoàn số 1 Dark Angels. L. Johnson hay còn được gọi là Lion là một Primarch lỗi lạc với tài nghệ chiến đấu có lẽ chỉ đứng sau chính Horus. Tuy vậy, Ông luôn là một người anh em không đáng tin cậy trong mắt phần lớn các Primarch do sự bí mật và bản tính khắc kỳ của mình. Thậm chí, nhiều người còn không thể chắc chắn liệu lòng trung thành của ông đang thực sự hướng về ai. El Johnson tin rằng việc Horus được phòng tư hiệu của Master chỉ đơn giản nói lên tình cảm của hoàng đế đối với người con thân thiết nhất của mình và dám chắc rằng mình mới thực sự là sự lựa chọn xứng đáng hơn cho vị trí của Master. Mặc cho sự tự đắc của Lion, Horus biết rõ mình không thể quả thường ông quân đoàn số 1 dưới sự lãnh đạo của El Johnson là một trong những mũi tiến công mạnh mẽ nhất của lực lượng quân sự hoàng gia. Họ luôn chứng minh được sự hiệu quả đến mức kinh ngạc của mình trong các cuộc trinh phạt và đứng hàng đầu về số lượng các hành tinh được trinh phạt trong cuộc Great Crusade. Có lẽ chỉ xếp sau các Ultramarines và Sons of Horus. Một quân đoàn mạnh mẽ như vậy dưới sự chỉ đạo của một người vốn đã không có thiện cảm với Horus thực sự là mối đe dọa lớn cho kế hoạch của War Master không dám chắc về lòng trung thành của Lion và không muốn mạo hiểm yêu cầu sự giúp đỡ từ ông. Horus quyết định sẽ vùi dập quân đoàn số 1 bằng một chiến dịch táo bạo. Hắn ra lệnh cho Dark Angels tới trinh phạt Guardian League, một liên minh giữa loài người và Xenos hiện đang thống trị một chuỗi các hành tinh với hệ thống phòng thủ vô cùng kiên cố, Từ gọi là các Shield World. Sau khi nhận ra việc trinh phạt Guardian League sẽ giúp mở rộng vùng lãnh thổ gần với hành tinh mẹ của ông, Caliban, Lion đã vui vẻ chấp nhận chiến dịch khó khăn này. Nhưng chiến sự tại đây thực sự quá ác liệt. Để có thể chiến thắng, nó yêu cầu toàn bộ nguồn tài nguyên và nhân lực của quân đoàn số 1. Và rồi, sau gần 8 tháng với những tổn thất đáng kể, Dark Angels đã chinh phạt thành công toàn bộ các Shield World của Guardian League. Sau đó, nhằm tiếp tục ghiêm chân lực lượng của Lion, Horus đã hạ lệnh cho Primark Conrad Curse của quân đoàn số 8, Nylos. Lúc này, đã chọn đứng về phía phe phản bội của Warmaster như quân đoàn Dark Angels tới rìa phía đông của thiên hà tại sector Tramas, nơi đã bị chia cắt khỏi phần còn lại của thiên hà do ảnh hưởng của cơn bão Ruinstorm tại Calf. Và tại đó, quân đoàn Dark Angels và Nylos, những người từng không ít lần chung chiến tuyến, đã giao chiến với nhau không ngừng nghỉ và không nhận nhượng. Nhưng rồi, với cơn thịnh nộ của Lion, quân đoàn Dark Angels đã khiến cho Nylos không bao giờ có thể khôi phục lại quân số của mình như trước nữa thông qua một chiến dịch được gọi là cuộc chinh phạt Tramas. Tuy nhiên, cũng giống như quân đoàn Ultramarines, ảnh hưởng của cơn bão Ruin Storm, đã khiến cho quân đoàn Dark Angels gần như bị trói chân ở nửa phía đông của Terra và gần như chắc chắn sẽ không thể kịp thời hỗ trợ cho Terra là một kết quả đủ làm hài lòng vị War Master. Không như Robert T. Gilliman và Lion L. Johnson, vị Primarch thứ ba đáng lo ngại nhất trong mắt của War Master lại là một trong các Primarch thân cận nhất đối với hắn. Đó là Primarch Zanguinus của quân đoàn số 9 Blood Angels Là một Primarch tài đức vẹn toàn Ngay cả trong mắt hoàng đế Zanguinus hay Đại Thiên Thần Sở hữu năng lực lãnh đạo Không kém gì Robert T. Gilliman Và khả năng chiến đấu tiềm ẩn Sánh ngang Lionel Johnson và Warmaster Ông và Horus Đã trở nên vô cùng khăng khít trong suốt cuộc Red Crusade Đến mức Bất kể khi nào Horus cần sự thám vấn Zanguinus sẽ là người đầu tiên mà hắn tìm đến Chính lời khuyên của ông đã thuyết phục được Horus đổi tên quân đoàn Wolf trở thành Sons of Horus, rằng đó là vinh dự vĩ đại của hắn khi có quân đoàn được đặt theo tên của mình. Do đó, ông là người có tác động rất lớn đối với suy nghĩ của Horus, có lẽ chỉ đứng sau chính hoàng đế. Horus tin rằng, trong tất cả các Primarch, Zanguinus là người giống với hoàng đế nhất. Thậm chí, khi đang chết dần trên mặt trăng của David, Horus đã phải tự thừa nhận với bản thân rằng Zanguinus mới chính là War Master xứng đáng nhất. Nhưng sau khi đã bị suy đuổi bởi hỗn ma, cũng chính vì lý do này đã khiến cho Horus quyết tâm sẽ tiêu diệt người anh em thân thiết nhất của mình. Vì chỉ một mình Zenguinus có lẽ cũng đã đủ để dập tắt cuộc nổi loạn của hắn. Tệ hơn nữa, nếu như đại thiên thần quy phục hỗn ma, ông sẽ trở thành một đối thủ lớn cho vị trí nhà vô địch của cả ác thần. Nhưng War Master tin rằng hắn đã có trong tay phương cách để bài trừ mối họa khôn lường của đại thiên thần vì hắn biết rằng bên trong vẻ ngoài hoàn hảo của zenguinius ẩn chứa một khuyết điểm chết người hơn hai thế kỷ trước buồng ấp của zenguinius đã đáp xuống ba sankandus mặt trăng thứ hai của hành tinh sa mạc hậu tận thế ba zenguinius đã được tìm thấy vân nuôi dạy bởi một trong những bộ tộc con người bản địa được biết tới là hội máu ziblurd trong tất cả các primark chỉ mình ông sở hữu đột biến bất thường trên cơ thể là đôi cánh trắng tuyệt mỹ mọc sau lưng mình liệu đây là món quà từ mã gen của hoàng đế hay chỉ đơn thuần là một sự đột biến do phơi nhiễm phóng xạ tại mặt trăng của Bar thì không ai hay biết nhưng chính vì điều này ông đã được người dân gọi là Đại Thiên Thần với vẻ ngoài tráng lệ và phẩm chất của một primarch, Genwinus nhanh chóng có rất nhiều tín đồ và vươn lên vị trí lãnh đạo của Z-Blood. Sau đó, với sự hình thành của một năng lực tâm linh đặc biệt, cho phép ông nhìn thấy tương lai đã giúp ông và những người dân của mình chiến thắng những cuộc chiến vĩ đại chống lại bầy đàn của những kẻ đột biến đã từng giày xéo các bộ tộc nơi đây. Khi hoàng đế tới Ba và biết về đại thiên thần Sanguinius, ông đã đánh bại được gần như tất cả những kẻ đột biến và thống nhất tất cả người dân của Ba Sanguinius về dưới sự lãnh đạo sáng suốt của mình. Và khi chủ nhân của loài người tìm đến người con đã thất lạc từ lâu của mình, Sanguinius đã sớm nhìn thấy những viễn cảnh về ngài và những kết cục khác nhau của cuộc gặp giữa hai người. Do đó, Zanguinous đã đích thân đến gặp hoàng đế một mình. Sợ hãi cơn tình nộ của người cha đã thề sẽ xóa bỏ mọi tôn giáo. Zenguinius chỉ cầu xin mạng sống cho những tín đồ của ông. Và thông qua đó, chủ nhân của loài người đã nhìn thấy bên trong đại thiên thần lòng chắc ẩn vô bờ bến và những tài năng hiếm có cùng lòng trung thành sâu sắc. Và ngài đã cho phép ông được toại nguyện. Nhưng còn hơn thế nữa, sự thật hoàng gia của ngài sẽ không ở lại bà. Và nếu không phải từ lệnh của chính Zanguinius thì sẽ không có một con tàu thứ hai nào của Imperium hạ cánh xuống ba Sinkendus thêm một lần nào nữa. Và các tín đồ của Ziblut sẽ tiếp tục thờ phụng đại thiên thần như họ vẫn luôn làm. Cảm kích chữ ân điển của hoàng đế, ông đã quy gối trước ngài và xin dâng tặng lòng trung thành vĩnh cửu của mình cho chủ nhân loài người. Sau cuộc hội ngộ với cha mình, đại thiên thần Zanguinius đã được đoàn tụ với những người con mang mã gen của mình, quân đoàn Space Marine số 9. Blood Angels. Dưới sự lãnh đạo của Zanguinius, các thiên thần máu đã liên tiếp có được vô số chiến thắng và cùng với các quân đoàn anh em của họ đẩy biên giới của Imperium ra xa hơn bao giờ hết. Nhưng trong một chiến dịch chinh phạt cùng với quân đoàn Lunargulf Wolf tại hành tinh Meteor, Horus Lupercal đã được chứng kiến một cảnh tượng hại hùng. Hắn đã chứng kiến Zanguinius tự tay giết chết một trong những Astartes của ông. Zenguinus không giấu được sự hổ thẹn liền giải thích hành động của mình cho người anh em thân thiết đang hoang mang rằng có một lỗi không xác định trong mã gen của ông mà ông đã truyền lại cho các Astartes của mình. Đó là một lời nguyền khủng khiếp. Theo thời gian, nó sẽ khiến cho tâm trí tỉnh táo của một lọt Angels bị nuốt chừng bởi khao khát chém giết. Đến mức những gì còn lại của họ sẽ chẳng khác nào một con dạ thù. Họ sẽ rơi vào cơn thịnh nộ liền hồi và thường chỉ có thể được xòa dịu với việc uống máu kẻ thù căn bệnh nan y này được gọi là Zeratus và liều thuốc chữa duy nhất cho nó là cái chết. dù không khỏi bàng hoàng nhưng Horus đã hứa với đại thiên thần rằng bí mật của ông sẽ mãi mãi được hắn dự kín. nhưng nhiều năm đã trôi qua và khi đã quyết định rằng đại thiên thần cần phải bị loại bỏ, hắn nhận thấy rằng hắn có thể lợi dụng Zeratus làm lợi thế cho mình. nhưng các vị thần của Warp đã nói rõ ràng Chúng muốn Zanguinus đứng về phía mình và các World đã đưa ra một kế hoạch nhằm thu phục đại thiên thần cho vị ác thần của máu và sọ, Korn, thông qua một chiến dịch tại cụm sao Cygnus. Một hệ thống sao gồm ba hành tinh thuộc sách tầm Ultima nằm gần trung tâm thiên hà. Nhưng Horus đã cược từ. Hắn nói với First Chaplain Erebus rằng Zanguinus phải chết và ông sẽ không bao giờ có thể bị xoài chuyển. Nhưng hắn và Erebus đều biết sự thật rằng Hắn sợ khi đại thiên thần quy phục hỗn mang thì sự ưu ái mà hắn có được từ chúng sẽ bị ông cướp mất. Nhưng Horus vẫn ra lệnh cho Zanguinus và quân đoàn của ông tới giết loạn tại cụm sao Cygnus nhưng không phải để thu phục mà là để tiêu diệt ông và quân đoàn Broad Angels. Horus nói với ông rằng mình sắp được đối đầu với một kẻ thù cũ đó là chủng tòa Xenos mang tên Nephilim và hắn tin rằng chúng đang nắm giữ công nghệ để ông xóa bỏ căn bệnh Red Thirst Chào các của mình Nhưng sự thật Horus đã cho một tu sĩ từ ngôi đền của hội mãng xà tại Daivin tới Cygnus Và giải phóng những thức thể của Warp lên nơi đây Khi các Blood Angels tới nơi Toàn bộ cung sao đã bị xâm lăng bởi quỷ dữ Sự tấn công bất ngờ bằng sức mạnh tâm linh từ lũ quỷ Đã khiến cho phần lớn phi hành đoàn của hàm đội hoàng gia và điên loạn Buộc họ phải đáp xuống hành tinh trung tâm của Cygnus và các Blood Angels đã ngay lập tức bị áp đảo bởi bầy tàn quỷ dữ của Warp. Đứng đầu là hai Greater Demons, Kairis the Provers của Slanes và Kabanda của Khorne Khi Zanguinus bị đả thương bởi Kabanda lần đầu tiên toàn bộ quân đoàn của ông đã bị nuốt chửng bởi the Rector's. Nhưng thay vì một lời nguyền, nó lại như một phép màu những thiên thần máu cuồng nộ liền thả mình vào cuộc tàn sát lũ quỷ một cách hàng sai, trong khi các Librarian sử dụng sức mạnh sai kích trái với sắc lệnh Nikia để chữa lành cho Primarch của mình. Và khi đã tỉnh lại, Zanguinus đã dáng một đòn chí tử vào Cabanda và đẩy hắn trở lại hoa. Karis của Slanes đã phải nhận kết cục tương tự khi bị chặt đầu bởi đại thiên thần. Nhưng chỉ sau khi các Blood Angels đã tiêu diệt tất cả quỷ dữ và tù sĩ tại Cygnus. Sau cùng thì, đúng như Horus đã cảnh báo ngay cả khi bị Zeratus nuốt chừng, quân đoàn số 9 vẫn không thể bị khuất phục bởi hộn mà. Không giống như Ultramarines và Dark Angels, các Blood Angels đã có được một chiến thắng toàn diện. Nhưng họ vẫn buộc phải tiếp tục giao chiến với lũ quỷ tại cụm Cygnus trong lúc War Master Horus đã bắt đầu cuộc phản loạn của mình và sẽ không thể kịp thời trợ giúp Terra. Nhưng War Master vẫn rất phẫn nộ khi biết được đại thiên thần đã sống sót và để trừng phạt Erebus về thất bại tại cụm Cygnus hắn đã lột ra mặt của tên First Chaplin bằng chính tay của mình. Nhưng nếu như số phận của Zangunus khiến Wu Master bực dọc, thì tin tức từ Prospero lại khiến hắn mỉm cười. Hết như kế hoạch của các ác thần, lời nhắn của Horus tới Lemanrus đã khiến cho mệnh lệnh của spywolf từ áp giải trở thành sự tử mặc nước Siret. Sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt của hoàng đế về việc vi phạm xác lệnh Nikia, Magnus vẫn yên vị tại Prospero và không hề cảnh báo các thao đơn săn của mình. Thậm chí, ngay cả khi vị vua sói đã dội bom xuống thành phố Tisca và cho các Space đổ bộ tấn công lên bề mặt của Prospero, Magnus vẫn từ chối không tham gia chiến trận, chỉ cho đến khi những đại thư viện của Tisca đã thành đồng cho tan và một ngàn Asates của mình đã tử trận. Vị vua đỏ mới để cơn thịnh nộ chiếm lấy tâm trí mình, nghĩ rằng hoàng đế đã phản bội mình. Magnus đã giải phóng tất cả những sức mạnh của phù thủy lên Lemanrus và các Spaywolf của ông. Nhưng ngay cả sức mạnh của phù thủy cũng không đủ để chống lại cơn thịnh nộ của vị vua sói. Ngay trước khi Lemanrus kịp giáng đòn cuối cùng để kết liễu người anh em mà ông tin là phản loạn, Magnus đã cất lời cầu cứu với Zinch, vị ác thân từ lâu đã dẫn dắt số mệnh của hắn. Kẻ dệt số mệnh đã thực hiện một nghi lễ tâm linh cuối cùng dịch chuyển Magnus và 1.242 Thousand Sun còn sống sót tới một thế giới sâu bên trong The Eye of Terror mà sau này được biết tới là hành tinh của vũ thủy. Và tại đó, Magnus đã phải chấp nhận số phận không thể xoay chuyển của mình, đó là phục vụ khôn mà. Hắn liên lạc với Horus và thề rằng khi đội quân phản loạn chạm tới Terra, hắn và các Thousand Sun của mình sẽ có mặt để báo thù hoàng đế. Người đã hủy hoại tất cả những gì mà chúng từng trân quý. Thông qua lừa lọc và phản bội, Horace Lupercal đã thành công trong việc loại bỏ những chứng ngại lớn nhất trước cuộc phản loạn sắp tới của mình. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng loại bỏ sự trung thành với hoàng đế bên trong chính quân đoàn của mình. Mặc dù các hội chiến binh của David đã giúp hắn và các anh em phản bội của mình phân loại được những Asati vẫn chọn trung thành với hoàng đế, nhưng nếu công khai chém giết sẽ đe do ảnh hưởng đến quân lực của chính các quân đoàn của hắn. Và đó chính là lúc mà số phận hay có lẽ là hộn ma đã can thiệp. War Master đã nhận được thông tin về sự tha hóa của các nhà cầm quyền tại hành tinh mang tên Istvan 3. Chúng đã tuyên bố ly khai và đang ngang nhiên chống lại địa chỉ Sau khi suy xét, Horus đã ra lệnh cho quân đoàn World Bearer, Waiters và Emperor Children tới gặp các son of Horus của hắn tại sao Istvan. Có lẽ, hắn có thể bắn một mũi tên chúng hai đích thời khắc của sự lừa lọc thao túng và giả tạo đã kết thúc. giờ đây là lúc để thời đại của máu và phản bội bắt đầu. chương 16, sáu, Ba tàn nhẫn. tại rìa xa của Thiên hà, hành tinh mang đến tên Ba đã bất ngờ tuyên bố ly khai khỏi Imperium. cuộc nổi loạn của hành tinh được dẫn đầu bởi bạo chúa Vardus Pra, thống chế của hành tinh kẻ bị nghi ngờ vừa là đột biến vừa là một sai cơ mạnh mẽ. Và War Master Horus đã được lệnh phải dập tắt cuộc nổi loạn và áp giải thống chế Pra để hoàng đế xử tội. Tuy nhiên, với tâm nhìn chiến lược thiên tài của mình, vị War Master phản bội đã nhận ra rằng chiến dịch tại Istvan 3 chính là một cơ hội ngàn vàng để loại bỏ những Asate trung thành với hoàng đế bên trong quân đoàn của hắn. Chỉ với một sự phản bội nữa thôi, lần này là với chính những người con của mình, Horus mới có thể bắt đầu chiến dịch lật đổ ngài vàng tại Terra. Hắn hạ lệnh cho ba quân đoàn Space cùng với các Sun of Horus của hắn cùng tập hợp tại hệ sao Istervan, bao gồm quân đoàn Dead God, Emperor's Children và War Eaters, đều là những quân đoàn được dẫn dắt bởi các Primarch đã thề trung thành với War Master. Hơn 200.000 Space đã được tập hợp tại hệ sao Istervan với mục tiêu bên ngoài của chiến dịch là tấn công quân phiến loạn của bão chúa Vardus trận đánh đầu tiên của chiến dịch đã diễn ra tại Istvan Extremis, thế giới rìa của hệ, nơi các Dead God và Emperor Children đã cùng phối hợp để phá hủy một căn cứ của quân phiền loạn. Trong khi chiến đấu, họ đã đối đầu với các Cua Singer, những sai cơ mạnh mẽ đã bị suy đồi bởi ác thần Slanes, có khả năng dùng những lời hát để tăng sự khí quân lính và giải phóng những làn sóng siêu âm có thể hạ gục ngay cả một Astartes. Khi nhận được báo cáo về sức mạnh của kẻ thù tại Extremis, Horus đã tính toán phương án tốt nhất cho chiến dịch chính tại Istvan 3. Hắn hạ lệnh cho lực lượng của mình tấn công trực tiếp lên đầu não của phiến quân tại hành tinh Istvan 3. Đồng thời, trận đánh này sẽ cung cấp cho hắn một vỏ bọc hoàn hảo cho kế hoạch thực sự của hắn, đó là loại bỏ những Asate trung thành với chỉ một đòn tấn công nhanh gọn. Trong suốt nhiều thập kỷ, các hội chiến binh mà quân đoàn Lunar Wolves đã thu nhận từ cuộc trình phạt tại David đã lan rộng ra khắp các quân đoàn. Và ngay khi War Master và những kẻ ủng hộ hắn quyết định sẽ phản bội hoàng đế. Các hội này đã trở thành công cụ đắc lực để truyền bá sự phản trắc của Primarch lên hàng ngũ Spymarines và phân loại những ai sẽ đứng về phía chúng. Những người tham gia vào các hội sẽ được khuyến khích đặt sự trung thành của mình với Primarch cao hơn sự trung thành với hoàng đế. Tương tự, những Spymarines giữ vững sự trung thành với ngài thường từ chối tham gia các hội kỳ này. Họ thường là những Asathites có xuất thân từ Terra là những người đã có cơ hội để chiến đấu trực tiếp cùng hoàng đế ngay từ những ngày đầu của cuộc Great Crusade trước khi được đoàn tụ với Primarch của mình. Còn lại là những người có khả năng nhận thức về sự chia rẽ có thể gây ra bởi các hội kín trong hàng ngũ của họ. Và chính sự phân hóa này đã cho phép Horus và những Primarch đồng minh của hắn là Fulgrim của Emperor Children, Motarion của Death và Andron của War Eaters xác định như Astarte vẫn trung thành với hoàng đế trong quân đoàn của mình và hạ lệnh cho họ trở thành mũi tấn công chính và đầu não của phiến quân trên bề mặt của 3 Và lực lượng còn lại, tức quân phản bội, sẽ yểm trợ từ phía trên quỹ đạo. Không hề biết về mô đồ phản chắc của Primarch và huynh đệ của mình, cả Asate trung thành đã nhận lệnh từ Master mà không hoài nghi. Cuộc tấn công lý 3 có một mục tiêu duy nhất đó là thủ đô của hành tinh này, nơi mà tên bạo chúa Vardaspra đang cố thu. Như thường lệ, Horus đã sử dụng chiến thuật spare tiếp yêu thích của mình, Kasperin sẽ đổ bộ bằng drop pod thẳng vào cung điện của bão chùa và giết hắn bằng mọi giá. Tuy phải chịu thiệt hại từ sự tấn công của các War Singers, nhưng các Spamorin đã nhanh chóng trở thành lực lượng áp đảo. Thống chế Pra mặc cho sự bảo vệ của bé lũ War Singer mạnh mẽ, cuối cùng đã bị chặt đầu bởi Captain Lucius tài kiểm vĩ đại nhất của Emperor Children, Và các Spamorin đã nhanh chóng đón nhận chiến thắng giòn giã chỉ với những tổn thất rất nhỏ nhưng đó cũng chính là lúc mà War Master Horus thực hiện sự phản bội của hắn. Một hành động quá đỗi kinh khủng đã mãi mãi được nhớ đến với cái tên Isvan tàn nhẫn. Một cách đột ngột, tất cả các kênh thông tin liên lạc của các Asate trung thành tới hạm đội phía trên đã bị cắt đứt. Chỉ chia một tín hiệu cảnh báo tới một bộ phận nhỏ quân lực của War Master tại bề mặt Isvan như Diasire Ire, cỗ thần phản bội đã được đổ bộ cùng các Asate trung thành giúp nó mở la chắn của mình kịp lúc trước khi sự phản bội nghiệt ngã của Horus giáng xuống lực lượng trung thành. Theo lệnh của Horus, những chiến hạm khổng lồ trên quỹ đạo đã đồng loạt khai hỏa. Sử dụng thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt mang tên Virus Bomb. Nhưng đầu đạn này giải phóng giúp bề mặt một loại virus chết người có khả năng biến mọi vật chất hữu cơ trở thành bùn nhão chỉ trong vài phút. Loại virus ác quái này còn có khả năng ăn mòn cả Power Armor của Space Marine và xâm nhập vào trong các ống thở. Không những thế, chúng còn có khả năng lây nhiễm cho mọi sinh vật sống, bao gồm hệ thực vật, động vật và thậm chí là cả vi khuẩn trên toàn bộ thế giới chỉ trong vài phút nếu đã được sự bao phủ 100% từ quỹ đạo. Và đây chính xác là điều đã xảy ra tại Svan 3. Tệ hơn nữa, sự hủy hoại nhanh chóng của xác thịt sẽ tạo ra một lượng khí ga khổng lồ có khả năng cháy rất cao. Chỉ với một môi lửa duy nhất ngọn lửa của virus bom sẽ bao trùm toàn bộ hành tinh và thiêu đốt bề mặt của nó trong nhiều giờ liên tiếp. Theo lệnh của War Master, một ngàn quả virus bom đã ráng xuống bề mặt của Istvan 3, gây ra cái chết đau đớn của hơn 12 tỷ cư dân của nó. Ngay sau đó, War Master hạ lệnh khai hỏa thêm một đợt đánh bom quỹ đạo dồn dập, đã thắp lửa cho hành tinh xấu số trong nhiều giờ liên tiếp. Chỉ trong một ngày, Istvan 3 đã trở thành một hành tinh chết. Trong lúc hành tinh đang rực cháy, Horus ra dạ lệnh tập hợp tất cả các Remembrancer trên chiếc xoài hạm Vengeful Spirit của hắn để họ có thể cùng chứng kiến sự tàn nhẫn bên dưới. Các Remembrancer là những người nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và sử học đã đồng hành cùng các hạm độ trình phạt ngay từ những ngày đầu của cuộc Great Crusade. Có nhiệm vụ ghi chép lại những trang sử về hạm đội của mình để rồi truyền lại cho con dân Imperium. Horus đã cho phép họ trở thành khán giả cho sự phản bội của mình. Trước sự khiếp đảm của họ, Horus cuối cùng đã lộ mặt thật, tuyên bố ý định phản bội của mình, rằng hắn sẽ lật đổ hoàng đế và lời dối trá mang tên Imperial Truth của ngài để rồi gây dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn cho Imperium mà chỉ mình hắn mới có thể điểm lại. Và rồi hắn ra lệnh cho các Morin phản bội, diệt hết tất cả những người đàn ông và phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Kể từ thời khắc này, sẽ không còn ký ức nào về triều đại của chủ nhân loài người được lưu lại. Nhưng khi ngọn lửa cuồng nộ đã dần tắt, Horus đã phải bàng hoàng khi nhận được thông báo về việc hàng chục ngàn Asate trung thành đã sống sót qua đợt rụi bom quán. Đó là bởi cả quân đoàn phản bội đã không thành công trong việc đưa toàn bộ những người trung thành xuống bề mặt của Istervan 3. Trong số này có Captain Saul Tavis của Emperor Children. Như một phép màu, ông đã may mắn nhìn thấy những quả bom virus được nạp vào các tháp pháo và nhanh chóng nhận ra điều sẽ xảy ra với lực lượng bên dưới và đã lập tức sử dụng một tàu bay Thunderhawk bay thẳng xuống bề mặt và cảnh báo các huynh đệ của mình. Và chính như lời cảnh báo của Tavis, gần 2 phần 3 lực lượng được chọn đổ bộ lên bề mặt đã sống sót qua cơn mưa bom của Horus. Thông qua Tavis, Trình đống đổ nát của trận chiến trước đó đã trở thành cứu tinh của họ. Nhiều người đã trốn dưới những bom ke quanh thành phố hoặc bên dưới những hầm ngục của cung điện thống chế và khi ngọn lửa phía trên đã dập tắt và họ bước ra khỏi nơi trú ẩn của mình con tim của tất cả gần như đã vỡ ra với một nỗi hận thù mà họ chưa từng được niềm trai họ đã bị phản bội bởi chính primark của mình người cha của họ giờ đây có lẽ chỉ khi được moi tim uống máu của những kẻ phản đồ phía trên mới có thể làm yên lòng linh hồn cuồng nộ của họ mà thôi trước khi war master có thể quyết định hành động tiếp theo của mình thì Primarch phản bội Angron và quân đoàn World của hắn đã bất ngờ tiến hành đổ bộ xuống bề mặt nhằm giết hết những người còn sống sót. Theo kế hoạch ban đầu của Warmaster, hắn muốn tiêu diệt lực lượng trung thành một cách nhanh gọn và tối giản những thiệt hại cho quân lực của mình. Nhưng quyết định nóng vội của Angron đã khiến tình hình ngày càng thêm phức tạp. Vô cùng giận dữ, nhưng vì liên minh giữa hắn và các Primarch phản bội vẫn còn mới, Horus chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ người nghèm nóng này của mình hắn cho các son Dead God và Emperor Children cùng đổ bộ xuống Istvan 3 với quyết tâm quét sạch lực lượng trung thành. Nhưng mặc cho sự áp đảo của lực lượng quân phản bội, cả Asate trung thành với sự phẫn nộ không kể xiết của mình đã chiến đấu anh dũng chống lại những kẻ thù từng là huynh đệ của mình đã làm tổn thất đáng kỳ về nhân lực, tài nguyên và quan trọng nhất là thời gian của War Master. Cuối cùng thì, sau gần 3 tháng trời, nhũng đỏ vùng tử địa mang tên Istvan 3, Hắn đã hết kiên nhẫn. Horus ra lệnh cho Fulgrim và Motarion thuyết phục Anron ương ngạnh rút lui toàn bộ quân lực của mình vì lại hạm đội và rồi cho thực hiện một đợt đánh bom càn quét cuối cùng từ quỷ đạo. Và ngay cả khi vẫn còn một phần nhỏ Aste sống sót sau lần ném bom thứ hai này, Horus đã sẵn sàng mặc cho họ chết đói và rút hạm đội của mình ra khỏi bầu khí quyển của Istvan ba. Thời gian đang dần trượt khỏi tay hắn. Chương 17. Bảy Phượng Hoàng. Trước khi chiến dịch tại Istvan 3 được tiến hành và các quân đoàn Space Marine tập hợp tại hệ Istvan, thì Fulgrim, Primarch phản bội của quân đoàn Emperor Children, đã được War Master hạ lệnh đến gặp vị Primarch của quân đoàn Iron Hands, Ferrus Manus, với hy vọng rằng Fulgrim có thể thu phục được người bạn lâu đời và thân thiết nhất của hắn về phía quân đoàn phản bội của Horus. Trong khi phần lực lượng của quân đoàn số 3 và hạm đội viễn trinh số 62 của Fulgrim đã đến hệ thống Istvan thì hắn và một lực lượng nhỏ Emperor Children đã chủ động đến hỗ trợ hạm đội viễn trình số 52 của quân đoàn Iron Hands lúc này đang diện một chiến dịch chiếm lại thế giới mang tên Kalanis 4 từ tài loài Orc. Qua đó, nhằm làm tăng thêm mối quan hệ biển chặt và tình anh em vĩ đại đã tồn tại từ lâu không chỉ giữa hai vị Primarch mà còn giữa cả Asates của hai quân đoàn với nhau. Như đã định, sau khi đã dẹp loạn thành công tại Kalanis 4, Fulgrim đã tới gặp Ferus Manus trên chiếc soái hạm Fist of Iron của quân đoàn Iron Hands để kêu gọi ông gia nhập với phe phản bội. Tin rằng những điểm chung và tình anh em sâu nặng giữa hai người sẽ giúp Fulgrim dễ dàng thu phục được Ferrus. Cả Fulgrim lẫn Horus đều hoàn toàn tự tin rằng Ferrus Manus có thể dễ dàng nghe theo lời mời của hồn ma. Chúng đã sai. Trái ngược với kỳ vọng của Warmaster, cuộc gặp giữa Fulgrim và Ferrus đã kết thúc một cách thảm hại. Ferrus đã hết sức phẫn nộ chỉ với đề xuất đầu tiên của Fulgrim về sự phản bội hoàng đế và cuộc gặp giữa hai người anh em trí cốt đã kết thúc trong bạo lực khi Primarch của Iron Hands đưa ra lập trường trung thành với hoàng đế của mình và tấn công Fulgrim, quyết tâm chấm dứt sự phản bội của hắn đối với Imperium trước khi nó có thể bắt đầu. Trong trận chiến này lửa giữa hai người Ferrus đã cố gắng sử dụng đôi tay kim loại của mình để phá hủy thành kiếm vàng Fairblade của Fulgrim nhưng thất bại và vụ nổ phản ứng gây ra từ nó đã khiến ông bất tỉnh. Nhưng bất chấp sự suy đuổi trầm trọng mà Slanes đã đưa vào linh hồn của Phượng Hoàng, hắn ta vẫn không để xuống tay giết chết Ferus. Thay vào đó, hắn bỏ lại thanh kiếm Fireblade mà ông đã rèn cho hắn và lấy đi cây búa Frogbreaker mà chính hắn đã rèn cho ông, chấp nhận chấm dứt tình bạn xưa cũ giữa hai người. Sau đó, Fulgrim và các cân vệ của hắn đã giết chết nhiều Asate tình nguyện của quân đoàn Iron Hands và gây ra nhiều thiệt hại cho hàm đội của Ferus Manus trong khi tìm cách tẩu thoát. Khi Fulgrim đã quay trở lại hạm đội viễn trình số 63 của Horus trên quỹ đạo của Istvan III, Horus đã phẫn nộ khi biết Fulgrim không chỉ không thu phục được Ferus mà còn không giết được ông. Điều này đã tạo ra một kẻ thù lớn nữa cho quân đoàn phản bội của hắn. Nhưng Fulgrim đã hứa với War Master rằng lần gặp tiếp theo giữa hắn và Ferus sẽ chỉ có một người sống sót mà thôi. Lời của Fulgrim đã giúp thức tỉnh một luồng suy nghĩ trong Horus. Hắn nhận ra rằng sự thất bại của Phương Hoàng có thể biến thành bước nền cho một chiến thắng phi thường, một cơ hội mà hắn sẽ không bỏ lỡ. World Master từ lâu đã biết rõ về bản tính của Ferris Manners. Sự ám ảnh về việc bài trừ mọi sự yếu kém của ông sẽ khiến ông có sự phản bội của Furim như một sự yếu kém khác cần phải được loại bỏ. Và như một con thiêu thân lao vào đống lửa, ông sẽ không dừng lại cho đến khi người em phản bội của mình bị tiêu diệt. Horace Lupercal đã học được từ lâu rằng ngay cả thất bại cũng có thể biến thành cơ hội. Các quân đoàn phản bội sẽ chưa vội rời khỏi hệ sao Estevan. Thay vào đó, War Master hạ lệnh cho Fulgrim đưa toàn bộ lực lượng của mình tới lập tuyến phòng thủ tại hành tinh Istervan 5, biến nó trở thành căn cứ địa mới của các quân đoàn phản bội. Và như vậy, vị Primarch của Emperor Children đã trở thành mồi nhử trong cái bẫy chết chóc như lịch sử nhân loại. Ngay trước lúc đợt rơi bom đầu tiên của Horus giáng xuống các sát thể trung thành tại bề mặt của Istervan 3, họ đã kịp thời tìm nơi trú ẩn nhờ vô lực cảnh báo của Captain Saul Tavis, một Asate trung thành may mắn chưa bị phát hiện của Emperor Children. Cùng lúc đó, lực cảnh báo của Tavis cũng đã được nhận bởi Captain Nathaniel Garro của quân đoàn Dead God, một Spymorin trung thành có quê hương tại Terra và là người chiến hữu lâu năm của chính Tavis. Vì đã bị thương trong trận chiến trước đó tại Istvan Extremis, Garro đã tránh được việc bị đưa vào hàng ngũ của lực lượng đổ bộ lên Istvan 3 Thay vào đó, chúng đặt ông vào vị trí chỉ huy của chiếc kinh hạ mang tên Eisenstein và các quân đoàn phản bội sẽ cho người tới trừ khử ông khi cuộc đánh bom bắt đầu. Tuy ban đầu Garo đã không tin vào lời cảnh báo của Tavis, tuy nhiên, sau khi những Death phản bội trên chính con tàu của ông đã lộ mặt thật, ông đã phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã trong lời cảnh báo của người bạn cũ. Garo đã cùng những huynh đệ trung thành của mình tiêu diệt những kẻ phản bội và quyết định sẽ rút lui khỏi Istvan 3 và quay về Terra để cảnh báo hoàng đế về sự phản bội của Warmaster cũng như của chính Primarch Mutarion của ông. Nhưng không may, chiến hạm Terminus S chỉ huy bởi Captain Kalas Typhon, đối thủ lâu năm của ông đã phát hiện ra chiếc Eisenstein và lập tức truy đuổi. Chiếc Eisenstein là một chiếc tàu kinh hạm hoàng gia không có gì nổi bật, là một mẫu tàu cũ hơn trong lớp tàu khu trục nhỏ, chỉ dài hơn 2 km từ mũi tàu cho đến đuôi tàu đối đầu với chiếc Terminus S lớn hơn nhiều lần với hỏa lực cấp bội. Garo không có lựa chọn nào nhiều hơn ngoài cố gắng né tránh và tiến hành mở cổng warp trước khi nó bị phá hủy. Cuối cùng, tuy đã thành công trong việc nhảy warp, nhưng trước khi vào được bên trong Imaterium, Eisenstein đã hứng nhiều thiệt hại từ hỏa lực của chiếc Terminus S và nhiều khả năng sẽ không chịu được cú nhảy warp tiếp theo. Tệ hơn nữa, hệ thống màn chắn Gellerfield của con tàu đã bị hư hại nặng, khiến cho tấm khiên Gellerfield của con tàu nhập nhảy trong thoáng chốc và chỉ với vài giây ngắn ngủi đó đã cho phép vị ác thần của bệnh dịch Nergo vươn tầm ảnh hưởng của mình vào bên trong chiếc Eisenstein. Nhờ đó, những Asati Death phản bội bị giết trước đó bởi Garo và người của ông đã bất ngờ sống dậy dưới hình hài gớm ghiếc, biến dạng. Chúng đã trở thành những kẻ đầu tiên trong đội quân kinh dị của Nergo mà sau này được biết đến là Plague Marines. Nhưng ngay trước khi Garo và phi hành đoàn của ông bị áp đảo bởi những tàu vật đáng kinh tởm của hồn mang, ông đã hạ lệnh cho chiếc Eisenstein thực hiện thêm một cú nhảy warp để trở lại thực tại và may mắn đã thành công với cái giá là mạng sống của navigator duy nhất trên tàu. Sự mất liên kết quá đột ngột với sức mạnh của warp đã khiến cho linh hồn báng bổ của cặp Black Marine bị đẩy trở lại Immaterium. Tuy nhiên, đồng thời cú nhảy warp đã đẩy chiếc Eisenstein vào khoảng không cách thế giới văn minh gần nhất tới hàng trăm năm ánh sáng và thực hiện thêm một cú nhảy nào nữa vào Warp sẽ đồng nghĩa với tự sát. Nhưng Garo không phải là một người dễ bị khuất phục. Ông đã hạ lệnh tháo bỏ khỏi tàu thiết bị Warp Drive của chiếc Eisenstein và cho kích nổ nó khi đã ở khoảng cách an toàn với chiếc kinh hạm. Ông hy vọng vụ nổ khổng lồ gây ra bởi thiết bị Warp Drive sẽ vang vọng vào Warp và thu hút sự chú ý của những con tàu Imperium đang du hành Warp gần khu vực này. Và sự nhanh trí của ông đã trở thành sự cứu rỗi cho toàn bộ phi hành đoàn của chiếc Eisenstein chiếc kinh hạm của ông đã nhanh chóng được phát hiện bởi một đội tàu trinh thám thuộc viện hạm đội viên trinh của quân đoàn số 7 Imperial Physis, chỉ huy bởi Primarch Roger Dawn. lúc này đang trên đường tới Terra để đảm nhận vị trí pháp quan của hành tinh thủ đô Imperium. Hạm đội của ông và chiếc phây lành hùng vĩ đã phải dừng chân suốt nhiều tháng trời trong lòng warp do sự biến động mạnh mẽ của dòng chảy sai kích. Khi thiết bị warp drive của chiếc Eisenstein phát nổ các Navigator của Imperial Office đã cảm nhận được chấn động và chỉ ra đúng vị trí của nó. Khi Garou và phi hành đoàn của mình kể với Don về sự phản trắc của War Master tại Servanba, 3, Don đã nhất mực không tin. Ông không tin rằng Horus lại có khả năng làm ra những chuyện như vậy. Và thế là sau đó, Garou cùng phi hành đoàn của mình đã được đưa tới mặt trăng Luna của Terra. Và tại đó, họ đã cùng kể lại câu chuyện với Makaror the Sisylite, nhiếp chính vương của Terra đã chấp nhận sự thật nghiệt ngã về Horus dễ dàng hơn Don. Vì những nỗ lực củng cố cho ánh sáng của ngọn Astronomicon bằng vị thiên tế Psyche đã tạo ra hiệu quả. Cùng lúc đó, Quap có vẻ đang trở nên dịu đi nhanh chóng, giúp cho những thông tin về sự tàn nhẫn tại Estevan dần chạm tới Terra, có phần khẳng định câu chuyện đáng kinh ngạc của Garou Không còn nghi ngờ gì nữa, War Master Horus cao đã phản bội Hoàng đế và Imperium đang phải đối mặt với một cuộc nội chiến khủng khiếp sau những lời kể của Macador về những gì đã và đang xảy ra tại Terra sau sự dại dột của Magnus và hoàng đế giờ đây đã không thể thực hiện bất kỳ hành động trực tiếp nào trên thiết bị Golden Throne. Rugadon đã quyết tâm với tư cách là pháp quan của Terra. Ông sẽ lãnh đạo hệ thống phòng ngự của Imperium và lập tức tổ chức một đòn trả đũa vào lực lượng của Warmaster tại hệ sao Istervan. Sau cùng thì, lực lượng của Horus chỉ bao gồm 4 quân đoàn và tất cả đều phải chịu thiệt hại nhất định do chiến sự tại Istervan 3. Don đã hạ lệnh lập tức đánh phủ đầu và bốn quân đoàn phản bội được cho là đang đóng cứ điểm tại hành tinh Istvan 5. Lực lượng tấn công sẽ bao gồm 7 quân đoàn Space Marine và Primarch Ferrus Manus của quân đoàn số 10 Iron Hands đã được chọn làm người lãnh đạo cho cuộc tấn công này. Ferrus là sự lựa chọn hoàn hảo cho cuộc tấn công, vì ông đã nhiều lần dẫn dắt các quân đoàn khác tham gia chiến trận ngay từ những ngày đầu của cuộc Great Crusade. Và cùng với đó là quyết tâm trả thù người em phản bội Fulgrim đã chứng tỏ lòng trung thành không thể bàn cãi của ông với hoàng đế. Ngay khi nhận được lệnh từ Don, Ferus Manus đã ngay lập tức cho hàng đội số 52 của mình hướng về hệ sao Istvan, ngay cả khi lực lượng của nó còn chưa được tập hợp đầy đủ. Nhưng Macror lại không khỏi bất an. Ông bày tỏ mối lo ngại của mình với Don rằng, Warp đang trở nên yên lặng đến đáng ngờ và ngay cả với khả năng của ngọn Astronomicon, ông chỉ ra rằng có thể vẫn còn những quân đoàn phản bội khác chưa lộ mặt. Nhưng Don đã bác bỏ những lo ngại này và cho rằng Macador nên có thêm niềm tin vào các Primarch. Nhưng thực lòng, vị nhiếp chính vương vẫn không khỏi những nghi hoặc về cuộc tấn công vào hành tinh Istvan Nam. Có phải các quân đoàn đang tự đưa mình vào một cái bẫy được gián dựng công phu? Trường 18 Thảm sát những người đầu tiên tới được hệ sao Istvan theo lệnh của pháp quan Rogadon là Primarch Corvus Corax và Primarch Vulcan. Corax, Primarch của quân đoàn số 19, Raven God, trưởng thành tại mặt trăng khô cằn mang tên Lysios, nơi ông đã sớm trở thành nhà lãnh đạo của cuộc lật đổ các chủ nô tàn bạo của hành tinh mẹ Kiava. Sau khi đã về với hoàng đế, những kỹ năng và bài học trong cuộc nổ dậy đầm máu này đã giúp ích rất nhiều cho quân đoàn của ông. Họ đã chứng tỏ được kỹ năng thượng thừa của mình trong các chiến dịch ngầm như bí mật phá hoại, ám sát, trinh sát và tấn công chấp nhoáng lên kẻ địch và trong suốt cuộc Great Crusade, quân đoàn Raven God thường chiến đấu dưới sự chỉ đạo của chính Horus. Nhưng Horus và Korax chưa bao giờ trở nên thân thiết. Thậm chí, đã gần như nảy sinh thù hẳn cá nhân sau trận chiến đập máu tại cánh cổng số 42. Dưới sự chỉ đạo của Horus, tuy đã giành thắng lợi, nhưng quân đoàn Raven God của Korax đã phải hứng chịu những tổn thất chưa từng thấy trước đây. Korax sau đó đã thề rằng ông sẽ không bao giờ chiến đấu bên cạnh Horus thêm một lần thứ hai. Do đó War thậm chí còn chưa từng cân nhắc đến việc thuyết phục ông tham gia lực lượng phản loạn của hắn. Còn Vulcan là Primarch của quân đoàn số 18, Slamanders, là người sở hữu sức mạnh thể chất mạnh mẽ nhất trong tất cả các Primarch. Thậm chí đã nhiều lần phải kiềm chế sức mạnh của mình trong các trận giao đấu để tránh việc làm cãi ngày mình bị thương. Ông đã trưởng thành tại thế giới phù dung nham mang tên Nocturne, nơi mà sự sinh tồn Đội yêu cầu mối quan hệ bền chặt giữa người với người. Cộng đồng này đã tạo nên trong vào cần hai phẩm chất mà thường thiếu vắng ở các primer khác. Đó là sự nhẫn nại và sự quý trọng sâu sắc đối với mạng sống con người. Điều đã sớm khiến ông bị gạch tên trong danh sách đồng minh của War Master. Khi tới điểm tập kết, cả quân đoàn Raven God và Slamanders đều đã vô cùng bất ngờ rằng vùng không gian của Istvan 5 không hề có dấu hiệu của hàm đội tàu địch, chào cho họ sự áp đảo hoàn toàn trên quỹ đạo của căn cứ quân phản bội. Nhưng sau khi trinh sát, họ biết được Primark phản bội Fulgrim đã chọn lập căn cứ tại rìa của một lòng chảo sa mạc khổng lồ, được bao bọc bởi nhiều tầng lớp chiến hào, cổng sự và pháo đài phòng thủ nhằm chống lại sự đánh bom từ quỹ đạo. Lực lượng trung thành sau đó đã nhận ra rằng một bộ phận biến chất của Mechanicum đã chọn phục tùng War Master và cung cấp cho hệ thống phòng thủ kiên cố với nhiều tháp pháo chống hạm, tên lửa đất đối không và là chắn năng lượng mạnh mẽ hệ thống phòng ngự này đã khiến cho nỗ lực tấn công từ quỹ đạo của lực lượng trung thành trở nên gần như bất khả thi. Trong lúc Korax và Vulcan đang tranh luận phương hướng tấn công, thì Primarch Phyrus Manus và quân đoàn Iron Hands của ông đã tới điểm tập kết. Với tư cách là chỉ huy của chiến dịch, Virus đã rất nóng lòng muốn tấn công lực lượng phản bội của War Master và chỉ đi cùng với mưa đại đội tinh nhuệ nhất của quân đoàn Iron Hands, trong khi phần còn lại vẫn đang trên đường tập trung và di chuyển. Nhưng Virus không thực sự lo ngại vì điều này vì dưới sự chỉ huy của ông có tới 7 quân đoàn Space Marines đối đầu với chỉ 4 quân đoàn đang bị bao vây của War Master. liên lập tức liên lạc với các đồng minh của mình và yêu cầu tất cả cùng chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ toàn diện lên căn cứ quân phản bội. Korax và Vulcan đã bày tỏ sự dò dự của mình, đề xuất rằng Ferus nên đợi cho 4 quân đoàn còn lại tới nơi trước khi họ bắt đầu tấn công. Nhưng khi Ferris biết được rằng họ chỉ còn cách bầu khí quyển của Estevan Nam chưa đầy vài giờ đồng hồ, ông đã hạ lệnh lập tức tấn công. Bốn quân đoàn còn lại sẽ đổ bộ sau họ vào đợt tiền quân thứ hai. Sau đó, kế hoạch cho cuộc tấn công đã nhanh chóng được ấn định. Korax tiến công vào cánh phải, cần cánh trái và Ferris Manus sẽ cùng các Arahans của mình tiến quân vào giữa. Bên dưới bề mặt, lực lượng của Wormaster cũng đã sẵn sàng. Các quân đoàn phản bội tập hợp trước các pháo đài còn các pháo binh và Titans của Mechanicum sẽ chấn giữ hai bên. Tuy nhiên, trận chiến này sẽ được tham gia chủ yếu bởi các Asatis cầm kiếm suốt và súng Bolter. Anh em đối đầu anh em. Và rồi thời khắc đã đến, bầu trời Easter 5 đã hóa thành đèn đặc khi hàng ngàn chiếc drop pod nối đuôi nhau đắp súng bề mặt và từ trong chúng, các Asatis trung thành lập tức dàn hàng tiến công. Theo sau họ là các phi thuyền vận tải chúng nhanh chóng thả xuống chiến trường các phương tiện chiến tranh mạnh mẽ trước khi quay trở lại quỹ đạo cho chuyến hàng kế tiếp một cách nhanh chóng toàn bộ lực lượng trung thành của đợt tiến quân đầu tiên đã được triển khai xuống lòng chảo Istervan năm không còn thời gian để chần chừ cuộc tàn sát bắt đầu chỉ trong vài phút sự tàn bạo đã là không thể hình dung nổi bởi những ai không có mặt trận chiến đã diễn ra với quy mô mà cả thiên hà chưa thường được chứng kiến trước đây với số lượng Astarte lớn nhất từng tham chiến đang tàn sát lẫn nhau nhưng có vẻ rằng Ferus và lực lượng trung thành của ông đang dần chiếm ưu thế. Sau vài giờ kể từ khi giàn trận, ba quân đoàn trung thành đứng tuyến đầu là Ferrus Manus đã khoét một lỗ hổng sâu vào trong lòng địch. Cùng với nhau, họ bắn, chém, xé và nghiền nát những kẻ phản loạn mà mình từng coi là huỳnh đệ. Nhưng đối với Primark của Iron Hands, đây không phải là một trận chiến, mà là sự phục thủ cho sự phản bội quá đội khủng khiếp đến mức khó tin. Ferus đã luôn muốn đảm nhận vị trí chỉ huy cuộc tấn công này. Tuyệt rồi ông sẽ được đối mặt với kẻ phản chắc Fulgrim thêm một lần cuối cùng. Ông Khao Khát có thể chấm dứt mãi mãi thứ đã khiến hai người từ bạn trở thành thù. Nhưng rồi, ngay cả lực đẩy của các Iron Hands cũng đã phải chứng lại trước sự tấn công từ sóng siêu âm của các Noise Marines của quân đoàn Emperor Children. Chúng là những Space Marine phản bội đã có được sức mạnh như các World Singer của Starnes mà chính chúng đã đối đầu tại hành tinh Istvan Extremis trước đó. Cùng lúc đó, quân đoàn Raven Guard đã bất ngờ thực hiện một cuộc tấn công bằng thiết bị phản lực Jampax vào tuyến phòng thủ bên cánh phải của phe phản bội. Nhưng Angron và các guerriers của hắn đã mai phục sẵn cho tới khắc này và giết được nhiều Raven Guard, góp phần làm tăng thêm sĩ khí cho lực lượng phản bội để chúng củng cố lại hàng phòng thủ của mình. Nhưng ngay trước khi cuộc tấn công bị đẩy lùi, thì sau 3 giờ giao tranh tàn khốc, lực lượng trung thành đã nhận được tin báo về 4 quân đoàn tiếp viện. Họ đã tới bầu khí quyển của Esther 5 Họ nghe được tiếng gầm của các phi đội thuộc quân đoàn số 8, Lords đang phá vỡ tầng mây để hạ cánh ngay tại vị trí đổ bộ ban đầu của đợt tiền quân đầu tiên. Theo sau đó là các report của ba quân đoàn còn lại của đợt tiền quân thứ hai, bao gồm quân đoàn số 9, Iron Warriors, số 20, Alpha Legion và quân đoàn số 17, World Bearer. Cả bốn quân đoàn nhanh chóng triển khai lực lượng của mình xung quanh lòng trào và lực lượng phản loạn có vẻ như đã mất đi tinh thần của mình khi nhận ra sự hiện diện của Imperium đã là gấp đôi và bắt đầu rút lui khỏi các hàng công sự bên ngoài. Cùng chính vào lúc này, Ferrus Manus đã xác định được vị trí của Fulgrim tại trung tâm của hàng ngũ phản loạn. Ông đã ra lệnh cho các Terminator Moloch của mình tấn công tổng lực trong khi Korax và Vulcan thúc giục ông hãy lùi quân. Các Raven God và Slamanders đã phải hứng chịu những tổn thất lên tới hàng ngàn và cả hai vị Primarch đều cho rằng toàn bộ lực lượng của mình nên tập hợp lại để đợt tấn công thứ hai bắt đầu. Nhưng Ferus sẽ không để mất cơ hội hỏi tội Fulgrim, nhất là bây giờ hắn đã đứng ngay trong tầm mắt của ông. Ông chọn tiếp tục cùng các Iron Hands tiến công. Các Terminator tinh nhuệ nhất của Iron Hands tiến vào đài chỉ huy của Emperor Children và bắt đầu giao chiến dữ dội với chính lực lượng tinh nhuệ Phoenix Guard của Emperor Children. Và Ferus cuối cùng cũng có thể đối đầu với Phượng Hoàng. Nhưng trước khi giao chiến bằng vũ khí Họ chọn bắt đầu bằng ngôn từ Fulgrim chỉ mỉm cười trước cơn cuồng nộ của người bạn cũ Nói rằng Hắn đã đưa ra đề nghị với Ferus bằng sự thiện trí Chứ không phải phản bội Rằng hoàng đế là một kẻ ích kỷ Đã phản bội các con của mình Để có được sức mạnh của thành thần Và chỉ Horus mới có thể đem lại trật tự mới cho Imperium Nhưng Ferus đáp lại rằng Hành động của Horus chỉ được thúc đẩy bởi cơn khát thực quyền lực Mà hắn không xứng đáng Ông hứa với hắn rằng lực lượng của War Master đã đi đến cuối con đường của mình Rằng tất cả chúng đã bị áp đảo bởi lực lượng trung thành của Hoàng đế Đến đây, Fulgrim đã không còn giữ được chàng cười của mình Hắn chỉ vào đợt tiến công thứ hai của Ferris Bốn quân đoàn vừa đổ bộ đã giàn quần khắp thao miệng của lòng trào Bằng một điệu cười chế nhạo, hắn tuyên bố rằng Những quân đoàn mà người đang thấy kia không hề trung thành với Hoàng đế Họ đều đã thề như vậy với Horus Trước khi Ferus kêu nhận ra sự nghiệt ngã của những lời lẽ ấy, một ngọn pháo sáng đã được bắn lên từ đài chỉ huy của quần phản loạn và sự tĩnh lặng bỗng bao trùm tất cả. Trước khi đợt tiến công thứ hai nổ súng, nhắm vào đợt tiến công thứ nhất của Ferus, đúng như lời của Furin, tất cả chúng đều đã phản bội. Đúng như tính toán của Master, khao khát được phục hận của Ferus đã khiến ông dàn lực lượng của mình quá mong trong lòng chào đợt tiến công đầu tiên trước đó đã khiến cho các Raven God và Slamders chịu tổn thất lên tới hàng ngàn Astartes. Giờ đây, khi bộ mặt thật của đợt tiến công thứ hai đã lộ rõ, quân lực của War Master đã bất ngờ tăng lên từ 4 đến 8 quân đoàn Space Marines với kín xung quanh lực lượng trùng thành. Những cơn mưa bom bão đạn lập tức rội xuống lòng chảo từ mọi phía ngay sau phát xung báo hiệu từ đài chỉ huy và trận chiến nhanh chóng biến thành một cuộc thảm sát. Cùng lúc đó, lực lượng phản bội đã lui quân trước đó trong các pháo đài giờ đây lại tiếp tục dường súng về phía các iron hands đang bị kẹt ở giữa bị áp đảo quá bất ngờ toàn bộ lực lượng trung thành nhanh chóng vỡ vụn fulgrim lại tiếp tục cười nhạo về phía người bạn cũ của mình kinh hoàng ferrus dù đã nhận ra rằng sẽ chẳng có lối thoát nào cho cái bẫy mà war master đã dành cho các quân đoàn trung thành của ông ông quay về phía fulgrim và dương vũ khí của mình lên cả hai Primark liền lao vào phía nhau và giải phóng lòng căm thù của mình. Virus cầm trên tay thanh kiếm Fireblade chém tới tấp vào Furim với cây búa Forkbreaker trên tay hắn. Ban đầu, Primark của Iron Hands đã tỏ ra mạnh mẽ hơn và gần như đã chém bước đầu của Furim với thanh kiếm rực lửa từng tô về hắn. Sợ sẽ mất mạng, Furim chuyển sang vũ khí thứ hai của mình là thanh gươm quỷ mà hắn đã có được từ bề tôi của Slanes để đỡ lấy nhát chém của Ferus lưỡi gươm bạc liền giải phóng sức mạnh của Warp cho phép Fulgrim chém một nhát sâu trên ngực của Ferrus khiến ông ngã quỵ. Nhưng khi thời khắc đã tới để hắn hoàn tất lời thề của mình với War Master, hắn lại chợt lượng lự, không thể tự mình ra đòn kết liễu. Chính vào giây phút này, hắn mới nhận ra con người tàn ác mà hắn đã trở thành và sự sai trái mà hắn đã ủng hộ. Nhưng Fulgrim cũng đã nhận ra rằng hắn đã đi quá xa để có thể buông bỏ và rằng tất cả mọi thứ hắn từng tin tưởng giờ đã là cát bụi. Con quỷ trong lưỡi gươm bạc hướng dẫn đôi tay và ý chí của Phượng Hoàng để hắn làm điều mà hắn cần phải làm. Khi Ferris lợi dụng cơ hội để vồ lấy vũ khí của mình, lưỡi gươm bạc đã giáng xuống với một đòn ngọt, chém đứt lìa thủ cấp vị Primarch của quân đoàn số 10. Linh hồn của Fulgrim cũng đã vĩnh viễn mất đi trong khoảnh khắc này. Nhưng Ferrus Manus không phải là vị Primarch duy nhất được cho là đã hy sinh vào ngày hôm đó Primarch Vulcan và gần như toàn bộ các Slamanders của ông đã bị tấn công bởi vũ khí nguyên tử đến nỗi bốc hơi hoàn toàn. Còn Korax và các Raven God của mình cũng đã gần như phải chịu chung số phận và chỉ may mắn thoát được trong gang tấc. Sau cùng, War Master Horus đã có được một chiến thắng phi thường. Hắn đã tiêu diệt ba quân đoàn Space Marine hùng mạnh của Hoàng đế chỉ trong một ngày duy nhất. Không phải tự nhiên mà trận chiến trên lòng chảo Easter Van Nam được nhớ đến là cuộc thảm sát bãi đục bộ một lần nữa, nó đã chứng minh cho bộ óc chiến thuật vô sỏng của War Master đã biến thất bại trong việc thu phục Ferus Manus trở thành hạt giống cho sự hủy diệt của chính ông và hai quân đoàn trung thành khác. Nhưng Horus biết rõ rằng hắn không hoàn hảo. Vì ngay cả với những kiến thức từ các đồng minh trong Warp, hắn đã nhầm rằng Ferus có thể bị xoay chuyển. Tệ hơn nữa, cả hai chiến thắng tại sao Istvan của hắn đều dựa vào sự bất ngờ, điều mà giờ đây đã không còn nữa. Kẻ thù của War Master biết rằng hắn đang tìm đến họ, và họ sẽ sẵn sàng. Horus sẽ buộc phải đánh bại hoàng đế và những người con trung thành còn lại của ngài tại Terra, một kênh nhánh cháo, trước khi cơn bão Ruin Storm tại Koth tan biến và toàn bộ sức mạnh của Imperium of Men có thể được tập hợp. nóng lòng muốn đoạt lấy vinh hiển của mình, War Master hạ lệnh cho toàn bộ lực lượng của mình rời khỏi sao Istvan. hành trình toàn lấy ngai vàng Terra đã bắt đầu. Chương 19 cuộc chiến trong lòng Webway. Sâu dưới cung điện hoàng gia tại Terra, hoàng đế đã cùng với các bề tôi thực hiện dự án vĩ đại của mình. Đó là hệ thống Webway hoàng gia. Tuyến đường nằm giữa thực tại và Warp sẽ mãi mãi giải phóng nhân loại khỏi sự lệ thuộc vào Immaterium và những hiểm nguy đang ẩn trong lòng nó. Nhưng không may, Primark Magnus Direct đã bị hỗn mang đánh lừa, trong nỗ lực cảnh báo hoàng đế về cuộc phản loạn của World Master Horus, Magnus đã phá hỏng tấm màn chắn sai kích của Webway, giúp cho bè lũ quỷ dữ vô tận của Warp tràn vào tuyến đường, và hoàng đế buộc phải bảo vệ Imperium khỏi một cuộc chiến thứ hai chống lại hỗn mang trong lòng Webway. Nếu thất bại, bè lũ quỷ dữ của các ác thần sẽ tràn qua cánh cổng Warp bên dưới cung điện hoàng gia và rồi hủy diệt chính Terra và Imperium of Man cũng sẽ không còn nữa. Ngay sau khi các lỗ hồng trong Wellway xuất hiện, Hoàng đế đã cử Legio Custodes, Sister of Silence và các quân đoàn Titan của Mechanicum chấn giữ lũ quỷ, trong khi ngài buộc phải ngồi yên trên thiết bị Golden Throne để duy trì lá chắn sai kích cho các adept của Mechanicum dốc toàn lực để sửa chữa những thiệt hại. Ban đầu, mọi thứ có vẻ đã diễn ra tương đối thuận lợi. Cuộc chiến trong Wellway nhanh chóng rơi vào khuôn mẫu Legio Custodians dựng lên hàng loạt các vị trí phòng ngự, phòng tỏa các khu vực trọng yếu. Đằng sau các đồn trú này, Mechanicum làm việc không ngơi nghỉ để hàn gắn lại những lỗ hồng. Trong khi họ làm việc, các Custodian và lực lượng chống Psyker Sister of Silence không ngừng thực hiện các cuộc tấn công chấp nhoáng và lũ quỷ để ngăn chúng có cơ hội tập hợp thành một đạo quân đủ lớn để áp đảo lực lượng của Imperium. Nhưng mặc cho những nỗ lực quyền mình này, tại nhiều lần lũ quỷ có cơ hội chạm tới cánh cổng warp của, của Golden Throne. Những hy sinh anh dũng đã được tạo nên khi các Custodians và Sister of Silence nỗ lực đẩy lùi lũ quỷ. Nhưng tình hình chỉ ngày càng tệ hơn cho lực lượng của Hoàng đế khi quân lực của Hôn Mang được bổ sung với các Greater Demon, Asati à, phản bội và thậm chí là các quân đoàn Titan bị tha hóa của Mechanicum. Xung đột khốc liệt đã diễn ra trong lòng Webway trong gần 5 năm. Cuối thời điểm này, quân lực của Emperor đã chuyển hoàn toàn về thế phòng ngự tại một thành phố Eldar cổ đại trong Huawei, được biết đến là thành phố Bất Khả. Sau 5 tháng khốc liệt, Legio Custodes và các Sister of Silent đã hứng chịu những tổn thất lên tới sấp xỉ 90% quân lực của họ. Hai, Trong số 3 vị chỉ huy của các Custodians đã tử trận, chỉ còn lại một người là Ra Edimon, đảm nhận vị trí lãnh đạo lực lượng phòng thủ của Imperium. Sau cùng thì, sự kiên nhẫn của các ác thần đã cạn và chúng quyết định sẽ tạo ra thế áp đoàn lực lượng của Imperium bằng một đợt càn quét cuối cùng. Dẫn đầu bởi con ác quỷ mang tên Ragnian, thức thời đen tối được tạo nên từ hành động giết người đầu tiên của nhân loại. Sau khi lũ quỷ bắt đầu vây hãm thành phố Bất Kha, quân lực của Imperium đã chống cự được suốt nhiều tuần liền trước bè lũ quỷ giữ và Asati phản bội. Nhưng chiến trận quá đỗi tàn khốc và không một chiến binh nào có thời gian người nghỉ và khi những bức tường thành cuối cùng đã sụp đổ trước sức mạnh của các thai thần phản bội của Legio Aurex, Ragnan và bầy quỷ của hắn liên bùa vây khắp thành phố và áp đảo hoàn toàn lực lượng của Imperium, buộc họ phải rút lui với điểm cố thủ cuối cùng của mình, chính là cánh cổng Webway của cung điện Hoàng gia. Một thảm kịch mới lại chuẩn bị nốt chừng Terra. Nhưng Hoàng đế đã chuẩn bị sẵn cho thời khắc đen tối này. Trong suốt nhiều tháng trời trước đó, ngài đã cho thu thập vô số sai cơ trên khắp Imperium. Họ được nhớ tới là các Unspoken Sanction. Họ rồi sẽ được góp công mình trong cuộc chiến bảo vệ Terra của Hoàng đế bằng việc hy sinh sức mạnh và linh hồn của mình cho Golden Throne. Cũng như những sai cơ trước đó đã hy sinh cho ngọn Astronomicon. Hàng triệu sai cơ không tên đã được liên kết với ngai vàng của Webway, nơi mà mạng sống của họ sẽ cạn dần trong giây lát. Nhưng cái chết của họ sẽ trao cho hoàng đế sức mạnh Để ngài rời khỏi Golden Throne Trong một ngày duy nhất Một ngày duy nhất này Để ngài cứu lấy Terra Và Emporium of Man khỏi bóng đêm vĩnh hằng Và như vậy Sau gần nửa thập kỷ gắn mình với chiếc Golden Throne Hoàng đế đã đứng dậy Và tiến vào Webway xuất hiện như một ngôi sao được cháy trước bè lũ quỷ dữ của hồn ma. Vì sao của hoàng đế cũng giống như ngọn Astronomicon của ngài nó đem ánh sáng ấm áp của bình minh tới nơi không có mặt trời và thiêu đốt lũ quỷ trên mặt ngài thành trò bụi trong giây lát. Lực lượng đã kiệt quệ của các Custodes và Sister of Silence như được sinh ra thêm một lần nữa. Họ lại cùng nhau đứng lên và cùng chủ nhân vĩ đại của họ chiến đấu không mệt mỏi. Nhận ra giữ hủy diệt sắp đến với mình, quân đoàn của ôn màng trùn bước. Hoàng đế liền dương lưỡi kiếm tuyệt mỹ của mình lên và cất tiếng gọi vào Warp theo lời kêu gọi của ngài một đội quân rực lửa thiêu đốt mọi men diện tích mà lũ quỷ đang hiện diện họ là những linh hồn đã hy sinh anh dũng của imperium quay trở lại thêm một lần cuối cùng để cứu giúp nhân loại trong thời khắc đền tối nhất đứng đầu hàng ngũ lộng lẫy của họ là dáng hình khổng lồ nhưng thân thuộc của primarch ferrus manus chỉ khi đó chủ nhân của loài người mới đau khổ nhận ra rằng người con thứ 10 của ngài đã tử trận ở đâu đó cách xa đất mẹ và cứ như vậy sức mạnh của hoàng đế cùng những người lính quả cảm của ngài đã dần đẩy lùi lũ quỷ ra khỏi cánh cổng Wap. và khi chúng đã thoái lui, hoàng đế đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng của mình nhanh chóng trở về cung điện hoàng gia. và đó chính là lúc mà Dragnian lộ diện. dưới hình hài của một kẻ man rợ cổ đại, hắn cầm trên tay một thanh gươm lớn và lập tức tấn công hoàng đế. trong lúc giao tranh, hắn đã đâm được lưỡi gươm của mình vào ngực ngài và rồi hóa mình vào chính lưỡi gươm đó, thấy rằng hắn sẽ là thần chết của ngài. Nhưng chủ nhân của loài người đã gạt phăng lời của con quỷ và rút thanh gươm ra khỏi ngực mình rồi bất ngờ phóng nó vào người chỉ huy Ra Adimion. Ra đã bị đâm bởi từ vũ khí báng bổ, nhưng đồng thời ông đã giam cầm Ragnian trong chính da thịt của mình. Hoàng đế đã ra mệnh lệnh cuối cùng của mình cho Ra. Ông sẽ mang con quỷ trong ông đi vào những mê cung vô tận của Webway quyết tâm sẽ đi đến chừng nào mà cơ thể siêu phàm của mình còn trụ được. Như vậy, Imperium mới có thể an toàn trước nanh vuốt của Ragnan, còn quỷ mà ngay cả hoàng đế cũng không thể tiêu diệt. Và cũng như bao lần khác, Ra Ademon đã làm điều mà một bê tôi trung thành vẫn luôn làm, điều mà ông vẫn luôn làm, tuần lệnh. Sau khi nhiệm vụ cuối cùng đã, đã giao phó cho Ra, Hoàng đế bỏ lại thành phố bất khả phía sau và trở lại Golden Throne sau khi chiến binh sống sót cuối cùng đã rời qua hệ thống Wellway. Ngài cho phong ấn cánh cổng Warp, nhưng Golden Throne lại một lần nữa trở thành nhà tù của ngài. Bè lũ hụn mang sẽ lại trực chờ phía kia cánh cổng và chỉ có sức mạnh của ngài truyền qua Golden Throne mới có thể ngăn cản bước tiến của chúng. Sau tất cả, giấc mơ của ngài đã tan vỡ. Trường 20 chuẩn bị cho ngày tàn. Không mất quá nhiều thời gian để tin tức về cuộc thảm sát tại Istvan 5 chạm tới Terra. War Master đã có được chiến thắng vĩ đại nhất của mình. Hắn đã tiêu diệt được 3 quân đoàn Space trung thành và có thêm 4 quân đoàn khác đứng về phía mình. Giờ thì cả Rogadon và Makador đều đã nhận thức được rằng tư tưởng phản loạn của Horus có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong Imperium hơn những gì mà họ có thể tưởng tượng. Trong khi đang sững sờ trước tin tức về thảm kịch tại hệ Estevan, cả hai đã nhận được một lời mời bất ngờ từ phía dưới cung điện hoàng gia, từ chính hoàng đế nhân loại. Sau cùng thì, ngài cũng đã có thể đưa ra lời giải thích về giấc mơ đã vỡ vụn đằng sau cánh cổng quáp của mình và đưa ra sự dẫn lối cho bề tôi của mình trước đêm đèn sắp tới. Vị Primarch của Imperial Fist và nhiếp chính vương macro nhanh chóng được đứng trước thiết bị Golden Throne hùng vĩ. Chủ nhân của loài người đang ngồi trên một ngai vàng lớn cao hơn 10 mét cồng cành một tổ hợp rối bời của dây cáp ống dẫn và máy điện trăng trịt quanh vị trí ngồi và gắn vào chính cơ thể ngài những luồng điện xẹt trên đầu hoàng đế như thể những tia chớp mắt ngài nhắm nghiền trong khi ngồi nghiêm nghị không động tĩnh toàn bộ công trình từ bao bọc bởi kim loại mạ vàng bên dưới nó là hàng trăm adept của mechanicum đang say sưa với các công việc phức tạp của mình quanh các bảng điều khiển và đèn hiệu vị vua của nhân loại từ từ mở mắt và chào đón các bỉ tối của mình Ngài liền lập tức bắt đầu nói những gì mà ngài cần phải nói, giải thích về tất cả những gì mà ngài mong muốn đạt được khi bỏ lại cuộc Red Crusade và về sự sụp đổ của giấc mơ đó. Sau khi đã hoàn thành câu chuyện của mình, ngài nhìn về phía Rogadon và Macro và rồi giao cho họ những nhiệm vụ cuối cùng của mình. Đầu tiên, Don sẽ gửi lời kêu gọi tới các Primarch vẫn còn sự trung thành với Imperium cùng trở lại Terra để bảo vệ nó khỏi sự tấn công của lực lượng phản loạn và quan trọng nhất ông sẽ cần phải kiếm thêm thời gian để họ kịp trở lại trước khi Horus chiếm lấy Terra. Ngay sau đó, vị pháp quan của toàn Imperium đã cho ra cố lại toàn hệ thống phong thủ của cung điện hoàng gia. Nhiều kỳ quan hùng vĩ có tuổi đời hàng ngàn năm tuổi đã buộc phải bị phá hủy để nhường chỗ cho các tầng lớp pháo đài, công sự, hệ thống phong thủ và tường thành khổng lồ. Tiếp theo, ông cử bốn đại đội thuộc quân đoàn Imperial Fist của mình tới sao hỏa, chỉ huy bởi Captain Sigismund sau cuộc thảm sát trên Estevan 5. Horus đã thành công trong việc thuyết phục gần một nửa Mechanicum tham gia vào sự phản bội của mình và đang gây ra một cuộc nội chiến đâm máu ngay trên lòng sao hỏa. Cầm đầu lực lượng phản bội là Cable vị Fabricator General của toàn sao hỏa, đã chọn quay lưng lại với hoàng đế vì hắn đã được hứa rằng dưới sự cai trị của Horus sẽ không có bất kỳ kiến thức, công nghệ nào bị Imperium cầm đoán cả. Khi lực lượng Imperial tới nơi họ đã sớm nhận ra bộ phận trung thành tại sao hỏa đã và đang chiến đấu trong vô vọng. Nhưng cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Space Marine, họ đã thành công trong việc chiếm giữ một cơ sở tài nguyên công nghệ quan trọng của hành tinh đỏ. Nhưng sao hỏa đã bị khuất phục bởi phe phản bội mà sau này được biết đến là Dark Mechanicum. Nhưng đồng thời, cuộc nội chiến này đã khiến cho toàn sao hỏa bị suy yếu nghiêm trọng, dù cho Imperium có thể lập ra một vành đai phong tỏa lực lượng phản bội xa hỏa, sẽ bị cách ly của toàn hệ mặt trời và sẽ không thể can dự vào chiến chậm sắp tới tại Terra. Khi lực lượng của Horus bắt đầu rời khỏi hệ sao Istovan và tiến về Terra, đòn đã lập tức tổ chức việc phòng thủ của toàn hệ mặt trời với việc dựng nên các vành đai phòng thủ quanh cả hành tinh, bắt đầu từ rìa ngoài cùng của hệ là sao Diêm Vương và kết thúc tại quỹ đạo của Luna và Terra. Mỗi vành đai đều là một đạo quân hùng mạnh luôn luôn sẵn sàng để đối đầu với hạm đội của War Master bên dưới bề mặt các hành tinh và các mặt trăng của chúng mỗi km vuông đều được phủ kín với những tầng lớp pháo đài bồng kè những họng pháo và tên lửa trải dài đến vô tận và các điểm đóng quân của lực lượng phòng thủ được huy động từ khắp nơi trong imperium phía trên quỹ đạo là hàng trăm ngàn tàu chiến khổng lồ của hạm đội armada imperialis mỗi chiếc đều dài đến nhiều km được trang bị hệ thống hỏa lực có thể săn bằng cả hệ thống sao và vây kín các vùng không gian xung quanh là những bãi mìn vô tận trải dài đến cả trăm nghìn cây số quanh các vành đai Chúng nắm bất động trực chờ con mồi trong khoảng không Như thể như hạt bụi được dài ra từ bàn tay của một vị thần khổng lồ Vành đai thứ nhất là khu vực phòng thủ phía ngoài Từ sao Diêm Vương đến sao Hải Vương Nó được chỉ huy bởi First Captain Sergismund tại sao Diêm Vương Vành đai thứ hai bao vây sao Thiên Vương Nó được chỉ huy bởi Fleet Master Hobrecht Vành đai thứ ba giám sát khu vực sao Mộc Nó được chỉ huy bởi General Ephraim Vành đai thứ tư do Siege Master Cambadias chỉ huy và giám sát việc phong tỏa xa hỏa do Dark Mechanicum chiếm đóng. Là lớp phòng ngự lớn thứ hai chỉ đứng sau vành đai thứ năm của Terra và Luna được giám sát bởi chính Primarch Rogadon và xoài hạm Phalanx của ông. Một hạm đội thuộc quân đoàn White Scars đã được triển khai ở trên và giữa đĩa thiên hà nhằm ngăn chặn các cuộc di chuyển biển sườn. Nhưng hầu hết các Astartes đã được tập hợp về Terra để cùng bảo vệ hành tinh mẹ. Các tàu chiến của họ được vận hành chủ yếu bởi các servitor, các adept của Mechanicum và các phi hành đoàn con người của quân đoàn. Mục tiêu của Don là ngăn chặn lực lượng của Horus đủ lâu cho đến khi các Primarch trung thành còn lại tới được Terra cùng với quân tức viện của họ. Khi đội quân của World Master tới nơi, Rugadon sẽ đảm bảo hắn sẽ không thể chạm tới Terra một cách dễ dàng. Trong khi đó, nhiệm vụ mà hoàng đế giao cho Macro, tuy khác biệt nhưng cũng không kém phần quan trọng. Sự thất bại trong Webway đồng nghĩa với việc giấc mơ của hoàng đế đã tan vỡ. Nhân loại sẽ không bao giờ có cơ hội được bước đến một Imperium được giải phóng mãi mãi có sự thao túng và suy đổi của hồn ma, và cũng sẽ không thể trở lại kỷ nguyên vàng mà họ đã từng đạt được trước đây. Mối liên kết của Horus với hồn ma đã mở ra một nguy cơ mới với sự phản trắc sẽ sâu đẩy Imperium trong nhiều thế hệ tiếp theo. Một con đường mới cần phải được dựng lên nếu loài người muốn sống sót trước mối đe dọa không ngờ nghỉ của các vị thần bóng đêm. Như mọi khi chỉ có Magador là người mà ngài tin tưởng để làm việc cần phải làm Magador đã được lệnh truy tìm những cá nhân với kỹ năng và phẩm giá xứng đáng những người được chọn này sẽ là tiền nhân của một tổ chức nhà điều tra và thẩm phán mà sau này được biết đến là tòa thẩm giáo the inquisition chừng nào họ còn tồn tại một thảm kịch như sự phản bội của horus sẽ không bao giờ có thể tái diễn sau khi sự chuẩn bị cho tổ chức này đã hoàn tất Macador sẽ còn thêm một nhiệm vụ cuối cùng mà hoàng đế giao phó. Ông sẽ thay thế ngài ngồi lên thiết bị Golden Throne. Một nhiệm vụ sẽ tước đi mạng sống của chính ông. Nhưng ông sẽ không do dự, vì ông biết rằng thời gian đã không còn và Horus đang tới. Và khi hắn tới, cha và con sẽ gặp nhau một lần cuối cùng vào ngày tận thế. Chương 21: Đại chiến Thái Dương Hệ ngay sau cuộc thảm sát bãi đồ bộ, War Master và quân lực của mình đã lập tức tiến về Terra và chỉ dừng lại để tập hợp thêm quân lực với những kẻ phản chắc hoặc để thiêu dụ những thế giới không chịu khuất phục trên đường đi của hắn. Trong 7 năm tiếp theo, giống như một căn bệnh ung thư, sự phản chắc của Horus đã lây nhiễm toàn bộ cấu trúc của đế chế nhân loại. Ở khắp mọi nơi, những người quả cảm từ bỏ mạng sống của mình để chối bỏ căn bệnh ung thư đó mở ra hàng loạt cuộc nội chiến tàn khốc trên nhiều hành tinh mà chỉ những kẻ phản bội đã từng giúp trình phạt cho Imperium. Được dẫn lối bởi các vị thần hộn mang, quân đoàn phản bội và các đồng minh của chúng không còn phải bận tâm về các quy tắc chiến tranh, thương vong dân sự hay quy mô thiệt hại. Trên vô số thế giới, những chiến binh điên cuồng tàn sát lẫn nhau, những người từng coi nhau là đồng chí, đồng đội, nay lại chém giết lẫn nhau không nhân từ. Để chế nhân loại, ta rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy kể từ những ngày tăm tối của Âu Night. Chỉ trong 7 năm này, hàng loạt cuộc xung đột tàn khốc nhất lịch sử loài người đã diễn ra. Trên thế giới tổ ong Trunks, hơn một triệu chiến binh đã chết chỉ trong một ngày trên các bãi thảm sát của Portugal. Trên sa mạc rực lửa Tha Lan, 100 vạn cỗ xe tăng đã đồng độ trong cuộc tiến công bằng phương tiện cơ giới lớn nhất lịch sử nhân loại. Hay trong cuộc đổ bộ trên Fort Worth và Nahem, ba thành phố tổ ong của nó với hơn 100 tỷ sinh mạng đã bị lực lượng nổi dậy xóa sổ như một lời cảnh báo chống lại sự kháng cự. Nhưng những người lính trung thành với chủ nhân của loài người vẫn chiến đấu đến người cuối cùng. Một cách chậm rãi nhưng có hệ thống, Horus và quân đoàn phản bội đã tạo ra một con đường máu xuyên qua thiên hà, được thắp sáng bởi những gian lửa hạt nhân đang thiêu rụi vô số thế giới. Đi ra từ những chiến thắng vĩ đại và tàn nhẫn đó, War Master lại có nhận được nhiều ân điển từ các vị thần của Warp. Thời gian đã điểm để hắn chỉ huy cuộc chiến cuối cùng trên Terra và chấm dứt vương triều của hoàng đế nhân loại. Nhưng hắn cũng biết rõ rằng kẻ thù của hắn sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Pháp quan Rogadon đã tạo nên cho hành tinh mẹ của loài người một hệ thống phòng ngự phỉ thường. Toàn bộ hệ mặt trời ta đã được ông cho thành lập năm vành đai phòng vệ chồng chéo nhau dưới quyền chỉ huy của những vị tướng lỗi lạc, những bậc thầy chiến tranh của lực lượng Space Marines nằm trong lòng bàn tay của họ chính là các hạm đội tàu chiến hùng mạnh nhất của Imperium of Man và hệ thống phòng ngự mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt cả những vì sao nó đã ngăn cản đến tối thiểu nỗ lực dò thám của Horus và khóa kín lực lượng phản bội Dark Mechanicum trên sao hỏa. Ba quân đoàn Spermarine trung thành với Hoàng đế sẽ đối đầu với lực lượng của Warmaster Master tại Terra, bao gồm quân đoàn Blood Angels của Zanguinius, White Scars của Jakartai Khan và Imperial Fist của Dawn. Đứng cùng họ là hơn 200 tỷ người lính của lực lượng quân đội Hoàng gia, nhiều quân đoàn Titans của Mechanicum và các cấm vệ quân vàng Custodes và Sister of Silence của Hoàng đế nhưng mặc cho tất cả những con số này Don biết rằng nó vẫn chưa đủ để đánh bại War Master Vị pháp quan của Terra chỉ có hy vọng rằng Họ sẽ giữ vững được những bức tường thành của cung điện hoàng gia đủ lâu Cho đến khi quân tiếp viện tới nơi Đối đầu với họ là 8 trong tổng số 9 quân đoàn Space Marine phản bội Chỉ có quân đoàn Alpha Legion sẽ không góp mặt Dù trước đó chúng đã giúp Horus đánh dấu các tuyến phòng thủ phía ngoài của hệ mặt trời Nhưng đã được cử đi để ngăn chặn sự chi viện của các quân đoàn trung thành sẽ tiến vào từ bên ngoài hệ mặt trời. Đứng cạnh Asate phản bội này là hàng trăm trung đoàn phản loạn của lực lượng quân đội hoàng gia, nhiều quân đoàn Titans của Dark Mechanicum và lỗ quỷ vô tận của hồn mang được triệu hồi từ Warp. Thế trận mà Terra đang phải đối mặt là vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là vô vọng. Nhưng Horus cũng như đòn biết rõ rằng kế hoạch của hắn dựa nhiều vào tốc độ nếu hắn để cuộc chiến tại Terra trở thành bài thử của sự kiên trì thì ngay cả quân lực của hồn mang rồi cũng sẽ phải chùn bước. Và rồi cuối cùng, vào ngày mở đầu cho chuỗi 365 ngày đêm tuần hoàn trên đất mẹ Terra, ngày của hy vọng, của sự khởi đầu mới, ngày đầu tiên trong năm thứ 14 của thiên niên kỷ thứ 31, Horus và học đội phản loạn của hắn đã chạm đến Thái Dương Nghệ và cuộc đại chiến chính thức bắt đầu khởi đầu với cuộc tấn công vào vành đai thứ nhất, chỉ huy bởi First Captain Sigismund của quân đoàn Imperial Fist. Nó bảo vệ hai trong số các điểm trọng yếu nhất của hệ thống sao là hai cánh cổng warp cổ đại nằm ở quỹ đạo sao Thiên Vương và quỹ đạo sao Dương Vương. Hai cánh cổng này được xây dựng bởi liên minh loài người từ thời kỷ nguyên của công nghệ và cho phép các chuyến tàu nhảy warp thẳng vào hệ thống sao mà không cần phải dừng chân tại các điểm giới hạn của các bước nhảy warp, làm giảm thiểu đến đáng kể thời gian du hành warp của các tàu không gian. Nắm được điều này, Horus đã cho hạm đội thuộc quân đoàn Iron Warriors và Sun Horus đồng thời tấn công ồ ạt và hai cánh cổng. Mặc dù những người lính trung thành có lợi thế về sự chuẩn bị và hệ thống phòng thủ quý đào mạnh mẽ, tiêu biểu là các pháo đài mặt trăng khổng lồ. Nhưng hạm đội phản loạn lại có được ưu thế lớn hơn về số lượng áp đảo và sự hỗ trợ từ Warp của các vị thần hộn ma. Thêm vào đó, quân lực của Horus còn có được sơ đồ chi tiết về sự bố trí lực lượng của quân phòng thủ do quân đoàn Alpha Legion cung cấp trước đó nên mặc cho hàng phòng thủ dày đặc của vành đài thứ nhất, War Master đã đoạt lấy cả hai cánh cổng chỉ sau vài ngày giao tranh. Tuy hàng đội phản bội của War Master cũng đã phải hứng chịu những tổn thất không thể đóng đếm do sự chống trả quyết liệt của lực lượng trung thành và sự tự hủy diệt bất ngờ của pháo đài mặt trăng của sáu diêm vương. Nhưng những thiệt hại về số lượng chưa bao giờ là vấn đề trong kế hoạch của quân đoàn phản trắc. Trong khi hàng chục ngàn tàu chiến đã hóa thành trò tàn ngoài thực tại, thì đội của World Master trong Warp vẫn luôn sẵn sàng để thế chỗ anh em chúng tại hệ mặt trời. Đồng thời, với cuộc tấn công tại vành đài thứ nhất, thì một hạm đội thứ hai của World Master đã bỏ qua gần như hoàn toàn bốn vành đài phòng vệ phía ngoài bằng cách tiếp cận hệ mặt trời từ phía trên đĩa thiên hà thẳng vào giữa vụ không gian của Terra và Sao Hỏa. Tuy đã gặp nhiều khó khăn do sự tấn công của hạm đội thuộc quân đoàn White được bố trí tại đây, nhưng điều duy nhất mà hạm đội trung thành có thể làm chỉ là làm chậm bước tiến của chúng. Nhưng sau cùng, đây cũng chính là kết quả tốt nhất mà họ có thể làm được và cũng là kết quả mà họ mong muốn đạt được. Vì Warmaster Master, dù có ưu thế gần như áp đảo về lực lượng và tính cơ động, hắn vẫn phải chạy đùa với thời gian, chạy đùa với thất bại. Vì sau lưng hắn chính là các quân đoàn trung thành của Primarch Robert e. Gilliman, leman Russ và Leon L. Johnson. Tất cả họ đều đang nỗ lực trở lại Terra nhanh nhất có thể. Và nếu Horus không chiếm được Terra trước đó họ trở lại, thì chiến thắng sẽ không còn là mục tiêu mà hắn có thể nắm bắt. Nhận thức rõ điều này, ngay sau khi đánh bại được Gawaii Scars, hàng đội phản loạn tại quý đạo của xá hỏa với hàng chục ngàn tàu chiến, bao gồm các quân đoàn Sun of Horrors, Thousand Suns và World Bearers, đã ngay lập tức tấn công vào vành đai của hành tinh đỏ và giải thoát thành công Dark Mechanicum khỏi sự phong tỏa của Imperial. Ngay sau đó, vành đai thứ nhất, thứ hai và thứ ba cũng đã lần lượt rơi vào tay của World Master ngay sau đó, trong khi hạm đội phía ngoài của Gromaster vẫn đang từng bước phá bỏ các vành đai phòng thủ, thì hạm đội phản bội phía trong tại quỹ đạo của Sao hỏa đã chia làm 3 hướng: một của lực lượng Dark Mechanicum tiếp tục bắn phá vào vành đai phòng tỏa; một được chỉ huy bởi Ezekiel Abaddon di chuyển về phía Luna, mặt trăng của Terra, và tấn công vào vòng quỹ đạo được trang bị hệ thống phòng ngự thậm chí còn mạnh mẽ hơn các vành đai của Sao hỏa bằng cách lao thẳng trước tàu chiến mang tên World của mình vào đó. Đồng thời, hạm đội thứ ba của quân đoàn Thousand Suns dẫn đầu bởi Chief Librarian Arikman đã tiến về phía một tiểu hành tinh nhân tạo nằm cạnh sao hỏa, nơi từng có một điện thờ dành cho hoàng đế do các World Bearer xây dựng trong cuộc Red Crusade. Tại đó, Arikman đã thực hiện một nghi lễ đèn tối kết hợp giữa sự hiến tế sinh mạng của các tín đồ hỗn mang và sự sắp xếp đặc biệt của các hành tinh trong hệ mặt trời. Và khi nó hoàn tất, một cổng warp khổng lồ đã mở ra che khuất mặt trời phía trên Luna, bắt nguồn từ chính rãnh nước rộng hơn 20 km vuông tại vòng quỹ đạo của Luna được gây ra do cú va chạm trước đó với chiếc chiến hạm War Earth của Abaddon. Và từ trong nó thì cuối cùng, War Master Horus đã xuất hiện. Hắn chỉ huy xoài hạm Vengeful Spirit và dẫn đầu một hạm đội hùng vĩ với hàng chục ngàn tàu chiến khổng lồ bao gồm các quân đoàn Sons of Horus, Emperor Children, Dead God và Thousand Sons. Sau cùng thì, hạm đội phản loạn của Horus cao tại giao bóng của mình lên nền trời Terra. Ngay khi thấy dấu hiệu của tàu địch, Primarch Rogadon đã đích thân chỉ huy chiếc xoáy hạm phơi quyết tâm ngăn chặn sự tấn công và quỹ đạo Luna và Terra. Tuy nhiên sau đó, một Demon Prince của Warp mang tên Samus đã được giải phóng ngay bên trong chiếc xoáy hạm của ông. Còn quỷ này mạnh mẽ đến mức, ngay cả sự trì viện của Sigismund từ sao riêng Vương cũng không thể sai chuyển tình thế. Don đã tự mình chiến đấu với Samus và đã nhiều lần hạ được nó nhưng mỗi khi chết, Samus lại tái sinh bằng cách chiếm hữu một trong các xác chết gần đó. Nhưng ngay trước khi nó chiếm được Phoenix và Don chuẩn bị ra lệnh tự hủy, thì Mercedes Olyton, chủ thể của con quỷ đã tự sát và trục xuất được nó trở lại Warp. Tuy nhiên, Phoenix đã bị hư hại nặng và với ham đội phản bội về quanh họ, Don đã buộc phải ra lệnh đưa Phoenix ra khỏi vòng chiến ngoài rìa của hệ. Ngay sau đó, hạm đội sâu lờ hùng mạnh của Terra cũng đã nhanh chóng bị áp đảo trước hạm đội của Horus và gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn sau 30 ngày giao tranh trên quỹ đạo Terra và Luna. Các căn cứ trên mặt trăng đã thất thủ và các hạm đội phòng thủ đã bị phân tán. Trên sao hỏa, cũng như toàn bộ thái dương hệ và trên toàn Imperium of Man rộng lớn, cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn. Vành đai cuối cùng đã sụp đổ, bầu trời sáng bừng lên vì bão lửa. Cuộc vây hãm Terra bắt đầu. chương 22 Cuộc vây hãm Terra Lần cuối cùng Horus nhìn xuống cung điện Hoàng gia Hắn đã nhận ra mình phải giải phóng toàn bộ lực lượng Asatis và Titan phản bội của mình để đánh bại hai phòng ngự của lực lượng trung thành từ những hàng tường thành kiên cố dài hàng chục mét tới những ụ súng tự động khổng lồ và kiên năng lượng trang chịt bao quanh chúng Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa Tổ hợp khổng lồ trải rộng từ hàng chục vạn km vuông của cung điện Hoàng gia đang được bao bọc bởi một màn tràn sai kích mạnh mẽ gần như không thể xuyên phá, điều hoàng đế tạo ra gọi là bức màn Aegis. Tệ hơn nữa, sự hiện diện của ngài trên Golden Throne đã ngăn cản những thức thể của Warp và các Primarch phản bội đã thăng thiên và trở thành Demon Prince xuất hiện trên nền đất Terra. Để vô hiệu hóa sự bảo vệ này, Horus và Magnus Zyret đã cùng nhau đưa tâm trí của mình vào Warp để cùng chống lại sức mạnh sai kích của hoàng đế cơ hội tốt nhất để War Master có thể chiến thắng đó là nhanh chóng gây ra tối đa thiệt hại cho cung điện hoàng gia nhằm ép cha mình ra khỏi Golden Throne để đối đầu trực tiếp với hắn một lần cuối cùng. Hắn tin rằng, hay đúng hơn là các ác thần đã khiến hắn tin rằng cái chết của hoàng đế sẽ mang Imperium of Man về tay hắn. Và đó là vào ngày Secondus thứ 13, cuộc dội bom lên đất mẹ của nhân loại bắt đầu. Từ quỹ đạo, Hạm đội lớn đến mức không tưởng của War Master đã đồng loạt rội dụng như loạt tiền lửa và trùng năng lượng chết người, mục đích là làm tê liệt hệ thống phòng thủ xung quanh cung điện cũng như toàn địa cầu, tạo điều kiện cho cuộc xâm lăng toàn diện dưới bề mặt Terra. Chính tại đây, ngay tại trung tâm của vương quốc loài người, số phận của cả thiên Hà sẽ được định đoạt. Trong những ngày cuối cùng đó, bầu trời Terra tối sầm lại bởi khói bụi từ các loạt đạn pháo của cả hai bên và mặt đất bị chia cắt bởi những cơn địa chấn khổng lồ, các mảng kiến tạo dịch chuyển dưới sức ép của các cuộc bắn phá, các dãy núi rung mình, các siêu thành phố sụp đổ và cho đến những sa mạc cằn cỗi. máu và cho của những người lính đã tử trận nhỏ giọt từ bầu trời xám xịt phía trên khiến con người ta điên lên vì sợ hãi. phía trên quỹ đạo, War Master giữ nguyên vị trí của mình trong khi tâm trí của hắn trong warp nỗ lực bóp ngẹt sức mạnh của hoàng đế. Cùng lúc đó, Magnus và chỉ huy của các World Bearers tại cuộc về hãm là Jalurayak thực hiện một nghi lễ để phá hủy màn chắn xung quanh cung điện hoàng gia. Nó yêu cầu lực lượng phản bội nhúng đủ máu lên bề mặt Terra. Nó sẽ trở thành lễ vật cho các vị ác thần, trao cho bề lũ quỷ giữ sức mạnh để vượt qua ý chí của hoàng đế và đặt chân lên nền đất Terra. Để hỗ trợ kế hoạch này, chúng tập trung tấn công vào các khu vực đông dân cư của Terra nhiều thành phố với hàng trăm tỷ cư dân đã bị xóa sổ chỉ trong vài ngày. Nhưng dù cho phần còn lại của Terra nhanh chóng rơi vào tay của lực lượng phản bội, cung điện hoàng gia vẫn đứng vững. Tất cả các cuộc tấn công của quân phản bội và các bức tường thành đều không đạt được các bước đột phá đáng kể. Nhưng rồi, vào ngày Quartus thứ bảy, gần 2 tháng sau khi cuộc vây hãm Terra bắt đầu, cuộc tấn công bằng Asate đầu tiên đã được lực lượng phản loạn tiến hành sau hàng tuần liền tấn công vào các đội quân thấp hèn như những người lính của lực lượng quân đội hoàng gia phản bội những kẻ thờ hỗn mang và dị nhân vân vân ngay giữa những loạt bom của phản bội phía trên hàng chục ngàn chiếc raptor đã được thả xuống bề mặt xung quanh cung điện hoàng gia từ trong chúng một đạo quân spireen phản bội thuộc quân đoàn deadgods dưới sự chỉ huy của primarch Motarion của chúng đã lập tức dàn hàng tiến công chúng đã bị biến đổi trong quá trình di chuyển trong warp bị lây nhiễm bởi một trong những căn bệnh khủng khiếp của vị thần bệnh dịch cơ thể chúng trương phình, hôi hám với xác thịt đang phân hủy và dạp trụ reset. Chúng đã trở thành các Black Marines, giống như Eugene Tempa tại mặt trăng của David. Món quà từ Nergo đã khiến chúng trở nên cực kỳ mạnh mẽ và khó tiêu diệt. Đoàn quân của Nergo tấn công như vũ bão về súng thơ và bệnh dịch chết người vào các hàng phòng ngựa bên ngoài các bức tường thành của cung điện. Cùng lúc đó, lực lượng Dark Mechanicum dưới sự chỉ huy của Keboha đã tới từ xa hoa và cho 9 chiếc tàu chiến vĩ đại thuộc lớp Ark Mechanicus của chúng đâm thẳng vào khu vực vành đai của cung điện hoàng gia. Xác của các chiến hãm khổng lồ và các tấm kiên năng lượng còn hoạt động của chúng đã tạo cho quân lực phản loạn bên dưới các vị trí phòng thủ đầu tiên của chúng tại vùng đồng bằng phía trước cung điện. Tại đó, trong khi Motarion tiếp tục tấn công, Dark Mechanicum sẽ dựng lên những cỗ máy vây hãm của mình và cho đáp số các quân đoàn Titan suy đổi để có thể thực sự bắt đầu cuộc tấn công từ mặt đất của chúng đó là ngày Quartus thứ 15. Cả sức mạnh của hoàng đế và tầm chắn Aegis của ngài xung quanh cung điện đã trở nên đủ suy yếu để cuộc xâm lăng của bình đoàn địa ngục bắt đầu. Khi máu đã đổ thành sông xuống đến đất Terra, tám khẩu đại bác khổng lồ với đầu đạn warp được xây dựng bởi Dark Mechanicum đã đồng loạt khai hỏa vào cấu trúc của cung điện. Hỏa lực tập trung tầm gần của những vũ khí có sức hủy diệt khủng khiếp này Cuối cùng, ta làm quá tải tầm kiến Aegis và những loạt đạn của lực lượng phản bội đã chạm tới được các công trình phía trong của cung điện và gây ra những thiệt hại nặng nề. Tất cả các quân đoàn phản bội có mặt tại cuộc vây hãm Terra cuối cùng đã có thể thực hiện tấn công trực tiếp vào cung điện tiên phong bởi cuộc tàn sát của quân đoàn Guiters. Những kẻ cuồng bọ khát máu được giải phóng từ quỹ đạo dù hàng phòng thủ đang hoảng loạn. Mục tiêu đầu tiên của chúng sẽ là vô hiệu hóa phòng thủ quỹ đạo và chiếm lấy cảng không gian của cung điện nằm ngay sau những hàng phòng thủ đầu tiên của bức tường Vĩnh Hằng. Nhưng trước khi chiến trận ập tới, sự phản bội cuối cùng đã xảy ra với Imperial. Nhiều đơn vị Imperial Army có nhiệm vụ canh giữ bức tường Vĩnh Hằng. Bức tường thành đầu tiên của cung điện đã bất ngờ dường vũ khí của mình về phía các đồng đội. Ngay khi các Spamorin phản bội vừa đáp xuống, nhưng không ai biết liệu đây là một phần của kế hoạch định sẵn của Horus hay do sự cám dỗ và nỗi sợ hãi của những lời truyền đạo liên tục được phát đi từ hàm đội phản loạn phía trên. Nhưng sự phản chặc bất ngờ này, cùng với sự sự yếu nghiêm trọng của sức mạnh của hoàng đế gây ra bởi Horus và Magnus trong Warp đã khiến cho cánh cổng Lionsgate và sau đó là cảng không gian của bức tường vĩnh hằng nhanh chóng rơi vào tay của Warmaster. Với bãi đổ bộ đã được dọn dẹp, Horus liền giải phóng các quân đoàn Titan suy đôi và phương tiện chiến tranh mạnh mẽ khác xuống bề mặt nối tiếp đầu này cao vị thần hỗn mang cũng bắt đầu triệu hồi bầy đàn quỷ dữ của chúng lên đến đất terra rất nhanh chóng vùng đồng bằng phía trước tổ hợp của cung điện đã bị lập kín với những kẻ phản loạn và bè lũ quỷ dữ vô tận từ warp không chần chừ chúng tiến công dữ dội vào các bức tường thành của cung điện dưới sự chỉ đạo của các Primarch phản bội ngày của ngày cuộc vây hãm vẫn tiếp tục cho tới khi thương vong đã là không thể thống kê nổi ở cả hai phía nhưng mê lộ vô tận của hàng công sự phía ngoài Ta sớm bị nghẹt lại bởi những núi xác của cả hai bên Nhưng những cỗ thái thần phản bội vẫn liên tục bắn phá bằng những đầu đạn hủy diệt mạnh mẽ Từng bước bào mòn các lớp tường thành hùng vĩ Và lực lượng phòng thủ dần bị đẩy lùi Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn Hàng tường thành phía trong của cung điện Cuối cùng đã bắt đầu dùng chuyển Trong lúc đó Một vị Primarch trung thành Mà ban đầu Horus tưởng rằng sẽ là đồng minh của hắn lại đang gây ra được nhiều thiệt hại lên quân lực của War Master. Jakartoy Khan và quân đoàn trung thành White Scars của ông cưỡi như chiến xa mạnh mẽ, Hết như phiên bản cơ giới hóa của các chiến binh nguyên thủy vĩ đại tại hành tinh mẹ Kogoris của họ. Đã thực hiện những cuộc tấn công chốc nhoáng vào mạng sườn của quân phản bội phía trước cung điện. Họ hy vọng sẽ nhử được một phần quân lực của chúng ra khỏi cung điện với những đòn đánh tốc độ của mình và đã ít nhiều thành công. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy hàng phòng thủ đang dần yếu đi, Đại Khan đã quyết định thay đổi chiến thuật của mình ông ra lệnh cho các đơn vị cưỡi jet của White Scars và các đại đoàn xe tăng thiết giáp của Imperial Army tập tấn công vào lực lượng phản loạn tại cánh cổng Lionsgate. Cuộc tiến công của các White Scars được thực hiện với ánh nắng bình minh sau lưng đã tạo ra được sự bất ngờ và giúp Imperium giành lại cảng không gian Lionsgate với mục tiêu không chỉ là làm chậm dòng quân tiếp viện của những kẻ phản bội mà còn cho phép các quân đoàn trung thành của Robert T. Gilliman, Lionel Johnson và dễ dàng triển khai lực lượng của mình khi họ tới được Terra. Tuy đã thành công, Đại Khan đã bị thương nặng sau khi đối đầu trực tiếp với người anh em phản loạn Motarion. Và các White sau đó đã dần bị đẩy lùi trước sự tấn công tàn bạo của quân đoàn Dead God. Nhưng sau tất cả, họ đã trao cho, cho lực lượng bảo vệ cùng điện thứ tài nguyên quý giá nhất. Thời gian Nhân ra chiến thuật chống trả của lực lượng trung thành đã tạo ra hiệu quả. Horus ra lệnh cho Putorabo. Primarch của các Iron Warriors trực tiếp chỉ đạo sự tấn công vào cung điện hoàng gia. Iron Warriors là những bậc thầy vĩ đại nhất trong nghệ thuật vây thành trên toàn thiên hạ. Bất cứ điểm yếu nào, dù là nhỏ nhất trên hệ thống phòng thủ của Rogadon, Puturabo sẽ tìm thấy nó. Lần này, sự tin tưởng của War Master đã đặt đúng chỗ. Thay vì tiếp tục tấn công vào các bức tường thành kiên cố, Puturabo đã cho thực hiện một cuộc tấn công dưới mặt đất bằng các máy khoan địa chấn nhằm làm sói mòn nền đất mà các bức tường của cung điện được dựng nên. Cùng lúc đó, các Titan phản bội của Legio Mortis dẫn đầu bởi cỗ Titan Love Emperor là Dias Ire, liên tiếp bắn phá vào các bức tường thành bằng những khẩu pháo macro cannon khổng lồ. Cuối cùng, vào ngày Quintus thứ 11, hàng tường thành phía trong đã sụp đổ. Ngay khi những bức tường thành vĩ đại của cung điện lần lượt hóa thành trò tàn, các Astartes và Titan phản bội tràn vào khuôn viên của cung điện và được chào đón bởi các tình nộ của những chiến binh mặc da vàng của Legio Custodes. Những người đã chiến đấu với sức mạnh và kỹ năng quá đỗi phi thường đã gần như đẩy lùi được lực lượng phản loạn ra khỏi cung điện. Nhưng sau những mất mát to lớn trong lòng Webway, thì lúc này lực lượng của họ đơn giản là quá ít ỏi để chống chọi với cơn thủy chiều tưởng chừng vô tận đang ập vào cung điện. Cuối cùng, Họ đã buộc phải rút lui về tận phòng tuyến cuối cùng của mình Tại cánh cổng Vĩnh Hằng Nơi trấn giữ lối vào chính điện Hoàng gia Trung tâm của cung điện Nơi Hoàng đế đang ngồi trên Golden Throne Tuy vậy Thương vong mà họ đã gây ra cho quân phản loạn Lại là vô cùng lớn Đến mức các Chaos Titan đã buộc phải dừng lại Vì những đối xác khổng lồ Đang chồng chất lên nhau trên nền đất nhuồm màu Trường Trường 23 cánh cổng cuối cùng dọc theo hàng phòng thủ cuối cùng trước cánh cổng vậy ngang lực lượng trung thành còn lại bắt đầu tập hợp vừa rất nhiều cuộc đụng độ khác đang diễn ra khắp nội cung chỉ có chưa tới 70.000 chiến binh tới được điểm tập kết trước cánh cổng vĩnh ngang nhiều người trong số này đến từ bên trong chính điện thậm chí gồm cả những người tị nạn đang tuyệt vọng hoặc bị thương lực lượng trấn giữ cánh cổng gồm chủ yếu gồm các assassins của quân đoàn blood angels và một bộ phận của imperial army cùng với một lượng nhỏ các imperial Fist. White Scars, Mechanicum, Legio Custodes Và các Titan trung thành Của Legio Ignatum Đối đầu với họ là một biển người Vượt quá tầm mắt của những Asatis phản bội Titan, quỷ dữ dị nhân và vô vàn những tạo vật Khát máu khác của Warp Ngay bình minh, cỗ Chaos Titan Mang tên Daughter of Torment Đã phát đi một thông điệp cuối cùng Của Masters, Kêu gọi lực lượng phòng thủ đầu hàng Và họ sẽ được thả mạng Nếu không, chúng sẽ tiến công và tàn sát tất cả Cảnh tượng hãi hùng của đạo quân trước mắt và những lời phát ra của cô thai thần phản bội đã làm nhiều người trong hàng ngũ trung thành phải nào núng, thậm chí đã chọn đầu hàng nếu không nhờ có sự hiện diện của đại thiên thần Zanguinius, người đang chỉ huy lực lượng chân giữ cổng Vĩnh Hằng. Sau chiến thắng tại hệ sao Cygnus, Zanguinous và các Lord Angels của ông đã đáp lại lời kêu gọi của Rugadon và quay trở lại Terra. Rồi sự hỗ trợ của các Ultramarines và Dark Angels sau sự hủy diệt của Tây nơi mà sự phản trắc của Horus bắt đầu. Họ đã tạo ra một lối đi xuyên qua cơn bão Runestorm và trở lại Terra ngay trước khi quần lực của Horus chạm tới mặt trời. Zanguinus liền đáp lại lời mời của quân phản bội bằng cách bay lên phía trên và đưa ra một bài phát biểu trước những người trung thành. Lời lẽ bi tráng và sức thuyết phục của nó rồi đã khiến cho ngay cả người tuyệt vọng nhất cũng phải rùng động. Ông nói rằng bất cứ ai muốn cũng có thể tự do chạy trốn vào phía sau cánh cổng vĩnh cửu. Nhưng ông sẽ đứng đây và chiến đấu và thực thi trọng trách của mình. Ông không hề muốn ở đây Nhưng ông biết phải có ai đó đủ can đảm Để bảo vệ lại cánh cổng cuối cùng này Sau đó Đại Thiên Thần hỏi Liệu có ai muốn chạy trốn Tất cả đã nói không Họ sẽ bảo vệ cánh cổng vĩnh ngang bằng mạng sống của mình Và như vậy The Guinness đã kết thúc bài phát biểu của mình Bằng cách bay về phía những kẻ phản bội phía dưới Và rồi chém bay trước đầu kim loại méo mó của Cucas Titan Đã đưa ra lời kêu gọi của Horus Đánh dấu khởi đầu của trận chiến trước cánh cổng vĩnh ngang Ngay khi đầu của cô khai Titan rơi xuống, những bầy quỷ có cánh liền lao vào truy sát Sanguinius, trong khi bầy đàn phản loạn phía dưới ném mình vào làn đạn của quân phòng thủ, nhanh chóng áp đảo họ bằng cả số lượng lẫn sức mạnh. Bên ngoài các bức tường, những cỗ thai thần của Khorne nôn ra những toán quân Guitars từ cái miệng biến dị của chúng như thể những tòa tháp vây thành sống. Trong lúc hỗn loạn, một bóng đen khổng lồ bất ngờ nổi lên. Sinh vật mở đôi cánh lớn băng da của mình và bay vọt lên trên. Đó là một con Bloodthirster một Greater Demon của Khorne và nó bay thẳng vào hàng ngũ của các Blood Angels. Tại thiên thần, đã nhận ra nó ngay lập tức. Đó chính là Kabanda, con quỷ mà ông đã đánh bại tại sao Sickness. Sau khi bị đẩy về Warp bởi Zanguinus, tên Bloodletters đã lập ra một giao kèo với Khorne rằng để được phép trở lại thực tại trong tương lai, hắn cần phải lấy mạng của 500 thiên thần máu của Zanguinus và đã gần như thành công sau khi lao vào vị trí của họ và chỉ bị ngăn lại khi Zenguinus can thiệp một cách tuyệt vọng. Cả hai sau đó đã tham gia vào một trận tài đấu dữ dội trước khi Cabanda bị Zenguinus dùng chuôi kiếm đánh gãy lực và đẩy xuống dưới hàng phòng thủ, nơi mà hắn đập tức bị sâu xé bởi lũ quỷ yếu thế hơn. Nhưng chiến trận vẫn tiếp diễn với việc quân phản bội đang tiến lên và Demons giờ đã xuất hiện ngay cả bên trong sang tâm và lệnh đóng cổng vĩnh cửu đã được đưa ra. Tuy nhiên sau đó, các Chaos Titan của Legio Audax đã can thiệp chúng sử dụng móng vuốt khổng lồ của mình để giữ cánh cổng mở ra. Trước khi Zenguinus đang chuẩn bị phá bỏ sự ngăn cản này, thì Primarch phản bội Angron. Lúc này, đã trở thành một Remon Prince của vị thần màu Khorne, đã bất ngờ từ tiền trời lao xuống. Hắn đã được lệnh từ chính War Master tới để giết Zanguinous. Cùng lúc đó, sau sự thất bại của lực lượng phản bội tại bức tường Saturnite phía Nam Cung Điện, Primarch Magnus và gần 9000 thao dân của hắn đã tấn công vào nửa bán cầu tây của cung điện và trong lúc hỗn loạn, chúng đã tạo ra thành công một lỗ hổng và cho phép Magnus xâm nhập thành công vào bên trong hệ thống ngầm ngục phía dưới cung điện với mục tiêu ám sát hoàng đế. Sau khi tiến được vào chính điện, Magnus đã đối mặt với Macro. Vị nhiếp chính vương đã cố gắng cải hòa Magnus nhưng không thành công và hắn vẫn quyết tâm sẽ lấy mạng trả mình. Sau đó, Tại đại sảnh vinh quang của chính điện Magnus đã đối mặt với một ảo ảnh của hoàng đế Tự gọi mình là Khải Huyền Khải liền dẫn lối Magnus đến phòng ngai vàng của chính điện Nơi mà hoàng đế đang ngồi lặng yên trên ngai vàng Golden Throne Quyết tâm thực hiện lời thề giết cha mình Magnus lập tức tập hợp sức mạnh vào cây quyền trượng của mình Để tạo nên một đòn đánh trí tử vào hoàng đế Tuy nhiên, trước khi đòn đánh kịp giáng xuống Nó đã được đỡ lấy bởi Primark Vulcan Vulcan cho tới thời điểm này vẫn được coi là đã chết bởi cả hai phe sau cuộc thảm sát tại Severn năm. Nhưng sự thật là ông là một perpetual, một bất tử nhân, người có khả năng tài sinh vô hạn, một món quà mà chỉ mình ông có từ mã gen của chủ nhân loài người. Nhiều ngày sau khi cơ thể đã bị hủy diệt hoàn toàn bởi vũ khí hạt nhân tại Severn năm, Vulcan đã trỗi dậy từ đống cho tàn và lập tức bị bao vây bởi những quân đoàn phản bội Ông sau đó đã bị bắt và tra tấn tàn bạo đến chết suốt nhiều tháng trời bởi Conrad Curse, Primark phản bội của quân đoàn Nylos. Nhưng hết lần này qua lần khác, ông lại trở lại được cười nhạo nỗ lực của người anh em phản loạn và càng khiến hắn thêm giận dữ. Sau cùng, hắn quyết định sẽ giam cầm ông vĩnh viễn trong một mê cung vô tận do Primark Putrabo thiết kế. Nhưng đã thất bại khi bị vầu cần chọc tức và khiến hắn mở ra lối đi thẳng đến vũ khí cá nhân của ông là cây búa Dawnbringer nằm ở trung tâm của mê cung nhằm thực hiện một cuộc giao đấu trực tiếp. Tuy nhiên, Vulcan đã bất ngờ kích hoạt một thiết bị dịch chuyển bí mật bên trong cây búa của mình và nó đã đưa ông đến tận nửa kia của thiên hà tại Makrak, hành tinh mẹ của các Ultramarines. Ngay sau khi tài sinh thêm một lần nữa dưới sự chăm sóc của quân đoàn số 13, Vulcan đã tạm thời mất đi trí nhớ và sự tỉnh táo của mình, lập tức tham gia vào cuộc săn lùng con Rutgers bật chất dưới ngăn cản của Prima Gilliman. Và sau đó, ông lại một lần nữa rơi vào trạng thái chết trong nỗ lực của mình. Nhưng rồi, khi cơ thể của ông được Kostler Manders băng qua cơn bão Rune Storm để đưa về hành tinh mẹ của mình tại Nocturne, Vulcan đã sống lại. Ông nhanh chóng phục hồi hoàn toàn ý thức và lập tức tìm cách trở lại Terra dưới sự hướng dẫn tâm linh của Hoàng đế. Và giờ đây, lúc này ông đang đứng giữa Hoàng đế và đón đánh của Magnus tại căn phòng ngài vàng của trình điện. Ông đã cùng cha mình cố gắng thuyết phục vị vua đỏ Người anh em mà ông tin rằng vẫn có thể được thả thứ nhưng có vẻ như đã quá muộn. Magnus vẫn quyết tâm sẽ lấy mạng hoàng đế, bất chấp cả sự mặc khải mà hoàng đế đã cho hắn thấy khi hắn đứng trước Golden Throne. Hoàng đế đã cho hắn thấy được một viễn cảnh về một Imperium of Man phổn thịnh, nơi mà sự phản bội của những đứa con của hoàng đế chưa bao giờ xảy ra, và loài người đã làm chủ cả thiên hạ với hệ thống Webway. Tại trung tâm của hệ thống đó Magnus phát hiện ra mình đang ngồi trên Golden Throne và đang tiếp năng lượng cho Webway. Nhưng thay vì sự đau đớn mà giờ đây hoàng đế đang phải chịu đựng trên ngài vàng Webway, linh hồn của ông lại luôn hạnh phúc khi nào trôi giạt trong cõi linh hồn cùng với hoàng đế để cùng khám phá những giới hạn của trí thức vũ trụ. Chủ nhân của loài người tuyên bố rằng tương lai này vẫn có thể xảy ra và Magnus có thể trở lại về trung thành với tư cách là người đứng đầu một quân đoàn hùng mạnh mới đang được chuẩn bị cho ông. Cùng nhau, hoàng đế và Magnus sẽ trục xuất những kẻ phản bội khỏi Terra và thực hiện cuộc thành trừng vĩ đại trên Captina để cột rửa hồn ma. Và rồi cùng nhau, họ sẽ hoàn thành dự án Webway còn sáng giờ và rồi cùng đưa cả nhân loại đến với một thời đại hoàng kim vĩnh hằng. Tuy nhiên, cái giá phải trả là rất đắt. Hoàng đế cho Magnus biết rằng quân đoàn Thousand Sons của ông đã bị nguyên rùa bởi sự tha hóa của hồn ma và căn bệnh Flight Change. Do đó, một ngàn đứa con của vị vua đỏ sẽ không thể theo ông trở lại vòng tay của hoàng đế mà sẽ cần phải bị thành trừng cái giá này là quá cao đối với magnus sẽ không có sự thay đổi nào cả hoàng đế sẽ phải chết Vulcan và Magnus lập tức tham gia vào một cuộc giao đấu dữ dội. Trong lúc hỗn loạn, một trong những Slamander đã cùng Vulcan tới Terra, đã lấy thân mình để đỡ thay Vulcan một đòn chặt đầu từ Magnus và đã mất mạng, khiến ông nổi cơn thịnh nộ nhưng ngay trước khi ông kịp dáng đòn kết liễu, Magnus đã biến mất khỏi căn phòng ngài vàng. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Ngay khi chiến trận trước cổng vịnh hàng vừa bắt đầu, phía trên Golden Throne, hoàng đế đột ngột cảm thấy sức mạnh của mình đang suy yếu với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước và là chắn tâm linh bao quanh chính điện đang tiến dần đến bờ vực sụp đổ. Sau đó, họ nhận ra Magnus đang ở trong lòng Webway và đang thực hiện một nghi lễ tâm linh để tiêu diệt cha mình và vào cần ta được cử đi để ngăn chặn. Trong lòng Webway, Valken bước đi với cảm giác tưởng chừng như vô tận Cuối cùng, ông đã tới được thành phố Bất Khả Nơi cuộc chiến Webway đã diễn ra Và bắt gặp một tòa tháp do Magnus dựng lên Bên trong, ông đã tìm thấy hắn Demon Prince Magnus Red Bị quấy nhiễu khi đang thực hiện nghi lễ của mình Vì vô đỏ nổi cơn tình nộ và tấn công cần Với nguồn sức mạnh khổng lồ mới từ vị ác thần Zinj Valken dường như chiến đấu trong vô vọng chống lại Magnus Nhưng với khả năng tái sinh của mình Ông bị hắn giết bằng mọi cách có thể tưởng tượng và rồi lập tức quay trở lại để đón nhận thêm cái chết tiếp theo. Cuối cùng, chỉ thông qua bài thử của sự kiên trì, ông đã khiến cho Magnus mất dần cả lý trí lẫn sức mạnh. Nhưng khi Magnus đã cục ngã trên nền đất ảo mộng, hắn đã tập trung sức mạnh của mình cho nỗ lực cuối cùng để tiêu diệt vào cần. Một đòn đánh sẽ phân rã hoàn toàn mọi phần tử của ông. Nhưng ngay trước khi cơ thể của vào cần hóa thành hư vô, một đòn đánh từ cây búa Donbringer đã được vùng ra bởi cánh tay đang vỡ vụn của ông và đánh bay đầu của vị vô đỏ khiến hắn lập tức bị trục xuất trở lại Imperium. Và rồi cũng như bao lần khác, Vulcan đã trở lại. Phía trên cánh cổng cuối cùng của cung điện hoàng gia, hai vị Primarch đã cùng giao đấu trong một trận không chiến được ví như thần thoại. Một bên là đại thiên thần Zangunius với đôi cánh trắng tuyệt mỹ, một bên là quỷ đỏ Angron với đôi cánh nhóm màu của địa ngục. Đã bị suy yếu bởi cuộc chiến với Carbanda, Zangunius đã phải chiến đấu trong một trận chiến không cần sức nhưng vẫn giữ vững được vị trí của mình và cả hai đã phá hủy hàng loạt Titan và phi cơ Stormbird của phe phản bội trong lúc giao đấu trước khi ông bị Angron đâm chúng bằng thanh gươm Black Blade của hắn. Tuy nhiên, Zanguinus đã tận dụng cơ hội để xé nát chiếc đinh đồ tể ra khỏi hộp sọ của Angron, lập tức làm đầu của hắn nổ tung, khiến hắn bị trục xuất trở lại Warp. Với sự thất bại của thủ lĩnh, các Waiters đang bùa vây quanh chiến trường đã mất hết sự tỉnh táo mà chúng có và bắt đầu tấn công cả bạn lẫn thù. Điều này kết hợp với sự thất bại trong nỗ lực loại bỏ màn chắn sai kích của chính điện và kế hoạch ám sát hoàng đế của Mark Nersiret đã kim lại bước tiến của War Master. Cuối cùng, cánh cổng vĩnh hằng đã bị đóng lại khi Zenguinus và những người trung thành còn lại rút lui vào trong chính điện hoàng gia. Sau tất cả, cổng vĩnh hằng vẫn đứng vững. Cùng lúc một cuộc vây hãm chính điện đang diễn ra, các White Scars dưới sự chỉ đạo của Shiban Khan đã kích hoạt lại thành công hệ thống phòng thủ chống quỹ đạo của cảng không gian Lionsgate. Hạm đội phản bội lúc này đang ở quỹ đạo tầm thấp, đã phải hứng chịu một cuộc bàn phá ác liệt từ mặt đất trước khi chúng kịp hạ cánh và đưa thêm quân lực phản bội vào vòng chiến và đã buộc phải rút lui một phần. Chỉ với điều này, quân đoàn số 5 đã làm gián đoạn tới gần một nửa sự chỉ viện của hạm đội phản bội phía trên tới lực lượng bên trong cung điện của chúng. Không lâu sau đó, Macador đã được hoàng đế báo tin tích cực đầu tiên trong vòng nhiều tuần đó là tin tức về sự chi viện của lực lượng trung thành các Space của Leman russ đã thành công trong việc vượt qua sự phục kích của quân đoàn alpha legion và đang tiến hết tốc lực về terra quân đoàn dark angels của lionel johnson và ultramarines của robert A. gilliman cũng đã giành được chiến thắng trước hạm đội phản bội đang cố gắng ngăn cản họ và đã tìm được lối đi xuyên qua cơn bão ruin storm đang trực chờ vụt tắt họ đều đang tới sau cùng những người con của hoàng đế đã trở về đất mẹ nhưng hoàng đế cũng đã nói với macro rằng đã sắp đến lúc để ông thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình. Cả hoàng đế và Horus đều biết rằng chỉ có cái chết của ngài mới đem lại được chiến thắng cho Horus. Hắn sẽ buộc phải ra tay tàn nhẫn. Và khi hắn thực sự làm vậy thì người duy nhất có thể ngăn cản hắn chính là hoàng đế. Như vậy nghĩa là ngài cần phải rời khỏi Golden Throne. Chỉ với một sai cơ có sức mạnh tương đương ngài, một sai cơ như macro mới có thể thay thế vị trí của ngài chỉ có ông mới có đủ sức mạnh để cùng lúc duy trì là chắn của Gapway và của chính điện hoàng gia, chỉ có Macaro mới có thể ngăn cản hỗn mang tràn vào chính cung điện và giật lấy chiến thắng tư tay thất bại. Không một sự nào núng nhiếp chính vương Macaro sẽ nhận lấy trọng trách này, ngay cả khi biết rõ cái giá là mạng sống của chính ông. Từ hàng thế kỷ trước, Macaro đã đặt lời thề trung thành vĩnh cửu của mình và hoàng đế, người có cùng hoài bão về ông đó là sự phục hưng của toàn thể nhân loại giữa các vì sao. Họ là những người cuối cùng còn nhớ về sự vĩ đại của kỷ nguyên vàng mà nhân loại từng có được. Ngay từ khởi đầu của hành trình đó với chủ nhân loài người, Macador đã luôn sẵn sàng hy sinh bản thân của mình để bảo vệ giấc mơ đó. Lúc này cũng không ngoại lệ. Hoàng đế mỉm cười trước người bạn trung thành của mình. Sẽ không lâu nữa đâu. Số mệnh của cả thiên hà sẽ được định đoạt. Chương 24. Cái chết của thiên thần Cuộc vây hãm chính điện Terra đã kéo dài trong 55 ngày đêm kinh hoàng. Những người trung thành, cả anh dũng lẫn tuyệt vọng đã đang chiến đấu tới người cuối cùng tại hàng ngàn mặt trận bên trong và ngoài cung điện hoàng gia. Nhưng mang cho những hy sinh và chiến thắng nhất thời của họ, các thải thần phản bội đã bắt đầu bào mòn các bức tường thành tráng lệ của chính điện hoàng gia, trong khi các Asathe phản bội và quỷ dữ đang bổ về bên dưới, nóng lòng được đêm máu của những người trung thành còn lại. Mặc dù đã ngăn cản thành công của tấn công vào cánh cổng vĩnh hằng, nhưng pháo đài Barbastion của Pháp quản Rugadon, trung tâm chỉ huy của Cung điện Hoàng gia, đã rơi vào tay của War Master. Theo sau nó là hàng trăm phòng tuyến khác của lực lượng trung thành cũng sắp sửa thật thủ. Giờ đây, chiến thắng đối với quân đoàn phản bội dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Xa phía trên quỹ đạo của Terra rực lửa, War Master Horus có thể cảm thấy chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng với sự suy đồi của hồn mang, giờ đây hắn đã gần như trở nên điển loạn không còn đủ tỉnh táo để nhận thức thực tại đến mức tin rằng hắn vẫn đang thực hiện những cuộc phỏng vấn các remembrancer mới gia nhập hạm đội của mình những người mà hắn đã tàn sát trên bong tàu tại quỹ đạo của Istavan ba hắn nghĩ những người con đã chết của Lunagulf như malogos và haster sidanus vẫn còn sống và nghe thấy những bóng ma vô hình thì thầm ngày càng vắng bóng trong việc chỉ huy ngay cả đối với quân đoàn của chính hắn khiến kỷ luật và sự liên kết giữa các Space phản bội bị phá vỡ. Và phần lớn việc chỉ đạo của về hãm Terra giờ đây đều do Puterabo đảm nhiệm. Thậm chí, Ezekiel Abaddon, vị tướng gần gũ nhất về Horus trong số các Son of Horus của hắn, giờ đây đã nhìn nhận War Master không khác nào đồ bộc của cao vị Arcton. Ngày đêm chìm đắm trong những cơn mê sảng, tiềm thức trôi giạt trong Warp, cố gắng tìm cách làm suy đổi sức mạnh của Hoàng đế. Dẫu vậy, quyết tâm đoạt lấy ngai vàng Terra vẫn rực cháy trong tim hắn. Và trong những ngày cuối cùng của cuộc vây hãm, hắn tuyên bố rằng hắn sẽ kết thúc cuộc chiến bằng một nước cờ táo bạo. Trước sự sửng sốt và phản đối của tất cả thuộc hạ, Horus đã thông báo rằng hắn đã cho tắt tấm kiên năng lượng của chiếc Vengeful Spirit nhằm mời gọi hoàng đế dịch chuyển lên xoài hạm của mình trong một cuộc giao đấu cuối cùng. Nếu hoàng đế rời khỏi Golden Throne, bể lũ quỷ dữ của hồn mang sẽ được giải phóng ngay bên trong chính điện cũng như tràn ra khỏi cánh cổng Webway và chiếm lấy Terra cùng lúc đó horus sẽ được đối mặt với cha mình ngay tại con tàu mà hắn làm chủ điều này sẽ cho phép hắn giết hoàng đế trước khi quân tiếp viện của terra tới nơi và hắn tin rằng khi hoàng đế của họ chết hàm đội trung thành sẽ mất dần tinh thần và phải quy phục trước sức mạnh của hắn tin rằng hoàng đế sẽ không bỏ qua cơ hội để chấm dứt đổ máu tại terra bản thân hắn sẽ trở thành mùi nhử để dụ hoàng đế vào cái bẫy đã giảng sẵn nhưng Warmaster master không thể ngờ rằng chủ nhân của loài người đang đợi trình nước đi này của hắn. Sâu bên dưới bề mặt của Terra rực lửa, hoàng đế đã cảm nhận được tấm khiên của chiếc xoài hạng của World Master đang hạ dần. Và với một cái gật đầu về phía Macro, hoàng đế ấn định rằng đã đến lúc để ông thay thế vị trí của mình trên Golden Throne. Ngay khi vị nhiếp chính vương truyền đạt sau những tâm nguyện của mình cho các thổ hạ trung thành, lần đầu tiên trong nhiều năm trời, hoàng đế đã đứng dậy trên chính đôi chân của mình và Markador nhanh chóng thay thế vị trí của ngài trên Golden Throne, liên kết cơ thể của mình với ngài vàng Webway. Và đã lập tức không thể giao tiếp hay cử động vì toàn bộ cơ thể và linh hồn của ông đang phải tập trung toàn lực để chống lại nỗi đau tột cùng của việc bị nó hút lấy sức mạnh. Cũng giống như hoàng đế đã làm, giờ đây ý chí của ông là thứ duy nhất sẽ ngăn cản sự xâm lăng của bé lũ quỷ dữ vào chính điện hoàng gia. Hoàng đế Linh bày tỏ quyết định dịch chuyển lên chiếc Vengeful Spirit để trao cho Horus sự phán quyết mà hắn đang mong đợi. Nhưng những người con trung thành của ngài sẽ không để ngài đi một mình. Họ sẽ đi cùng ngài, Rogadon và Zanguinius. Chỉ có Vulcan sẽ ở lại vì nhiệm vụ riêng của ông. Đó là canh giữ Golden Throne và hủy diệt Terra. Đất mẹ của nhân loại sẽ không được phép rơi vào tay của hộn mang. Không phải bây giờ và cũng sẽ không bao giờ. Vulcan sẽ là người nắm giữ công tắc Một thiết bị được gọi đơn giản là công tắc của người chết Dead Man Switch Đã được chính ông tạo ra dưới sự hướng dẫn của hoàng đế tại Nocturne Khi ngài thất bại trong việc đánh bại War Master Thì cũng sẽ là lúc nó được vào cần kịch hoạt Và khi đó Terra cũng sẽ không còn nữa Vị vua của nhân loại Người ấy nhìn buồn bã của mình về phía Makado Ông đã chọn hy sinh để bảo vệ giấc mơ chung của hai người dù cả ngài và macro đều không thể nhìn thấy kết cục của cuộc chiến này nhưng cả hai đều biết rằng đây là một sự hy sinh cần thiết để đảm bảo rằng nhân loại vẫn còn một tương lai và thế là chủ nhân của loài người cùng với hai người con trung thành của mình là Rogadon và zangwinius cùng với một lượng hỗ trợ bao gồm các custodies và terminator spamorin tình nhuệ nhất đã đồng thời thực hiện dịch chuyển lên chiếc xoài hạm của War master ngài ghi vừa đặt chân lên bong tàu Hoàng đế liên nhận ra Rugadon và Zenguinus không hề có mặt. Họ và quân lực của mình đã bị phân tán khắp con tàu. Ngài không khỏi lo lắng rằng Horus đã quá mạnh mẽ tới nỗi có thể làm trịch hướng của chủng tia dịch chuyển. Giờ đây, họ buộc đều phải tự tìm cho mình đường đến với Horus. Và tại hàng loạt khoang tàu siêu vẹo khác của chiếc xoài hạm đã bị biến đổi bởi sức mạnh của Warp những người đồng hành của hoàng đế đã bị tấn công từ mọi phía bởi những con ác mộng sống đang cư ngụ trên chiếc chiến hạm của War Master, bao gồm Demon, quái vật và Chaos Space Marines. Sức ảnh hưởng của hôn mang trên con tàu lớn mạnh đến mức ngay cả các custodians, những người được cho là không thể bị tha hóa, đã đổ lệ máu và bắt đầu tấn công chính hoàng đế. Buông ai và ra tay với chính những cận vệ của mình bị chia cắt và bao vây, tư lượng nhỏ của họ dần mở đường máu xuyên qua các tầng của chiếc xoài hạm săn lùng dấu hiệu của War Master. Và Zanguinius là người đầu tiên vượt qua đến những hành lang chết chóc và đã chạm trán Horus tại đài chỉ huy của chiếc xoài hạm. Đại thiên thần đã không còn nhận ra được người bạn cũ của mình. Cơ thể hàn trường phình lên như một tên khổng lồ nó nề với sức mạnh của cả bốn vị thần hộn mà. Với giọng điệu xảo quệt, War Master cất tiếng chào đón người bạn cũ của mình và đề nghị cho Zangunius một cơ hội cuối cùng để từ bỏ hoàng đế và tham gia cùng hắn trong chiến thắng tất yếu của những kẻ phản bội tại Terra, mặc dù hắn biết rằng rồi đó sẽ bị từ chối. Zangunius không trả lời. Ông chỉ hỏi lại Horus rằng tại sao ông phải quay lưng lại với giấc mơ của cha mình về một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. Khi đó, ngay cả các cổ thần cũng đã không còn nghi hoặc gì nữa về lòng trung thành của Zangunius. Horus từ chối trả lời và lập tức tấn công. Vũ nó bị thương vì chiến sự tại cổng vệ ngang, vị Primarch của các Blood Angels vẫn chọn đi cùng hoàng đế đối mặt với War Master vì với năng lực nhìn trước tương lai, ông đã sớm thấy được cái chết của mình. Nhưng đó là sau khi Horus đã giết hoàng đế. Do đó, như một nước đi cuối cùng của kẻ tuyệt vọng nhằm chống lại số phận, Đại thiên thần đã tự chọn cái chết cho mình. Ông sẽ là người hy sinh đầu tiên để một cách nào đó trao cho cha mình hy vọng sống. Đã gần như kiệt sức, tại thiên thần gần như bất lực trước sức mạnh của War Master. Sau cùng, thiệt hại duy nhất mà ông gây ra được cho Horus là một vết lõm nhỏ trên bộ giáp Terminator Amo đen đặc của hắn. Tuy nhiên sau đó, nhiều người đã khẳng định rằng chính điểm yếu mà Zangunus đã tạo ra đã giúp cho hoàng đế dáng đòn kết liễu của mình lên War Master. Cũng giống như rất nhiều người khác Zengunus đã hy sinh cho giấc mơ của cha mình Đây là thứ duy nhất mà Horus không thể làm Một điểm yếu mà hỗn mang đã lợi dụng để nuốt chửng linh hồn hắn Không lâu sau đó Hoàng đế cuối cùng đã tới đài chỉ huy của xoài hạm Và nhìn thấy Horus Đứng ngạo nghĩ bên cạnh cơ thể nhôm máu của đại thiền thần Xung quanh Xác của các Custodians đến sau Zengunus Nằm vương vãi như thể những món đồ chơi bị xé nát khuôn mặt của hắn đã hóa đỏ vì luồng năng lượng của những sức mạnh đen tối mà hỗn mang liên tục truyền vào cơ thể hắn. Hoàng đế kinh hãi trước sự thay đổi mà hỗn mang đã tạo ra cho người con của ngài. Từ lâu, ngài đã biết về tình anh em thân thiết giữa Horus và Zangunius và không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mặt rằng Horus đã dùng tay với người bạn tốt nhất của hắn. Horus Lubakow ta luôn là người con ưu tú nhất của chủ nhân loài người. Ngài đơn giản là không thể chấp nhận được việc người con mà mình đã từng yêu thương nay đã lạc lùi mãi mãi Horus chỉ cười nhạo cha mình Nói rằng Hắn đã làm được điều mà chủ nhân của loài người không thể Đó là thuần phục các vị thần hỗn mang Cho mục đích của hắn Hắn tuyên bố rằng Bằng sức mạnh của Warp Hắn sẽ đưa Imperium of Man đến với một thời đại mới Nơi mà nhân loại làm chủ cả thiên hà Lẫn Imaterium Horus hứa rằng Hắn sẽ tha mạng cho ngài Nếu bây giờ ngài quỳ xuống và thề trung thành với hắn Hoàng đế chỉ buồn bã lắc đầu. Với tuổi đời già hơn Horus tới hàng chục ngàn năm, ngài biết quá rõ cái bẫy đã nuốt chừng Horus. Ngài nói với người con lạc lối rằng, như tất thảy những kẻ đi trước hắn. Horus cũng chẳng hơn gì một nô lệ ảo tược, chứ không phải chủ nhân của Wap. Không một ai có thể làm chủ hỗn màng cả. Trước những lời của cha mình, Wu Master nuôi cần thịnh nộ và trận chiến cuối cùng sẽ quyết định số phận của cả thiên hà đã bắt đầu. Trường 25 Hồi kết Horus gầm lên với giọng của cả bốn vị ác thần giận dữ bất ngờ phóng một luồng sức mạnh sai cây quỷ diệt vào người hoàng đế khiến ngài hét lên đau đớn Không còn lựa chọn, hoàng đế tập trung sức mạnh của mình và ra tay Nhưng tia điện chớp sang khắp đài chỉ huy khi thanh kiếm rực lửa của chủ nhân loài người và chạm với móng vuốt sắc lẹm của của Master Horus Các tiền năng lượng đủ để thắp sáng cơn lục địa nhấp nháy khi hai sinh thể mạnh mẽ nhất thiên hà đụng độ nhau Cả hai tách ra rồi lại lao tới Và cuộc chiến đã đồng thời diễn ra Ở mọi trạng thái cấp độ của sự tồn tại Vật lý, ý chí Và cả tâm linh Năng lượng đủ mạnh để san phẳng cả hành tinh Đưa giải phóng qua mỗi cú đánh Và dối hạm ven full spirit dùng chuyển như sắp vỡ vụn Một cú đánh móc trái của Horus Bất ngờ hất văng hoàng đế qua một vách ngăn bằng đá Và cú đánh phản công của ngài Đã xé toạc hàng cột trống đỡ trần nhà Khi Warmaster cùi xuống trong một khoảnh khắc, hoàng đế đã nghe thấy tiếng gào rú của các vị thần hỗn mang khi chúng tiếp thêm sức mạnh cho nhà vô địch của mình. Chúng đã chờ đợi rất lâu cho thời khắc này để kết liễu kẻ thù mà chúng căm ghét nhất. Anathema Chủ nhân của loài người đang một mình chống lại sức mạnh tập trung của cả bốn vị ác thần và đang nhận ra rằng mình đang thua cuộc. Nhưng sự thật là, hoàng đế đã không thể giải phóng toàn bộ sức mạnh mà mình có lên Horus. War Master là một kẻ phản bội nhưng sâu thẳm trong lòng ngài. Horus vẫn luôn là người còn ưu tú nhất và là người bạn tốt nhất của ngài. Ngài không thể tin được rằng người con đã từng sát cánh với mình. Người mà mình đã từng cứu và đã từng cứu mình không biết bao nhiêu lần, giờ đây đã không còn cơ hội để cứu rỗi. Và ngài đã nhường Horus. Hy vọng rằng cơn cuồng bão của hắn sẽ khiến hắn nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình. Nhưng Horus lại không hề nương tay. Sau hàng loạt những cú này đòn, móng vuốt của Horus đã cắt đứt bộ giáp vàng của hoàng đế như thể vải vụn xuyên qua da thịt của ngài hoàng đế liền giải phóng một sức ép tâm linh lên trí não của World master nhằm phá vỡ hệ thống thần kinh của hắn nhưng Horus lại chỉ nở nụ cười chế nhạo trước khi làm trạch hướng của đoàn tấn công và vung móng vuốt của mình ngang cổ họng của hoàng đế cắt đứt khí quản của ngài ngay sau đó một đòn khác làm đứt gần cổ tay phải khiến thanh kiếm của ngài rơi xuống đất một cách vô vọng và tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp căn phòng. Horus vẫn chưa dừng lại và đầm vỡ xương sườn của người cha đang dần gục ngã. Và rồi hắn giải phá một lực sai kích làm tan chảy xà thịt khỏi khuôn mặt của chủ nhân loài người làm mù mắt trái của ngài. Sau khi đã xé đứt lìa cánh tay phải của cha mình, Horus nâng cơ thể tàn tạ của hoàng đế lên đầu và ném mạnh xuống đầu gối của mình, làm gãy nát xương sống của ngài. War Master gầm lên lần nữa chưa chiến thắng tàn bạo của mình. Một cách đột ngột, trận chiến dừng lại và qua con mắt còn lại của mình, hoàng đế đã nhìn thấy một chiến binh Astarte mặc giáp Terminator đơn độc tiến vào căn phòng. Người lính trung thành lập tức lao về phía War Master và khai hỏa khẩu súng Storm thờ của mình. Horus chỉ nhìn ông ta và cười. Trong một khoảnh khắc, hắn ta hồ hởi đứng lên cho phép chiến binh Space Marine chứng kiến những gì mà hắn ta đã làm với hoàng đế của ông. Hoàng đế ngay lập tức biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo chiến binh trung thành kia sẽ chết. Horus hướng ánh mắt rực lửa của mình về phía ông và da thịt của ông lập tức tan chảy ra như bùn nhão để lộ bộ xương bên trong và ngay cả nó cũng đã nhanh chóng biến mất, hóa thành cát bụi. Nhưng cái chết này của ông không hề vô nghĩa. Nó đã gạt bỏ mọi khúc mắc trong lòng của chủ nhân loài người. Chiến binh đó đã bị Horus giết một cách quá đỗi bình thản, không nhân từ và thậm chí không có bất kỳ suy nghĩ thứ hai nào về người mà hắn vừa giết đó chính là chứng cứ cuối cùng mà ngài cần để chắc chắn rằng Horus Lupercal mà ngài từng biết và yêu thương đã không còn nữa. Trước mặt ngài, giờ chỉ có một con quỷ đang bị điều khiển bởi sự điên cuồng của hồn ma và bởi thứ sức mạnh đen tối mà hắn đã cho phép chảy trong huyết quản của mình. Hoàng đế đã hy vọng, bằng một cách nào đó, ngài có thể giải thoát hắn khỏi sự suy đổi của tham vọng. Nhưng hồn ma đã nốt chọn lại linh hồn của hắn từ lâu. Sự cứu rỗi duy nhất mà giờ đây ngài có thể ban cho hắn là cải chết. Chủ nhân của loài người tập hợp toàn bộ nguồn sức mạnh mà giới hạn cơ thể của ngài có để chứa đựng và một luồng năng lượng thuần túy. Nhỏ hơn tia laser nhưng lại có sức hủy diệt hơn cả một mặt trời phát nổ. Ngài nhắm thẳng nó vào Horus, một liều thuốc trị ức cuối cùng cho trái tim của kẻ điên loạn. Horus cảm nhận được luồng năng lượng khổng lồ đang trỗi dậy sau lưng và quay về phía hoàng đế với vẻ mặt kinh hoàng. Được thúc đẩy bởi tất cả sức mạnh của cơn tịnh nộ, nỗi đau và sự thù hận của mình Hoàng đế đã quyết định cái chết của Horus Ngay trước khi ngài xuống tay Hoàng đế đã cảm nhận được sức mạnh của cả bốn vị thần hồn ma Đang rút lui khỏi cơ thể và linh hồn của War Master Chúng chạy trốn trước khi bị giết cùng con tốt của mình Và khi chúng làm vậy Lần đầu tiên trong gần một thập kỷ Sự tỉnh táo đã dần trở lại với War Master Chủ nhân của loài người nhận ra trên khuôn mặt của Horus Giờ đây là sự hồi lỗi về tất thải những chuyện tài trời mà hắn đã gây ra và ngài đã thấy trong đôi mắt hắn nước mắt hắn đã khóc người con của hàng đấy đã trở lại nhưng ông ta chỉ gào thét cầu xin cha mình cá chết vì các vị thần hỗn mang vẫn đang gọi tên ông và ông quá yếu đuối để chống lại cám dỗ của chúng chủ nhân của loài người biết rõ rằng hỗn mang có thể quay lại với nhà vô địch của chúng một lần nữa hoặc thậm chí là hồi sinh của master nếu điều đó xảy ra ngài sẽ không thể ngăn cản chúng nữa cái chết đơn giản là không đủ. vậy mà trong một giây đó, nhìn vào khuôn mặt của người con lầm lạc, ngài lại giò dự, không thể làm được việc cần phải làm. nhưng rồi ngài đã nghĩ đến cuộc tàn sát vẫn đang diễn ra bên ngoài, bên dưới Terra và trên toàn thiên hà này. nó có thể diễn ra mãi mãi. ngài không thể cho phép điều đó xảy ra. cuối cùng vị vua của nhân loại chút bỏ mọi sự nhân từ, lòng trắc ẩn và mọi hạt ký ức về tình cha con với Horus còn sót so lại trong tâm trí của mình. Mặt ngài nhìn thẳng vào Horus và thấy được sự thấu hiểu ở đó. Với tất cả sức lực còn lại, hoàng đế giải phóng đòn đánh cuối cùng xuyên thẳng qua trái tim của Horus, hủy diệt hoàn toàn sự sống và linh hồn của War Master ngay cả trong Warp. Sẽ không có sự hồi sinh nào cả. tại bề mặt của Terra rực lửa, nơi mà giờ đây cả thời gian lẫn không gian đã không còn có thể xác định một cách chính xác vì dường như biển linh hồn đang dần nuốt chửng tất cả. Cái chết của War Master đã gửi đi một làn sóng xài kịch mạnh mẽ quét qua lực lượng phản bội vẫn đang bùa về cung điện. Đầu tiên, bảy lũ quỷ dữ đã đột ngột bị đày trở lại Warp vì sự gián đoạn sức mạnh từ các chủ nhân của chúng. Và sự bối rối bắt đầu lan rộng giữa các Primark phản bội và quân lực còn lại của chúng nhanh chóng mất đi sự liên kết. Cùng lúc đó, các Blood Angels đã bị nuốt chửng bởi viễn cảnh đen tối về cái chết của danh Winners vì trên sỏi hạm của War Master. Từ đây, những bệnh nhân đầu tiên của một căn bệnh mà sau này được biết đến là Black Rage đã xuất hiện. Không báo trước, các thiên thần máu đã bất ngờ lao thẳng vào đội quân phản loạn bên dưới và tàn sát với sự dã man đến mức cười sốc cho cả hai phe. Các Imperial Fists và White Scars đã lấy cuộc thảm sát bất ngờ này làm lợi thế và thực hiện một cuộc phản công tổng lực. Ngay cả các Chaos Titan cũng đã phải chịu khuất phục và lần lượt bị tiêu diệt một cách vô vọng, biến cuộc rút lui của chúng trở thành những biển máu. Và như vậy, cuộc vây hãm Terra đã kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của lực lượng phản bội. Primarch Rogadon và các Imperial Fists của ông cuối cùng ta tới được đài chỉ huy của chiếc Vengeful Spirit. Nỗi kinh hoàng liền bao trùm lấy đòn khi ông nhìn thấy cơ thể gãy nát của hoàng đế và đang chính sự sống đang dần rời khỏi cơ thể ngài. Tuân theo những chỉ dẫn của người cha tàn phế, đón đưa ngài trở lại chính điện hoàng gia tại Terra. Phía trên Golden Throne, Makarov đã không còn nữa. Thân thể đang lụi tàn của ông được níu giữ lại trên Golden Throne chỉ bởi ý chí. Theo ý nguyện của cha mình, đón ra lệnh cho các Tech Priest của Mechanicum đưa hoàng đế vào vị trí ngồi của Macador. Cơ thể của vị nhiếp chính vương lập tức hóa thành trò bụi khi bị thay thế. Nhưng chỉ sau khi Macador đã truyền lại do năng lượng sống cuối cùng của mình cho chủ nhân duy nhất của ông. Như đó, hoàng đế lại thức tỉnh thêm một lần cuối cùng trên Golden Throne. Ngài cho bề tôi của mình biết một hiện thực nghiệt ngã rằng Dù sức mạnh của ngài sẽ được khôi phục theo thời gian Nhưng cơ thể của ngài sẽ không bao giờ có thể lành lại ngài sẽ mãi mãi ngồi trên cỗ ngai vàng của mình, tiếp tục thắp sáng ngọn Astronomicon đến vĩnh hằng và bảo vệ Terra khỏi sự xâm lăng của bé lũ quỷ dữ từ Webway. Ngài tuyên bố rằng, Makador sẽ vĩnh viễn được nhớ đến với các thế hệ đi sau là người hùng Makador vì sự hy sinh vĩ đại của ông. Chủ nhân của loài người ra phó trọng trách quản lý Imperium cho các Primarch trung thành còn lại của mình ra lệnh cho họ lập tức gột rửa những vết nhơ của Unmang trên khắp Imperium trong một cuộc thành trưởng vĩ đại, không cho phép Unmang có cơ hội đe dọa nhân loại thêm một lần thứ hai. Cuối cùng, Hoàng đế đã hứa với tất cả rằng đây không phải là kết thúc mà chỉ là khởi đầu của một cuộc thập tự trình mới để cứu rỗi nhân loại mà thôi. Và rồi ngài nhắm mắt lại và không nói thêm một lời nào nữa nhân loại đã chiến thắng cuộc vây hãm terra cuộc dị giáo horus đã kết thúc giờ đây là lúc để một kỷ nguyên mới kỷ nguyên của imperium bắt đầu dù những năm tháng tiếp theo sẽ phủ đầy bóng đêm và máu nhưng sự hy sinh của macaro và hoàng đế đã đảm bảo rằng nhân loại vẫn còn hy vọng vì từ sự hy sinh này đã sinh ra một đức tin mới một đức tin mà những lời ca của nó sẽ được hát lên bởi hàng tỷ tỷ con dân của đế chế nhân loại trong 10.000 năm tiếp theo. Như đã được dạy trong cuốn Lectio Divinitatis, trên tất cả, hoàng đế sẽ bảo vệ. The Emperor Protects This is but a glimpse of the times to come.